Dương Tiêu vừa dứt lời, một đoàn nhạc công từ từ tiến vào, tất cả bọn họ đều nhìn Đường Mộc Tuyết nở nụ cười chúc phúc. Giây kế tiếp, một âm thanh tuyệt vời chấn động lòng người từ từ vang lên, cảnh sắc xinh đẹp nên thơ khiến cho tâm trí con người hướng về chốn mộng mơ. Đường Dĩnh là người phản ứng đầu tiên, cô kinh ngạc nói, đây là bản nhạc piano Maria Zerdamer. Không đúng, mọi người mau nhìn xem, đoàn nhạc công này sao lại nhìn quen như vậy? Một người dòng chính Đường Gia sắc mặt thay đổi nói. Đường Hạo tỉ mỉ quan sát, bắt thình lình nói, đây không phải là đoàn nhạc Hoàng Triều, ban nhạc số một của nước ta hay sao? Cái gì, ban nhạc Hoàng Triều? Đường Hạo vừa dứt lời, sắc mặt tất cả người Đường Gia đều đột nhiên biến sắc. Mặc dù Đường Gia rất ít quan tâm đến ban nhạc trong nước nhưng danh tiếng ban nhạc số một này cũng không phải chỉ là những lời đồn thổi, hơn nữa cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể mời được bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, bọn họ cũng không rõ Dương Tiêu làm cách nào có thể mời được ban nhạc số một trong nước đến đây. Ban nhạc Hoàng Triều, Maria Zerdamer, Đường Mộc Tuyết kích động đến mức lấy tay che nửa mặt. Có trời mới biết, ban nhạc cô thích nhất chính là bản nhạc Hoàng Triều. Bản nhạc piano thích nhất chính là Maria Zerdamer. Nếu như anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không giống như loài hoa lăng tiêu kia, chỉ biết bám víu lấy em để khoe khoang bản thân. Ngay giây phút Đường Mộc Tuyết đang thất thần, chỉ thấy Dương Tiêu ánh mắt thâm tình lấp lánh đang hướng về cô tỏ tình. Thân thể mềm mại yêu kiều của Đường Mộc Tuyết chấn động, kinh ngạc nhìn về hướng Dương Tiêu, chỉ thấy khuôn mặt hắn tràn ngập sự yêu thương đang tiếp tục biểu lộ tám chân tình. Nếu như anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không học theo những chú chim xỉ tình. Mãi hát một bản nhạc đơn điệu giữa mây cao rừng xanh. Anh cũng sẽ không như dòng suối nguồn, chỉ biết mang đến niềm an ủi cho cảnh vật tiêu điều. Gửi tặng cây sồi, tất cả người Đường Gia một lần nữa hét lên kinh ngạc. Gửi tặng cây sồi là tác phẩm đầu tiên của nhà thơ Thư Đình, đại diện cho thơ ca hiện đại được sáng tác vào năm 1977, tác giả là nhà thơ Thư Đình. Bài thơ được sử dụng nghệ thuật nhân hóa đặc trưng trong thơ văn, dùng lời đối thoại nội tâm của cây bông gòn và cây sồi, lời ca nhiệt huyết và chân thành hát vang lên lý tưởng và khát khao kề vai bên nhau của đôi tình nhân. Quan điểm về tình yêu trong bài thơ chính là mỗi người đều là một cá thể độc lập nhưng lại yêu thương say đắm đối phương. Không ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu lại dùng bài thơ này biểu đạt tình yêu với Đường Mộc Tuyết. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng và nụ cười của Dương Tiêu, tinh thần Đường Mộc Tuyết có chút chấn động, cô mím chặt môi, cố gắng kiềm chế không để bản thân bật khóc. Giống như người đang đứng trước mặt không phải là tên vô dụng mang đến 5 năm tủi nhục cho mình, mà chính là bạch mã hoàng tử mình ngày đêm ngưỡng mộ. Sau khi đọc hết bài thơ gửi tặng cây sồi, Dương Tiêu cầm bó hoa hồng mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị trước, thâm tình bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, tặng cho em, Dương Tiêu dịu dàng nói. Khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vô thức nhận lấy bó hoa hồng trước mặt. Đột nhiên, Dương Tiêu quỳ một chân trước mặt cô, lấy ra hộp trang sức tinh xảo, cực kỳ nuông chiều nói, Mộc Tuyết, xin lỗi em. Anh biết rằng vì anh mà khiến cho em phải chịu đựng 5 năm bị kẻ khác sỉ nhục coi thường, anh đã từng nói rằng những thiếu sót trong thời gian 5 năm này Dương Tiêu anh nhất định sẽ bù đắp lại từng chút một cho Imo. Mộc Tuyết yêu dấu, ban nhạc em thích nhất chính là ban nhạc Hoàng Triều, bản nhạc piano em thích nhất chính là bản nhạc Maria Zerdamer. Hôm nay anh đã mời ban nhạc Hoàng Triều đến đây đích thân biểu diễn bản nhạc Maria Zerdamer vì Imo. Mộc Tuyết yêu dấu, gửi tặng cây sồi bài thơ em thích nhất, vì em vô cùng tán thưởng quan điểm về tình yêu trong bài thơ ấy, mỗi người đều là một cá thể độc lập nhưng lại có thể yêu thương say đắm đối phương. Đêm nay anh đích thân đọc nó vì Imo. Mộc Tuyết yêu dấu, hoa hồng Bulgari em yêu thích nhất, hiện tại anh xin dành tặng cho Imo. Từng câu từng chữ mà Dương Tiêu thốt lên dịu dàng nhưng đầy tính sát thương. Mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí của Đường Mộc Tuyết, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết có chút dao động, cô vô cùng cảm động đến mức chỉ muốn bật khóc ngay trước mặt mọi người, từng hình ảnh trước mắt, tựa như một giấc mộng đẹp, khiến cho Đường Mộc Tuyết khó mà tin tưởng được. Vừa nói, Dương Tiêu từ từ mở chiếc hộp trang sức tinh xảo trong tay, bên trong được đặt cẩn thận chiếc nhẫn kim cương xanh đế vương. Mộc Tuyết, 5 năm trước khiến em phải ủy khuất gả cho anh, đến một chiếc nhẫn kim cương anh cũng thể mua tặng em. Hôn lễ diễn ra vô cùng đơn giản, đêm nay hãy cho anh cơ hội được đeo chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ vào tay em, anh nghe người ta nói rằng khi đeo viên kim cương thiên sứ đã hôn qua sẽ hạnh phúc cả đời bên nhau. Dương Tiêu thâm tình nói. Toàn thân Đường Mộc Tuyết run rẩy, cô không dám tin tưởng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ trị giá 100 triệu trước mặt mình. Vào giây phút này,
Cả người Đường Mộc Tuyết đều trở nên ngây ngốc, hình ảnh Dương Tiêu trước mặt cô vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến cho cô có một cảm giác sợ hãi. Ngoài ra, viên kim cương nụ hôn thiên sứ quá quý trọng, Đường Mộc Tuyết rút tay về, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Dương Tiêu biết rằng những chuyện xảy ra liên tiếp như vậy đã dọa đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chân tình nói, Mộc Tuyết, anh đã từng thấy qua những đám mây trôi hững hờ trên biển xanh, lắng nghe tiếng mưa rả rích trên đỉnh núi Vu Hiệp, cũng đã từng trải qua một tháng ngắm nhìn sự thay đổi của đỉnh Hakusan từ đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa dần dần trở thành màu xanh tươi mát căng đầy sức sống của thiên nhiên, anh cũng đã thấy qua dáng chiều đẹp như cảnh tiên trên núi Nga Mi, sương mù thắm hai ống tay áo. Anh từng nghe qua tiếng mái chèo quạt nước, từng tiếng vỗ nhẹ trên mặt nước lấp lánh, sau huyên náo lại trở về với tĩnh lặng. Anh đã từng nhìn qua mười dặm gió xuân, ống tay áo ngát hương hoa. Những cảnh sắc khi nhớ về đều cảm thấy nhân sinh vẫn còn chút niềm vui, nhưng tất cả đều không sánh bằng khoảnh khắc anh gặp được em, cho nên Mộc Tuyết yêu dấu xin em hãy chấp nhận cho anh có cơ hội được đeo vào tay em chiếc nhẫn kim cương này, để biểu lộ tình yêu anh dành cho em. Nghe đến những lời nói của Dương Tiêu, trái tim Đường Mộc Tuyết như có một chú nai con nhảy nhót không ngừng, cô chần chừ hai giây sau đó đưa bàn tay ra phía trước. Dương Tiêu cười dịu dàng, trước mặt tất cả mọi người Đường ra đeo chiếc nhẫn nụ hôn thiên sứ vào ngón tay Đường Mộc Tuyết. Khi đeo chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ vào tay Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chậm rãi nói, Mộc Tuyết, anh vẫn còn nợ em một hôn lễ lãng mạn, nhất định có một ngày anh sẽ bù đắp tất cả cho em, khiến cho em trở thành người con gái được tất cả người phụ nữ trên thế giới này phải ganh tị. Nhân kim cương xanh đề vương nụ hôn thiên sứ, thật sự là nụ hôn thiên sứ, Đường Dĩnh nhanh chóng hét lên. Mọi người nhìn chăm chú lên bàn tay của Đường Mộc Tuyết, chỉ thấy được trên ngón tay của cô đang đeo một chiếc nhẫn kim cương xanh, dưới ánh đèn ấm áp lấp lánh phát sáng. Chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ, chính là chiếc nhẫn nụ hôn thiên sứ trị giá trăm triệu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ người Đường ra như bị sét đánh giữa trời quang, toàn bộ đều ngây người. Đường Hạo như chịu trăm ngàn cú đả kích, ánh mắt hắn như muốn nứt ra mà hét lớn, làm sao có thể? Làm sao có thể trở thành như vậy được? Dương Tiêu không phải là một tên phế vật sao? Hắn ta làm sao có được chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ? Hiện nay ông chủ của khách sạn Empire không phải là vị thương gia thần bí sao? Tại sao lại trở thành Dương Tiêu tên phế vật này? Mộc Tuyết, em hãy bước đến mở cửa sổ đi, em sẽ được tận mắt chứng kiến một cảnh không ngờ đến. Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Mộc Tuyết vẫn đang chìm đắm trong niềm vui bất ngờ, không cách nào thoát ra được. Cô nhìn Dương Tiêu cũng nhìn sang Đường Mộc Tuyết gật đầu. Nhìn thấy Dương Tiêu gật đầu, Đường Mộc Tuyết cảm giác trong khoảnh khắc như được tiếp thêm sức mạnh, khiến cô có thêm dũng khí tiến đến gần cửa sổ, kéo lên tấm rèm cửa. Mọi người tập trung quan sát, bên ngoài một mảng tối đen như mực, hoàn toàn không có bất cứ điều gì bất ngờ đang xảy ra. Dương Dĩnh gần như nắm được điểm yếu của Dương Tiêu, trong mắt tràn ngập sự oán hận, căm ghét, cười nhạt nói, cái gì? Cái gì cũng không có, vậy mà còn dám nói là có thể tận mắt chứng kiến một cảnh không ngờ đến, thật sự nực cười. Không sai, giả thần giả quỷ, cố ra vẻ huyền bí, thật là hoang đường đáng buồn cười. Đường Hạo nhân cơ hội châm chọc. Một đám người dòng chính Đường ra quét mắt lạnh lùng nhìn sang, lúc này toàn bộ lòng tự trọng của bọn họ đều bị đả kích một cách mạnh mẽ, hận không thể khiến cho Dương Tiêu không còn mặt mũi, xấu hổ không trốn dung thân. Biêu tương đương biêu tương đương biêu tương đương ngay khi đám người Đường ra đang trợn mắt khinh thường, từng đợt pháo hoa được bắn trên trời, chiếu sáng cả vùng trời. Biêu tương đương biêu tương đương biêu tương đương pháo hoa được bắn trên trời càng lúc càng nhiều, sáng rực cả vùng trời Trung Nguyên, khắp trời rực rỡ pháo hoa, làm kinh ngạc tất cả mọi người ở thành phố Trung Nguyên, pháo hoa ngũ sắc khiến cho cả bầu trời sao càng thêm lung linh rực rỡ. Bụp! Đột nhiên, đèn chiếu sáng xung quanh khách sạn Empire vụt tắt. Tiếp theo đó, một màn chấn động được diễn ra. Lấy khách sạn Empire làm trung tâm, toàn bộ hệ thống chiếu sáng được khởi động, không ngừng lan tỏa khắp bốn phía, tỏa sáng thành một hình trái tim cực lớn. Đây là, Đường Mộc Tuyết lại một lần kinh ngạc, không khống chế được cảm xúc của mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiện lên nét kinh ngạc của Đường Mộc Tuyết, trong mắt Dương Tiêu tràn ngập sự cương triều. Mộc Tuyết, anh xin lỗi, nhẫn nhịn 5 năm nay, khiến em phải chịu khổ sở rồi, đêm nay, vì em thắp sáng màn đêm ngàn dặm, vì em khiến hoa nở đầy trời. Tận mắt chứng kiến màn đêm trước mắt, Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng những người dòng chính Đường ra khác hai mắt muốn rơi đầy sàn, trong thâm tâm mỗi một người Đường ra đều dậy sóng. Nhưng bọn họ không biết rằng, những điều này vẫn chưa kết thúc.
Những người xung quanh khách sạn Empire đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc không thôi, tất cả bọn họ đều không ngờ rằng sẽ có một ngày được tận mắt chứng kiến cảnh rung động lòng người đến như vậy. Vì em thắp sáng màn đêm ngàn dặm, vì em khiến hoa nở đầy trời. Chuyện này cũng thật lãng mạn, một thiếu nữ ngưỡng mộ thốt lên. Đúng vậy, không hồ là thương gia thần bí giàu có, ra tay cũng thật hào phóng, cũng không biết người con gái được anh ta nhìn chúng xinh đẹp đến nhường nào, vậy mà có thể giành được tình cảm của thương gia thần bí. Những người được tận mắt chứng kiến màn trước mặt, trong lòng vô cùng chấn động. Bùm! Đột nhiên, tòa tháp ở toàn kiến trúc cao nhất thành phố Trung Nguyên, được tọa lạc tại vị trí đối diện với khách sạn Empire đột nhiên phát sáng. Dưới đôi mắt của tất cả mọi người trên màn hình chính của tòa tháp xuất hiện một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Người đó chính là chị hai. Đường đứng giữa dòng người hét lên. Đường Mộc Tuyết, Triệu Mộng Lan và Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc nói N không sai. Người con gái nhan sắc như thiên nữ đang được chiếu trên tòa tháp ở chính là Đường Mộc Tuyết, đóa hoa xinh đẹp nhất trong bảng xếp hạng mỹ nữ Trung Nguyên. Nhìn hình dáng người con gái trước mặt, Triệu Mộng Lan và Lưu Hạo Nhiên đột nhiên có một suy đoán vô cùng to gan. Vị thương gia thần bí phía sau khách sạn Empire có khi nào chính là Dương Tiêu, tên phế vật mà bọn họ xem thường. Đường cũng có một cảm giác, nếu như không phải là Dương Tiêu, vậy thì ai đã vì chị mình chuẩn bị lên bữa tiệc sinh nhật lãng mạn như vậy? Phụt! Khi nhìn thấy dung mạo chim sa cá lặn của cô gái trên tòa tháp ơ, mọi người có mặt xung quanh liền ồn ào bàn bạc. Đây là cô gái được vị thương gia thần bí xem trọng sao? Cô ta rốt cuộc là ai hay tại sao lại cảm giác nhìn quen như vậy? Người anh em, cậu từ nơi khác đến đây sao? Đây chính là Đường Mộc Tuyết, đệ nhất mỹ nhân trên bảng xếp hạng Trung Nguyên, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên chúng tôi. Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết, không trách lại ra tay hào phóng như vậy. Người này đột nhiên hiểu ra vấn đề. Vào lúc này, hơn 1 triệu người thành phố Trung Nguyên chấn động không ngừng. Đặc biệt khi đã biết rõ thân phận của người con gái đó, đám đông càng thêm kinh ngạc. Biêu tương đương biêu tương đương biêu tương đương tiếp đó, xung quanh tòa tháp ơ lại thêm từng đợt pháo hoa được bắn trên trời hóa thành từng đợt pháo hoa xinh đẹp. Càng khiến cho người khác phải chố ế mắt ngắm nhìn chính là từng đợt pháo hoa vẫn không lập tức tan biến, mà còn trên không trung kết thành hình gợn sóng, giống như sóng võ trên mặt nước. Cuối cùng, từng đợt gợn sóng ấy nhẹ nhẹ phủ lên tấm hình cửa Đường Mộc Tuyết lưu luyến không tan. Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ yêu duy nhất Đường Mộc Tuyết. Chứng kiến một màn đặc sắc này, không ít người lấy làm ngơ ngác. Không sai, Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ yêu duy nhất Đường Mộc Tuyết. Cùng lúc đó, Đường Mộc Tuyết nhìn chăm chú vào cảnh đang diễn ra, nước mắt cảm động không ngừng rơi xuống. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác xấu hổ, cả ngày hôm nay Dương Tiêu như không xuất đầu lộ diện, Đường Mộc Tuyết còn cho rằng Dương Tiêu vì sợ hãi bị người Đường gia chế nhạo nên cố ý tìm một nơi trốn đi. Điều khiến cho Đường Mộc Tuyết không ngờ nhất chính là, nguyên nhân Dương Tiêu không xuất hiện chính là vì cô mà tỉ mỉ sắp xếp chuẩn bị những thứ trong bữa tiệc sinh nhật lãng mạn này. Nhìn khuôn mặt cảm động không ngừng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu mỉm cười vui mừng. Cũng vì có thể sắp xếp chu đáo cho bữa tiệc sinh nhật tối này, hắn gần như đã phải khổ công sắp xếp mấy ngày liên tục. Có điều khi nhìn thấy trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, Dương Tiêu cảm thấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Một đời người ít nhất phải có một lần, vì một ai đó mà quên đi bản thân mình, không cầu kết quả được mắt, không cầu có thể bước bên nhau, không cầu đã từng bên nhau, ít nhất không cần em phải yêu anh, chỉ cần trong những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời có thể gặp được em. Dương Tiêu chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn vì trong những năm tháng tươi đẹp nhất của bản thân đã gặp được một Đường Mộc Tuyết tốt nhất. Ở Dễ 5 năm, tất cả mọi người đều khinh thường hắn, chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết chưa từng coi thường căm ghét hắn. Hơn nữa luôn đối với hắn thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có một người vợ như vậy, thì người chồng còn cầu gì hơn? Mộc Tuyết, em có thích không? Dương Tiêu cười dịu dàng. Đường Mộc Tuyết nước mắt giàn giụa, cô nhìn Dương Tiêu cảm động nói, cảm ơn anh đã mang đến những bất ngờ này cho Imo. Mộc Tuyết, không cần cảm ơn, dù sao chúng ta cũng là người trên cùng một cuốn số hộ khẩu. Dương Tiêu dịu dàng nói. Nghe câu nói này của hắn. Trong lòng Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô chỉ cảm thấy đây như một giấc mơ, nếu tất cả thật sự chỉ là một giấc chiêm bao, vậy thì cô nguyện ý không tỉnh dậy. Từ trước đến nay, cô luôn thích bản nhạc piano Maria Zadamer, hơn nữa từ trước đến nay cô luôn hướng về một tình yêu chân thành, hướng về một hôn lễ lãng mạn tràn ngập tình yêu. 5 năm trước, ông nội đột nhiên hứa gả cô cho Dương Tiêu, điều này đối với Đường Mộc Tuyết mà nói,
tựa như một cơn ác mộng từ trên trời giáng xuống. Những ngày mới kết hôn, Đường Mộc Tuyết gần như lấy nước mắt rửa mặt. Những người khác kết hôn đều vì hai chữ tình yêu, còn việc kết hôn của cô, chỉ vì một phút xúc động của ông nội. Người khác kết hôn đều có nhẫn kim cương, cô không có, người khác kết hôn tổ chức hôn lễ lãng mạn, cô không có. Các người có vì hành động ngày hôm nay của mình mà cảm thấy hối hận hay không? Dương Thiêu vừa dứt lời, tất cả mọi người như vừa bị giáng cho một cú tát, sắc mặt tất cả bọn họ đều cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể đụng đến Dương Thiêu. Nhìn một đám người dòng chính Đường ra sắc mặt khó coi, khóe môi Dương Thiêu nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Cả đám người Đường ra chỉ cần nghĩ đến mấy ngày gần đây đã sỉ nhục Dương Thiêu như thế nào, hiện tại bọn họ đều cảm thấy vô cùng áy náy và xấu hổ. Cứ nghĩ rằng Dương Thiêu từ đầu đến cuối chỉ là một tên phế vật vô dụng, có ai ngờ rằng Dương Thiêu lại có thể mang đến cho họ bất ngờ như thế này. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, toàn bộ cảm xúc của người Đường ra thay đổi liên tục, từ vui mừng điên cuồng, hy vọng, kinh ngạc, nhục nhã hổ thẹn, tất cả chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ. Sự việc đã đến nước này, tất cả người nhà Đường ra làm gì còn mặt mũi mà ở lại đây, chỉ có thể lũ lượt quay đầu rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng từng người Đường ra rời đi, trong lòng Đường Mộc Tuyết đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng thoải mái. 5 năm rồi, cô đã bị bọn họ đè ép 5 năm. Tối nay, cuối cùng đã khiến cho những kẻ Đường ra từ trước đến nay không đặt cô vào mắt phải mở rộng tầm mắt, toàn thân Đường Mộc Tuyết run rẩy, tâm trạng không cách nào bình tĩnh được. Cô nhớ lại lời hứa những ngày trước Dương Tiêu đã nói với cô, hiện tại Đường Mộc Tuyết đã có chút tin tưởng Dương Tiêu có khả năng khiến cô thẳng lưng làm người, sau này sẽ không còn bị người khác chà đạp dưới chân. Tất cả người Đường ra như chó nhà có tang lập tức rời khỏi khách sạn Empire, sau khi bước ra khỏi khách sạn Empire, một đám người Đường ra tức đến đau cả lồng ngực. Đáng khinh, thật sự là đáng khinh, Đường Hạo tức giận không nguôi. Không ai có thể ngờ được rằng 5 năm nay Dương Tiêu tên phế vật trong mắt bọn họ, đêm nay lại có thể khiến cho bọn họ mất mặt như vậy. Đường Dĩnh suy sụp nói, anh hai, anh nói xem những điều này có phải thật không? Không lẽ Dương Tiêu chính là vị thương gia thần bí đó? Đúng vậy đó Hạo ca, không lẽ chúng ta từ trước đến nay đã nhìn lầm hắn rồi sao? Một đám người Đường ra tiến lên hỏi Đường Hạo. Đường Hạo có chút khinh bỉ nói, Dương Tiêu làm sao có thể là thương gia thần bí? Đừng ăn nói vớ vẩn, đánh chết tôi cũng không tin tên vô dụng Dương Tiêu chính là người thương gia thần bí đó, hắn chắn chắn lại tìm đến Lý gia thiếu chủ Lý Minh Hiên nhờ giúp đỡ. Cũng không biết tên Lý Minh Hiên này ăn nhầm thuốc gì. Tại sao lại không tiếc tiền bạc giúp đỡ tên phế vật Dương Tiêu đến như vậy? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, bọn họ đều không tin Dương Tiêu đột nhiên trở thành người có năng lực hơn người được. Không lẽ Lý Minh Hiên thích đàn ông? Nếu thật sự như vậy, thì mọi chuyện có thể giải thích rồi. Đường Dĩnh thấp giọng nói. Không thể không nói, Dương Tiêu lớn lên trắng trẻo xinh xắn, nếu như ở thời cổ đại chính là đại diện cho khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, thân thể cũng không tệ, dáng người thon thả, nếu như chăm chút vẻ bề ngoài, cũng có thể xem như một tiểu thịt tươi có lưu lượng trong giới giải trí. Đường Hạo hung ác nói không chừng chính là như vậy. Lý Minh Hiên là công, Dương Tiêu là thụ. Toàn bộ người Đường ra đều lộ ra vẻ mặt hung ác khinh thường, mặc dù hiện nay thời đại này đã trở nên vô cùng cởi mở, nhưng tất cả bọn họ đều không thể chấp nhận hành vi tình yêu đồng giới này được. Mộng Lan, em nói xem có phải chúng ta đã nhìn lầm Dương Tiêu rồi hay không? Dương Tiêu thật sự chính là vị thương gia thần bí ấy. Lưu Hạo Nhiên nói. Triệu Mộng Lan khít mũi khó chịu, Hạo Nhiên, anh suy nghĩ nhiều rồi, tên phế vật ấy bị người khác mắng chửi suốt 5 năm, nếu đổi lại là anh. Thân phận tôn quý như vậy, anh có chịu được không? Suy nghĩ cẩn thận một lát, Lưu Hạo Nhiên cũng không cách nào phản bác được. Đúng vậy, nếu đổi thành người bình thường bị mắng nhiếc hơn 5 năm trời, chắc chắn một bụng tức giận, đừng nhắc đến người có thân phận tôn quý. Nếu như Dương Tiêu thật sự là người có thân phận, hắn ta làm sao có thể chịu đựng được chuyện này? Chắc chắn không phải là tên vô dụng Dương Tiêu, nhất định là người có thân phận tôn quý nào đó đang theo đuổi chị Mộc Tuyết. Đường Đường nói thêm vào. Một màn diễn ra đêm này đã mang đến một đả kích lớn cho Đường Đường, nhưng cô tuyệt đối không tin rằng một kẻ chỉ biết ăn bám lại có thể đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Có điều, nghĩ đến việc sáng sớm 2 ngày trước bản thân đã từng hỏi qua Dương Tiêu có chuẩn bị quà sinh nhật gì cho chị Mộc Tuyết hay không. Dương Tiêu đã trả lời là đã chuẩn bị rồi. Không lẽ vị thương gia thần bí ấy thật sự là Dương Tiêu? Mặc dù không chắc chắn, nhưng Đường Đường dựa vào 5 năm định kiến của mình.
cô căn bản không tin Dương Tiêu chính là vị thương gia thần bí ấy. Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật lãng mạn đêm này, Đường Mộc Tuyết âm thầm thở dài sau đó nói với Dương Tiêu, sau này tuyệt đối đừng làm phiền đến Lý Thiếu nữa, ân tình của Lý Thiếu chúng ta không trả nổi đâu. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Đường Mộc Tuyết sớm đã hiểu rõ một đạo lý. Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không được đụng vào, thứ nhất chính là vợ người, thứ hai chính là nhân tình, vợ người đụng vào thì mất mạng, nhân tình thì khó trả. Được, anh biết rồi, Dương Tiêu sờ mũi cười khổ một tiếng. Cho đến hiện tại Đường Mộc Tuyết vẫn cho rằng tất cả những việc hắn bổ trí đều dựa vào việc Lý Minh Hiên âm thầm giúp đỡ phía sau. Hiện tại trong mắt Đường Mộc Tuyết, nếu như Đường Tiêu không nhờ vào sự giúp đỡ của Lý Minh Hiên thì hắn không có cách nào làm được tất cả những việc này. Dương Tiêu cũng không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì hắn biết bây giờ dù cho hắn có giải thích rằng thân phận thật sự của hắn chính là chủ nhân Long Môn tổ chức thần bí nhất trên thế giới, Đường Mộc Tuyết cũng sẽ không tin tưởng những gì hắn nói. Điều quan trọng nhất chính là Dương Tiêu hiện tại vẫn chưa học thành tài tâm pháp chí cao Long Môn, nếu như hiện tại bại lộ hành tung của mình sẽ mang đến phiền phức vô cùng lớn. Dù sao, người muốn ám sát hắn nhiều vô số kể, chưa tính đến có những kẻ trong nội bộ Long Môn muốn mưu quyền soán vị. Long Môn đã từng có vô số kẻ thù, những người này một khi biết bản thân hắn đã xa cơ lỡ vận, chắc chắn sẽ không tiếc giá nào để truy sát hắn. Nếu như hành tung của bản thân bị bại lộ, không những nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, còn kéo theo toàn bộ người nhà Đường Mộc Tuyết, có khi toàn bộ Đường gia cũng phải trở thành vật hy sinh, đây cũng là điều mà Dương Tiêu hắn không muốn thấy. Việc quan trọng trước mắt, Dương Tiêu phải nhanh chóng học, thành tâm pháp Long Môn, chỉ cần cho hắn thời gian 3 tháng. Hắn liền có thể đường hoàng chính chính lộ diện thân phận thật của mình. Đến lúc đó, không những có thể bảo vệ được người nhà Đường Mộc Tuyết, còn có thể tùy ý hô phong gọi gió. 3 tháng, bản thân còn phải che giấu thân phận trong 3 tháng. Khi về đến nhà, sắc trời cũng đã không còn sớm, Đường Đường sớm đã trở về nhà. Sau khi nhìn thấy Dương Tiêu cùng chị gái cùng nhau trở về, cô khinh thường nói, Dương Tiêu, chuyện xảy ra tối nay anh đều biết đúng không? Nhìn xem vị thương gia thần bí ấy đối xử với chị tôi như thế nào, rồi nhìn lại bản thân đối xử với chị tôi ra sao. Cách biệt lớn như vậy, anh không cảm thấy mất mặt sao? Đường Đường, đừng ăn nói lung tung. Đường Mộc Tuyết lập tức đứng ra bảo vệ Dương Tiêu. Tiếp theo đó, Triệu Cầm từ phòng ngủ bước ra, lạnh nhạt nói, ăn nói lung tung. Đường Đường như thế nào lại ăn nói lung tung? Dương Tiêu tên phế vật không có bất cứ thứ gì này, mỗi năm đều khiến cho Mộc Tuyết bị người Đường ra lạnh nhạt. Năm nay có phải cũng chịu không ít uất ức không? Mẹ, không có, Đường Mộc Tuyết nhìn Triệu Cầm nói. Ánh mắt Triệu Cầm trong chốc lát liền khóa chặt vào chiếc nhẫn nụ hôn thiên sứ trên bàn tay Đường Mộc Tuyết, bà vội vàng hỏi, Mộc Tuyết, chiếc nhẫn này chính là vị thương gia thần bí tặng con sao? Thành phố Trung Nguyên xuất hiện một vị thương gia thần bí dùng 100 triệu để thu mua chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ, chuyện này Triệu Cầm vô cùng rõ ràng. Không phải mẹ à, đây là quà Dương Tiêu tặng con. Đường Mộc Tuyết nói thẳng. Triệu Cầm nghe vậy, vô cùng thất vọng nói, đồ của tên phế vật này tặng sao? Vậy con không nhanh mà đem vứt đi, một món đồ rác rưởi mà còn mang trên tay, không sợ bị người khác cười chê sao? Trong mắt Triệu Cầm, chỉ cần là đồ Dương Tiêu tặng tất cả đều là rác rưởi, dù sao một tên phế vật có thể tặng được món đồ đắt tiền gì? Chị hai, chị nên nghiêm túc suy nghĩ về người thương gia bí ẩn ấy, nhanh chóng ly hôn cùng tên phế vật này. Đường Đường chán ghét liếc mắt nhìn Dương Tiêu. Lúc này Đường Mộc Tuyết mở miệng tính giải thích, nhưng Triệu Cầm và Đường Đường đã quay người bước vào phòng ngủ của mình, trên mặt vô cùng thất vọng. Sau khi quay về phòng ngủ, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu vô cùng áy náy nói, xin lỗi. Mộc Tuyết, không sao cả, anh đã quen rồi. Dương Tiêu dịu dàng cười. Bị xem như tên phế vật trong 5 năm liên tiếp, hắn thật sự đã quen rồi, nếu như Đường Mộc Tuyết tiết lộ cho Đường Đường và Triệu Cầm thân phận thật sự của hắn. Chỉ sợ rằng hai người bọn họ cười đến răng rơi đầy đất. Dương Tiêu từ sâu tận đáy lòng biết rằng, bọn họ đã mặc định bản thân chính là một tên phế vật, cả đời cũng không thể ngẩng cao đầu. Nghĩ đến việc mẹ ruột và em gái của mình lại đối xử như vậy với Dương Tiêu, lại nghĩ đến những điều lãng mạn mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình đêm này, Đường Mộc Tuyết có chút đau lòng cho hắn. Cô hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói với Dương Tiêu, Dương Tiêu, anh thật sự yêu em chứ? Đúng vậy. Ánh mắt Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu. Nhìn thẳng Dương Tiêu, sắc mặt Đường Mộc Tuyết có chút phức tạp, sau đó cô cắn nhẹ môi dưới nói nhỏ, được. Vậy thì em nói với anh, cả đời này của em mong ước không nhiều, chỉ muốn anh mỗi ngày yêu em nhiều hơn, ngày này qua tháng nọ,
tháng này sang năm kia, từ năm này đến hết đời, không ngại yêu em đạm bạc chỉ mong yêu em dài lâu. Cái gì? Khi nghe câu nói này của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cực kỳ kinh ngạc đây, đây xem như một sự công nhận với hắn sao? Ngày hôm sau, Dương Tiêu vô cùng nhàn tản bước đến công na, viên gân nhà. Tiểu Dương đến rồi à? Sau khi nhìn thấy Dương Tiêu bước đến, hai ông lão đang chơi cờ liền vẫy tay chào hắn. Dương Tiêu cười, cung lão, bạch lão, xin chào. Sau khi chào hỏi xong, Dương Tiêu liền ngồi xuống một bên, im lặng xem hai người bọn họ đánh cờ. Trò chơi hai ông lão vẫn thường chơi chính là cờ vây, trong thời gian 5 năm này, chỉ trừ những khi gió to mưa lớn, còn những ngày còn lại hai ông lão này cũng sẽ đến đây làm vài ván cờ. Thời gian dài trôi qua, mặc dù hai ông lão này cũng không tiếp xúc quá nhiều với Dương Tiêu, nhưng trong vô hình ba người bọn họ đã trở thành bạn bè. Xem cờ không nói mới là người quân tử, Dương Tiêu chỉ im lặng ngồi một bên quan sát hơn 2 tiếng đồng hồ, sau khi hai ông lão chơi xong ván cờ thứ 3, lúc này Dương Tiêu mới lên tiếng chào tạm biệt. Nhìn theo bóng dáng Dương Tiêu rời đi, ông lão mặc áo dài trắng cười nói, lão cung này, ông cảm thấy tên nhóc đó thế nào? Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, tâm tính tốt đẹp, chính là một hạt giống tốt. Ông lão mặc áo dài đỏ thấp giọng nói, ông nói xem một người tốt như vậy tại sao đột nhiên trở thành con rể dâng đến tận cửa. Tên nhóc này mỗi một cử động, lời nói đều không giống kẻ tầm thường, tình hình thực tế như thế nào cũng không ai hiểu rõ. Thế nào lão Bạch, ông có muốn bồi dưỡng hắn không? Thật ra trong lòng hai người cũng vô cùng kinh ngạc, một người trẻ tuổi như vậy nhưng lại rất thích xem đấu cờ, hơn nữa lại có thể xem đấu cờ trong 5 năm liên tục. Lúc bắt đầu, hai người còn cho rằng Dương Tiêu có mục đích riêng, nhưng 5 năm trôi qua, bọn họ vẫn không phát hiện ra Dương Tiêu có bất kỳ mục đích gì khác. Ông lão mặc áo dài trắng ôn hòa nói, lão cung, ông nói không sai, tên nhóc đó tâm tính tốt đẹp, chính là một hạt giống tốt để bồi dưỡng, tôi không muốn một người tốt như vậy vụt khỏi tầm tay. Kỳ quán của tôi vừa mới bắt đầu kinh doanh, hiện tại quả thật đang thiếu người, nếu như tên nhóc đó đồng ý, có thể đến giúp đỡ vài ngày. Ông lão mặc áo dài trắng chính là Kỳ Thánh Trung Hoa Bạch Nguyên Kiệt, cũng là hội trưởng hiệp hội cờ vây nổi tiếng Trung Nguyên. Đúng vậy, đây quả thật là một ý không tôi, nhân cơ hội này có thể quan sát xem tên nhóc đó có bao nhiêu tiềm năng. Ông lão áo dài đỏ vô cùng đồng ý với biện pháp này, ông cũng rất muốn biết Dương Tiêu có thể mang đến cho ông bất ngờ gì. Vừa dứt lời, ông lão áo dài đỏ cảm giác tức lồng ngực, hai mắt tối sầu ầm sau đó ngã xuống. Lão cung, nhìn thấy ông lão áo dài đỏ ngã xuống, ông lão áo dài trắng kinh ngạc hét lên. Lão rồ! Cùng lúc đó, bên ngoài công viên một chiếc xe Bentley lập tức chạy đến, xuất hiện một người đàn ông nhanh chóng ôm lấy ông lão áo đỏ, sau đó lập tức lái xe rời đi. Lão cung, lúc này Dương Tiêu chỉ vừa mới đi được vài bước cũng nhìn thấy cảnh này. 5 năm xem đấu cờ, Dương Tiêu tự nhiên phát hiện được hai ông lão này ngày ngày đều sẽ có xe đưa đón, thân phận tất nhiên sẽ không giống người thường. Nhanh, mau đuổi theo. Bạch lão Bạch Nguyên Kiệt lập tức lao nhanh lên chiếc xe Mercedes-Benz đen đuổi theo. Dương Tiêu cũng lập tức bước lên xe, Bạch lão, cháu cũng muốn đi theo. Nhìn thấy Dương Tiêu, Bạch Nguyên Kiệt gật đầu nói, được, Tiểu Dương mau lên xe. Bệnh viện cao cấp nhất Trung Nguyên, tất cả bác sĩ trị liệu mồ hôi đầy mặt. Một trong những gia tộc lớn nhất Trung Nguyên, cung lão thái gia đột nhiên tái phát bệnh tim, sự việc nghiêm trọng không cách nào khống chế được. Tin tức vừa được truyền ra, toàn bộ thành phố Trung Nguyên dậy sóng, tất cả những nhân vật có tiếng tăm đều lần lượt kéo đến bệnh viện. Dương Tiêu và Bạch Nguyên Kiệt rất nhanh đã đến hiện trường bệnh viện, nhìn thấy trong phòng cấp cứu đông nghẹt người. Sau khi Dương Tiêu biết được tính nghiêm trọng của sự việc đã vượt quá sức tưởng tượng, hắn lập tức nói, để tôi vào, tôi biết y thuật, bệnh tim của cung lão gia tôi có thể trị khỏi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít người nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt tràn ngập sự kỳ quái. Một vị bác sĩ đứng đầu, khít mũi nhìn Dương Tiêu khinh thường nói, cậu có thể trị sao? Thật là hoang đường, thằng nhóc, cậu đã mọc đủ lông đủ cánh hay chưa? Đúng vậy. Thằng nhóc cậu đã mọc đủ lông đủ cánh hay chưa? Chủ nhiệm Vương còn chưa lên tiếng, chỗ này làm gì có chỗ cho cậu chen miệng vào chứ? Bên ngoài phòng cấp cứu, một đám người nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt khinh thường. Phải biết rằng, người vừa nói chính là bác sĩ chủ trị khoa tim mạch nổi tiếng ở bệnh viện cao cấp nhất Trung Nguyên, chủ nhiệm Vương Vương Trạch. Ngoài ra, chủ nhiệm Vương còn là một trong những đệ tử của thần y nổi danh Liễu Giang Hà. Vương Trạch là bác sĩ có thành tích cực cao trong lĩnh vực tim mạch,
hơn nữa còn là ngôi sao sáng trong lĩnh vực y tế. Hơn nữa nhìn Dương Tiêu vô cùng trẻ tuổi, vừa nhìn liền có thể nhận ra được trong lĩnh vực y học này không có quá nhiều thành tích nổi bật, những lời vừa nói cũng chỉ để lừa gạt người mà thôi. Hiện nay, người đang trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cho Cung lão gia chính là thần y Trung Nguyên Liễu Giang Hà, thần y đích thân ra tay, đến cả Vương Trạch cũng không có tư cách bước vào, đừng nói đến một Dương Tiêu nhỏ bé. Tôi thật sự biết y thuật, Dương Tiêu lặp lại một lần nữa. Dương Tiêu mặc dù không biết thân phận thật sự của Cung lão gia, nhưng hắn có thể nhìn ra được thân phận của ông không tầm thường. Tất nhiên, Dương Tiêu căn bản không quan tâm đến những điều này, nếu so về địa vị thực lực, e rằng cả thành phố Trung Nguyên này cũng ít có ai có thể so sánh với hắn. Dương Tiêu chỉ đơn thuần không muốn thấy Cung lão gia xảy ra chuyện nguy hiểm liên quan đến tính mạng mà thôi. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn kiên trì, Vương Trạch không chút nhẫn nại hỏi, chàng trai này, cậu có giấy phép chứng nhận năng lực bác sĩ không? Xin lỗi, tôi không có. Dương Tiêu trả lời chân thật. Vương Trạch cười khinh thường, thằng nhóc, cậu đến giấy phép chứng nhận năng lực bác sĩ cũng không có, vậy lại tự nói mình biết y thuật. Xem ra tên nhóc này tầm mắt hạn hẹp, chủ nhiệm Vương, theo như tôi thấy, nên trực tiếp đem hắn ném ra ngoài là được. Đúng vậy, nếu như ảnh hưởng đến thần y chữa trị, không may xảy ra vấn đề gì thì ai có thể chịu trách nhiệm được chứ? Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Dương Tiêu tràn ngập tức giận. Bên trong là nhân vật to lớn cỡ nào chứ? Trong phòng phẫu thuật hiện giờ chính là Cung lão gia, người của một trong bốn gia tộc lớn của Trung Nguyên. Nếu như Cung lão gia xảy ra bất kỳ sơ suất nào, không biết toàn thành phố Trung Nguyên sẽ rúng động đến mức nào. Chỉ cần Cung gia nổi giận, bất cứ người nào có mặt ở hiện trường đều không cách nào chống cự. Vương Trạch khi biết tính nghiêm trọng của sự việc liên quan đến Cung lão gia, ông ta nhíu mày không vui nói, thằng nhóc nhanh chóng biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi thật sự biết y thuật, bệnh tim của Cung lão gia vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Cung lão gia mất mạng. Dương Tiêu nói trong một năm học nghệ với chủ nhân đời trước Long Môn, khả năng y thuật của Dương Tiêu đã tăng lên không ý, trình độ đủ áp đảo vô số người. Tất cả mọi người đều cười lạnh lùng châm biếm. Trong mắt bọn họ Dương Tiêu cũng chỉ là một tên giỏi lừa bịp người khác không hơn không kém. Vương Trạch nở nụ cười khinh thường, những lời Dương Tiêu vừa nói đều là những lời vớ vẩn, những điều nguy hiểm liên quan đến tính mạng do bệnh tim mang lại, những chuyện này ai mà không biết, còn cần Dương Tiêu phải nói ra hay sao? Thằng nhóc, nếu không biến đi thì tôi phải gọi bảo vệ lên tống cổ cậu ra ngoài đấy. Vương Trạch đã không còn kiên nhẫn cùng Dương Tiêu giằng co. Có chuyện gì, ngay vào lúc này. Một người đàn ông khí chất hiên ngang, trong mắt tràn ngập sự thông thái bước đến. Người trung niên toàn thân phát ra khí chất không giận mà uy nghiêm, chính là Cung Minh Cung gia gia chủ của một trong bốn đại gia tộc lớn nhất Trung Nguyên. Sau khi biết được bệnh tim của phụ thân tái phát, Cung Danh gấp rút đến bệnh viện, khi vừa đến nơi liền bắt gặp cảnh giằng co giữa Dương Tiêu và Vương Trạch. Vương Trạch sau khi nhìn rõ người đến là ai, liền tiến lên nịnh nọt nói, Cung tiên sinh, sự việc là như thế này. Sau đó, Vương Trạch thêm mắm dặm muối kể lại từ đầu. Vừa nghe xong, sắc mặt Cung Danh càng trở nên khó coi, hắn đánh giá một lượt Dương Tiêu sau đó nhíu mày nói, bệnh tình của phụ thân tôi, cậu có thể trị khỏi. Đúng vậy, Dương Tiêu gật đầu. Nhìn thấy Dương Tiêu không một chút tôn trọng Cung Danh, không ít người cười lạnh trong lòng dám nói lời không tôn trọng Cung Danh, còn dám trước mặt Cung Danh giở trò lừa gạt, thằng nhóc này cứ chờ chết đi. Vương Trạch cười khinh miệt nói, Cung tiên sinh. Tên nhóc này đến giấy phép chứng nhận năng lực bác sĩ cùng không có làm sao có thể trị bệnh cho người khác. Tôi thấy tên nhóc này chỉ biết khoác lác lừa bịp người khác, không bằng để tôi gọi bảo vệ lên tống cổ hắn ra ngoài. Không có giấy phép chứng nhận năng lực bác sĩ. Sắc mặt Cung Danh trở nên âm trầm không gì sánh được, giống như gió tuyết tháng 2 thổi qua khiến người khác run cầm cập. Thân là chủ nhân của gia tộc bậc nhất Trung Nguyên, từ trước đến nay chưa có bất kỳ ai dám hỗn xược trước mặt hắn. Tên nhóc này tại sao lại có chút quen mặt, đây không phải là tên phế vật Dương Tiêu, chồng của Đường Mộc Tuyết sao? Một người kinh ngạc nói. Lời này vừa nói ra, có không ít người nhận ra Dương Tiêu. Một người thanh niên chắc chắn nói, nếu nói như vậy, tôi đã nhớ ra rồi, tên nhóc này chính là con rể phế vật của Đường gia, tên phế vật này tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? 5 năm trước, đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên đột nhiên gả cho một tên phế vật, không biết đã khiến bao nhiêu người chấn động. Cũng từ đó danh tiếng phế vật của Dương Tiêu vang khắp thành phố Trung Nguyên. Vương Trạch khinh thường nói, thì ra là tên phế vật Đường gia. Theo tôi thấy tên nhóc này không chỉ là một tên phế vật,
mà còn là một tên ngốc. Ha 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 hai. Lúc này, một đám người điên cuồng cười lớn. Trong mắt tất cả mọi người, Dương Tiêu chính là một trò cười, là một tên vô dụng không đáng nhắc đến. Sắc mặt Cung Danh càng trở nên khó coi, hắn không ngờ được tên phế vật Đường Gia lại ngang nhiên hênh hoang ở nơi này. Bạch lão Bạch Nguyên Kiệt sau khi đưa Dương Tiêu đến đây, đã vội vàng đi đón người, lúc này vừa quay trở lại. Hả, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyên Kiệt có thể cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc liền hỏi. Bạch lão, Cung Danh tôn kính nói. Bạch lão, tất cả mọi người đều tôn kính lên tiếng chào hỏi. Bạch Nguyên Kiệt, Kỳ Thánh Trung Hoa, hội trưởng hiệp hội cờ vây nổi tiếng Trung Nguyên, đức cao vọng trọng, hơn nữa là bạn thân nhiều năm của Cung lão gia, ở hiện trường không ai dám bắt kính với lão. Bạch Nguyên Kiệt có tình cảm tốt với Dương Tiêu, liền nói, Tiểu Dương, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu trả lời ngây thật, cháu nói bản thân biết y thuật, nhưng bọn họ đều không tin, còn tính tống cổ cháu ra ngoài. Bạch lão, tên tiểu tử này căn bản không biết chút gì về y thuật, ngài nhất định không được tin hắn. Vương Trạch trịnh trọng nói. Chuyện này, Bạch Nguyên Kiệt chần chừ. Ông đã từng điều tra qua Dương Tiêu, nhưng không hề phát hiện ra việc Dương Tiêu biết y thuật. Đang nằm bên trong phòng phẫu thuật chính là bạn thân nhiều năm của ông Cung Thiên Tè, liên quan đến sống chết, Bạch Nguyên Kiệt cũng không dám khinh suất đưa ra quyết định. Dương Tiêu nhìn Bạch Nguyên Kiệt nói, Bạch lão, xin hãy tin tưởng cháu. Bạch Nguyên Kiệt chớp mắt có chút bất lực nói, Tiểu Dương, không phải ta không tin cháu, nhưng chuyện hệ trọng liên quan đến sống chết ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Vương Trạch cười khinh thường nói, thằng nhóc, đã thấy chưa? Đến cả Bạch lão cũng không tin cậu. Cậu còn có mặt mũi ở đây sao? Tên vô dụng này, còn không mau biến đi. Được thôi, Dương Tiêu thở dài, không nói thêm gì. Nếu như không phải không nhịn được khi thấy bệnh tật của Cung lão, Dương Tiêu căn bản sẽ không nói thêm lời nào. Tít 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 giây kế tiếp, từ trong phòng phẫu thuật truyền ra một âm thanh cảnh báo kéo dài. Không tốt. Khi nghe thấy âm thanh báo động này, vẻ mặt của Dương Tiêu lập tức thay đổi, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xông vào. Lúc này, một ông già tóc vàng trong phòng phẫu thuật mồ hôi nhễ nhại đang gấp gáp châm cứu. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Cung lão đang nằm trên giường cấp cứu, lập tức nói, Thiên Khu. Nghe thấy âm thanh vang lên, một ông già tóc vàng mồ hôi nhễ nhại như phát hiện ra một đại lục mới, lập tức cầm lên ngân châm, lập tức đâm vào vị trí huyệt Thiên Khu. Tử cung, Dương Tiêu lại một lần nữa lên tiếng. Ông lão đang tiến hành châm cứu càng lúc càng hưng phấn, lập tức lấy một cây ngân châm đâm lên vị trí huyệt tử cung. Sau khi nhìn thấy Dương Tiêu xông vào phòng phẫu thuật, còn ăn nói lung tung, mi mắt Vương Trạch điên cuồng giật, gấp gáp nói, nhanh lên, nhanh đem tên phế vật này tống cổ ra ngoài. Nhanh lên, không thể để tên phế vật này làm phiền đến Liễu Thần Y. Tên khốn, nếu như Cung lão gia có xảy ra mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ khiến tên nhóc này thịt nát xương tan. Một đám người hung hăng tiến vào phòng phẫu thuật, hận không thể băm vằm Dương Tiêu thành tám khúc. Nhanh lên! Mau đem tên phế vật Đường ra kéo ra đây. Một đám người vô cùng bức xúc phẫn nộ, giống như Dương Tiêu và bọn họ có mối thù giết cha. Cả đám người ập vào, lập tức giữ lấy hai vai Dương Tiêu, muốn lập tức tống cổ hắn ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi cây ngân châm thứ hai được đâm xuống, thần y Liễu Giang Hà vẫn chưa nhận được gợi ý từ phía sau, cả người gấp gáp, âm thanh cảnh báo như sắp nổ tung, tình huống của Cung lão gia lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hỗn láo! Liễu Giang Hà xoay người lại thì thấy một đám người hung ác đang trấn áp vị thiếu niên đó, dẫn đầu không ai khác chính là đệ tử của mình Vương Trạch, Liễu Giang Hà tức giận không nói nên lời. Sư phụ, ý thức Liễu Giang Hà đang rất tức giận, khuôn mặt hung ác của Vương Trạch lập tức bị dọa đến toàn thân run lẫy bẩy. Một đám người đang trấn áp Dương Tiêu cũng ngừng lại, bọn họ không dám đắc tội với Liễu Giang Hà, dù sao cũng không ai có thể đảm bảo về sau không sinh bệnh. Ánh mắt mạnh mẽ rực lửa của Liễu Giang Hà nhìn về phái Dương Tiêu gấp gáp nói, kế tiếp thì sao? Kế tiếp phải làm như thế nào? Nhanh, mau nói. Thần tàng, Dương Tiêu trầm giọng nói. Đúng, chính là thần tàng. Liễu Giang Hà toàn thân hưng phấn, lập tức châm cây ngân châm thứ ba vào vị trí huyệt thần tàng. Ngay khoảnh khắc cây châm thứ ba được đâm vào huyệt vị, âm thanh cảnh báo lập tức dừng lại, tất cả các thông số hiển thị trên các thiết bị y tế đều khôi phục như cũ. Suýt nữa Cung lão gia đã vô phương cứu chữa. Chủ nhân Cung gia Cung Danh lập tức tiến lên hỏi, Liễu thần y, tình hình phụ thân tôi thế nào rồi? Liễu Giang Hà lau mồ hôi trên trán,
như được chút gánh nặng nói, đã được cứu sống rồi. Cái gì, đã cứu được rồi, vậy thì tốt quá, tất cả mọi người tại hiện trường đều vui vẻ cười đùa. Thật sự là cảm ơn Liễu thần y, nếu như không phải vì ngài có gắng xoay chuyển tình thế, e rằng phụ thân tôi hôm nay lành ít dữ nhiều. Cung Danh cảm kích nói. Vương Trạch chủ nhiệm khoa tim mạch nhìn Dương Trạch lạnh lùng nói, tất cả đều vì thằng nhóc này đã làm lỡ thời gian điều trị của sư phụ chúng tôi, theo tôi thấy thằng nhóc này có mưu đồ hãm hại tính mạng của cung lão gia, chúng ta nên lập tức áp giải hắn lên đồn cảnh sát. Đúng vậy, nếu như không phải y thuật Liễu thần y cao minh, xuất thần nhập hóa, chỉ e rằng tính mạng của cung lão gia đã nguy hiểm khôn cùng. Chỉ là một tên phế vật Đường gia lại cả gan dám ở đây ăn nói ngông cuồng, đợi lát nữa tôi sẽ đích thân đánh hắn răng rơi đầy đất. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hơn nữa hận không thể lập tức xử lý hắn. Giống như không có bất kỳ ai cho Dương Tiêu một sắc mặt tốt, tất cả đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường. Đồ khốn, vừa rút lời, Liễu Giang Hà liền tức giận gào lên. Người khác có thể không biết, nhưng ông lại là người trong cuộc biết rõ sự thật, vừa rồi tình huống cấp bách, nếu không có Dương Tiêu kịp thời thức tỉnh, chỉ sợ rằng tính mạng của cung lão gia sẽ bị hủy trong tay mình. Lúc này, Liễu Giang Hà nhìn về cung danh chủ nhân cung gia, cung tiên sinh, nếu ngài muốn cảm ơn thì phải cảm ơn vị tiên sinh này, nếu như ban nãy không nhờ có vị tiên sinh này nhắc nhở, e rằng lúc này cung lão gia đã không cứu sống được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều lập tức thay đổi. Vương Trạch ngoáy lỗ tai, hắn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, sư phụ, ngài không nhầm lẫn gì chứ? Tên nhóc này đến cả giấy phép chứng nhận năng lực bác sĩ cũng không có. Làm sao có thể nhắc nhở ngài được? Sư phụ, đệ tử biết ngài từ trước đến nay đều rất khiêm tốn, vừa nãy tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngài không cần phải khiêm tốn như vậy. Đúng vậy, Liễu thần y, ngài không cần phải khiêm tốn. Trong mắt tất cả mọi người, Liễu Giang Hà đang chừa một con đường lui cho Dương Tiêu. Liễu Giang Hà biết người đệ tử này của mình từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, trong mắt không có kẻ khác, nhưng thân là một bác sĩ. Điều mà Liễu Giang Hà quan trọng nhất chính là người thật việc thật. Thế nào, ngươi dám nghi ngờ ta? Liễu Giang Hà phẫn nộ nói. Vương Trạch sợ đến mức rút người vào cổ, không, không dám. Liễu Giang Hà tiếp tục nói, vậy ngươi có biết phương pháp châm cứu vừa rồi là gì không? Đệ tử không rõ. Vương Trạch nịnh hót nói, sư phụ thần thông quảng đại, phương pháp châm cứu vừa rồi nhất định chính là tuyệt học đã thất truyền từ lâu. Liễu Giang Hà lạnh nhạt hừ một tiếng, đừng dở trò, đây chính là tam châm hồi mệnh trong truyền thuyết, thành tựu những năm trên con đường y thuật này chỉ được tính là vẻ bề ngoài sơ sài mà thôi, vị tiểu tiên sinh này mới đúng là cao nhân tiền bối. Tầm đạo phải có trước sau, học nghệ cần chuyên chú. H.E. chỉ dựa vào một chút chỉ điểm ngắn ngửi vừa rồi, Liễu Giang Hà liền biết rằng y thuật của Dương Tiêu đã vượt xa mình. Tam châm hồi mệnh. Vừa nghe xong. Mọi người có mặt tại hiện trường không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Dựa theo cổ tịch ghi chép, khi người bệnh đang cận kề khoảnh khắc nguy hiểm, dựa theo tình trạng thân thế của bệnh nhân mà tiến hành châm cứu 3 cây kim châm vào các huyệt vị khác nhau, như vậy có thể ổn định lại bệnh tật, khiến cho người bệnh có thể từ quỷ môn quan bước trở về. Chỉ đáng tiếc, tam châm hồi mệnh đã thất truyền từ lâu, hậu thế cũng đã thử nghiệm vô số lần nhưng đều thất bại. Một phần nguyên nhân cũng vì huyệt vị trên thân thể con người có quá nhiều. Ai có thể đảm bảo châm xuống 3 châm chí mạng đúng vị trí huyệt vị? Đặc biệt là Vương Trạch, cả người như chết sừng tam châm hồi mệnh. Phương pháp châm cứu này không phải đã thất truyền rồi sao? Tên phế vật Đường gia tại sao lại biết chứ? Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu trong phút chốc đã thay đổi. Một người chủ động đứng ra nói, Dương tiên sinh, vừa rồi đã thất lễ, xin ngài đừng để ý. Có thể nắm rõ tam châm hồi mệnh. Cũng đủ chứng minh người đó là một người rộng lượng, làm sao có thể chấp nhất với những người như chúng ta. Một người đùa giỡn nói. Dương Tiêu mặt không cảm xúc, đối với những điều này hắn đã sớm nhìn thấu. Anh có thực lực, những khuôn mặt tươi cười này sẽ tôn kính anh, còn khi anh không có thực lực, bọn họ đến nhìn cũng khinh thường anh. Cảm ơn vị tiểu tiên sinh này, cung danh hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc nói. Dương Tiêu cười nhạt nói, cung tiên sinh khách khí rồi. Cung lão gia và tôi cũng xem như có quen biết từ lâu. Cứu sống được cung lão gia rồi tôi mới còn cơ hội xem cung lão và bạch lão đánh chờ chứ. Ha 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 ha, thằng nhóc con này, cậu thật sự đã mang đến một bất ngờ cho lão đây. Bạch Nguyên Kiệt tán thưởng nói. Liễu Giang Hà trừng mắt nhìn tên ngốc Vương Trạch,
còn không mau xin lỗi vị tiểu tiên sinh đây. Hả, đệ tử phải xin lỗi tên nhóc này. Vương Trạch khó chịu giống như ăn phải ruồi chết. Thế nào, bản thân làm sai còn không biết phản tỉnh bản thân. Liễu Giang Hà lạnh lùng nói. Đệ tử không dám, trước mặt Liễu Giang Hà, Vương Trạch chỉ có thể gãi đầu, giếng như một chiếc bóng bay đã xì hơi, đến trước mặt Dương Tiêu nói, xin lỗi. Đối với lời xin lỗi của Vương Trạch, Dương Tiêu xem như không thấy, nếu như cung lão đã không còn chuyện gì vậy thì Dương Tiêu cũng yên tâm hơn, sau đó chào hỏi Bạch lão, liền nhanh chóng rời khỏi. Hắn còn phải quay về để đón Đường Mộc Tuyết tan ca 5:30, Đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy Dương Tiêu từ xa chạy chiếc xe đạp đến chờ mình trước cổng công ty. Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết ký kết thành công bản hợp đồng Trung Nguyên Tần gia, còn giúp bản thân củng cố thêm địa vị, những điều này đã tăng thêm vài phần hảo cảm mà Đường Mộc Tuyết dành cho Dương Tiêu. Khi bước đến trước mặt Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thấp giọng nói, hay là anh từ chức đi. Sao vậy Mộc Tuyết, em đang chê anh làm em mất mặt sao? Không phải, Đường Mộc Tuyết không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Tiêu. Nếu nói không chê hắn khiến cô mất mặt là giả, chịu đựng 5 năm sỉ nhục chuyện này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể thay đổi được. Trong lòng Dương Tiêu hiểu rõ, hắn dịu dàng nói, Mộc Tuyết, em có biết tại sao anh vẫn luôn làm việc tại Đường gia không? Tại sao? Đường Mộc Tuyết buột miệng hỏi. Ánh mắt Dương Tiêu nhìn cô càng thêm ấm áp, dịu dàng, bởi vì anh muốn ở bên em nhiều hơn, bảo vệ em một đời bình an. Nghe đến những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết bất chợt ửng đỏ, một người không có kinh nghiệm yêu đương như cô làm sao có thể chịu được những lời tỏ tình ngọt ngào như vậy được. Xê có điều, khi nghe những lời này, sự oán giận trong tim Đường Mộc Tuyết rõ ràng đã tan đi không ít. Lúc này, ánh mắt Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu đã không còn lạnh lùng như trước, cô thấp giọng nói, tối nay, bác cả mời tiệc, anh cũng cùng đi đi. Được, trong lòng Dương Tiêu vui mừng không thôi. Từ trước đến nay, những bữa tiệc rượu như vậy, cả nhà Huyền Đường Mộc Tuyết chưa bao giờ mang hắn theo, chính là ngại hắn khiến mọi người mất mặt, nhưng tối nay Đường Mộc Tuyết lại đồng ý dẫn theo hắn, như vậy có phải đã công nhận hắn rồi hay không? Khách sạn Chí Tôn Trung Nguyên, khách sạn 5 sao duy nhất ở khu vực ngoại ô phía đông, có thể đến được đây cơ bản đều là thành viên các gia tộc danh giá. Tối nay, con trai độc nhất của bác cả Đường Mộc Tuyết, Đường Long được tập đoàn Microsoft Trung Nguyên mời về làm tổng giám sát phần mềm với mức lương mỗi năm lên đến con số 100 triệu, nên hôm nay đặc biệt mời bọn họ đến làm khách. Trong phòng khách, Đường Long hăng hái nói, bác hai, bác gái hai, Mộc Tuyết hiện tại thành tích cũng rất khá, nghe nói đã giành được đơn hàng từ Trung Nguyên Tần rồi. Tạm ổn, tạm thôi, nếu so với cháu thì còn cách xa lắm. Đường Kiến Quốc miễn cường cười. Ông biết rõ, bữa tiệc mà anh của ông mời ăn hôm nay, mục đích chính là khoe khoang việc Đường Long được mời về với mức lương 100 triệu hàng năm. Hai nhà trước giờ không hòa thuận, Đường Long nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang tốt như hôm nay, đúng rồi. Dương Tiêu tối nay chắc lại không xuất hiện nữa đúng không? Dương Tiêu, hắn đến đây làm gì? Triệu Cầm, mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết không vui nói. Nhắc đến Dương Tiêu, Triệu Cầm tức giận không thôi, bởi vì Dương Tiêu, cả nhà bọn họ không biết đã phải chịu biết bao sỉ nhục, khinh thường. Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiến vào là Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Sau khi nhìn Dương Tiêu, Đường Long châm chọc nói, yo, bác gái, Dương Tiêu không phải đã đến rồi sao? Triệu Cầm quay đầu nhìn thấy Dương Tiêu đang bước vào, trong mắt phừng phừng lửa giận, bà đứng lên hét lớn với Dương Tiêu, ai cho tên vô dụng này tiến vào? Cậu có tư cách gì tiến vào? Bởi vì Dương Tiêu, cả nhà bốn người bọn họ đều lâm vào cảnh trở thành trò cười trong mắt tất cả người khác, chỉ cần nhắc đến trong lòng Triệu Cầm có biết bao phần nộ. Trừ tiệc gia đình Đường gia, còn các buổi tụ tập lớn nhỏ khác bọn họ đều chưa bao giờ dẫn theo Dương Tiêu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là chê Dương Tiêu khiến bọn họ mất mặt. Đường Mộc Tuyết không cách nào chịu đựng, vội vàng giải thích cho Dương Tiêu, mẹ, là con kêu Dương Tiêu đến. Lời này, càng khiến Triệu Cầm tức giận, Mộc Tuyết, tên vô dụng này gây rối, con cũng học theo hắn sao? Con nếu không ngại, thì mẹ cũng ngại mất mặt. Mẹ, trong giọng nói của Đường Mộc Tuyết có xen chút cầu xin. Người khác có thể không rõ, nhưng Đường Mộc Tuyết vô cùng rõ ràng, nếu không phải nhờ vào Dương Tiêu, e rằng bản thân đã sớm mất việc. Cô nhìn sang Dương Tiêu, lúc này trên khuôn mặt hắn mang nét cười sau đó lắc đầu, trong lòng Đường Mộc Tuyết cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Dương Tiêu, tại sao anh không để bọn họ nhìn thấy một mặt khác của anh chứ? Dương Tiêu, tên vô dụng này còn dám cười,
khiến chúng tôi mất mặt cậu vui lắm sao? Triệu Cầm tức giận nói. Đường Long vội vàng cười đùa nói, bác gái, dù sao cũng đã đến rồi không bằng ngồi xuống cùng chung vui đây, dù sao cũng là khách sạn Chí Tôn, mọi người nói lớn tiếng như vậy cũng không tốt. Đúng vậy, Cầm Cầm, em để Dương Tiêu ngồi xuống đi. Dù cho sắc mặt của Đường Kiến Quốc cũng không khá hơn được bao nhiêu nhưng không thể không nói vài lời. Nghĩ đến dù sao ở đây cũng là khách sạn Nam Sao, Triệu Cầm cũng không muốn quá mắc mặt, bà hung hăng chừng Dương Tiêu nói, đợi về đến nhà rồi xử lý cậu Xô. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, không thể không thừa nhận, đồ ăn ở khách sạn Nam Sao quả thật không tệ, nhìn nước miếng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sắp chảy xuống liền biết. Cả hai người, cả đời này chưa bao giờ có cơ hội đến một nơi cao cấp như thế này, trước khi đến đây, còn cố ý trang điểm sửa soạn một phen. Đường Kiến Nghiệp cười nói, em trai, em dâu, còn có Mộc Tuyết nữa, đã đói rồi phải không? Tất cả đều là người một nhà, không cần giữ kẽ, mọi người nhanh chóng ăn đi. Đúng vậy, Đường Long cũng phụ họa thêm vài câu. Vậy thì tôi không khách sáo đâu, Triệu Cầm không chút kiên dè, lập tức nhắc đũa, ăn uống ngấu nghiền. Tương ăn của Triệu Cầm thật sự quá khó coi, Đường Mộc Tuyết không thể nhìn tiếp liền nói, mẹ, ăn chậm một chút. Con nhóc chết tiệt này, mẹ còn cần con lo sao? Triệu Cầm một chút cũng không để ý đến hình tượng bản thân. Đường Kiến Nghiệp híp mắt nói, em dâu, ăn ngon không? Ngon lắm, cả đời này của em chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon đến như vậy. Triệu Cầm gắp lên một miếng thịt cua hoàng đế nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói. Đường Kiến Nghiệp châm chọc nói, nếu ngon thì em ăn nhiều một chút. Trên thực tế, trong lòng Đường Kiến Nghiệp cười lạnh không ngừng, đúng là một đám bao đất nghèo khổ, tiền lương con trai tôi lên đến cả hàng trăm triệu, sau này những món ăn ngon như vậy, chúng tôi muốn ăn lúc nào thì ăn, ăn đến ngán thì thôi. Có điều, Đường Kiến Nghiệp Triệu Cầm ăn uống ngấu nghiến như vậy, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, ông cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Nhìn thấy đôi mắt Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc phát sáng, trong lòng Đường Long vô cùng khinh bỉ. Lúc này, Đường Long buông đũa xuống, nhìn về phía Đường Mộc Tuyết cười hiền lành nói, Mộc Tuyết, nghe nói em đã giành được hợp đồng của Tần gia Trung Nguyên, khá lắm. Còn phải nói, Triệu Cầm hớp một ngụm nước ép, đắc ý nói. Trung Nguyên Tần gia, chính là một trong 10 gia tộc lớn ở Trung Nguyên, người bình thường căn bản không có cách nào giành được đơn hàng của Tần gia. Triệu Cầm là một người ham hư vinh. Bữa tiệc tối nay việc Đường Mộc Tuyết có thể ký được bản hợp đồng Trung Nguyên Tần gia chính là chuyện khiến bà vô cùng tự hào. Nếu như Dương Tiêu không có mặt ở hiện trường, vậy thì càng hoàn hảo hơn, nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Cầm khi nhìn Dương Tiêu càng thêm hung ác. Mẹ, Đường Mộc Tuyết không chịu nổi nữa phải lên tiếng. Bản hợp đồng đó rốt cuộc nhờ ai mới ký được, trong lòng Đường Mộc Tuyết hiểu rõ hơn ai hết, hoàn toàn đều không liên quan gì đến mình. Từ đầu đến cuối. Mọi người đều xem như không nhìn Dương Tiêu, giống như hắn chính là không khí, không một ai để ý. Dương Tiêu đã quen với việc bị người khác xem như không khí, cũng đã không quá để ý những chuyện này, trong lòng không chút dao động. Đối với Dương Tiêu, hắn chỉ mong Đường Mộc Tuyết có thể vui vẻ hạnh phúc là đủ, còn những thứ khác Dương Tiêu cũng không có bất kỳ yêu cầu gì khác. Triệu Cầm tức giận nói, Mộc Tuyết, đơn hàng của Tần gia Trung Nguyên những bình thường có thể giành được sao? Không uống công mẹ sinh. Kế thừa toàn bộ đức tính truyền thống tốt đẹp của mẹ. Nhìn người mẹ không biết xấu hổ của mình, Đường Mộc Tuyết thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy bất công cho Dương Tiêu. Hiện tại Long Long phát triển cũng không tệ, đáng chúc mừng. Đường Kiến Quốc cười. Cũng thường thôi, trong lòng Đường Kiến Nghiệp vui mừng không thôi, cuối cùng cũng đến phiên con trai ông. Người già cả đời chỉ mong con trai thành rồng, con gái hóa phượng, hiện nay nhìn thấy Đường Long đã có sự nghiệp thành tài. Trái tim hư vinh của ông cũng đã được mãn nguyện. Cho nên mới cố tình mời cả nhà Đường Mộc Tuyết đến đây, mục đích chính là khoe khoang một phen, lúc này đây Đường Kiến Nghiệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Hiện tại Long Long đã được tập đoàn Microsoft Trung Nguyên mời về làm người phụ trách mảng phần mềm, tiền lương một năm cũng bình thường mà thôi, cũng chỉ có vài triệu không hơn không kém. Tống gia cũng rất xem trọng Long Long, Tống gia gia chủ Tống Công Minh luôn quan tâm chăm sóc. Cũng có ý gả thiên kim tiểu thư nhà họ Tống cho Long Long, đúng không? Sắc mặt Đường Long có chút không tự nhiên, hắn quả thật được tập đoàn Microsoft Trung Nguyên mời về làm người phụ trách mảng phần mềm, tiền lương một năm lên đến con số trăm triệu cũng không sai. Nhưng, được Tống gia xem trọng, Tống Công Minh luôn quan tâm chăm sóc, còn có chuyện liên quan đến tiểu thư Tống gia, tất cả những chuyện này đều không đúng sự thật.
nhưng vì phối hợp với sự khoe khoang của phụ thân, Đường Long đỏ mặt thừa nhận, không sêu. Long Long cũng thật xuất sắc, Đường Kiến Quốc nhịn không được khen ngợi. Tập đoàn Microsoft Trung Nguyên, chính là xí nghiệp mạng Internet lớn nhất thành phố Trung Nguyên. Tập đoàn Microsoft Trung Nguyên cũng đang được tông ra một trong 10 gia tộc Trung Nguyên nắm giữ. Tại thành phố Trung Nguyên này, lấy tứ đại thế gia, 10 đại gia tộc làm đầu, bất kỳ gia tộc nào tài sản cũng lên đến hơn chục tỷ đồng. Nếu như Đường Long có thể nhận được sự ưu ái của Tống gia, nghênh đón Thiên Kim Tống gia về làm vợ, thì chính là một bước lên mây, chạm tay đến đỉnh cao của đời người. Triệu Cầm cũng vô cùng hâm mộ, đúng vậy, Long Long thật lợi hại, sau này phát triển vững mạnh, nhớ phải dẫn dắt theo Mộc Tuyết. Lúc này, trong lòng Triệu Cầm không một chút mùi vị nào, phải biết rằng, con gái của bà Đường Mộc Tuyết được công nhận là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên. Ban đầu, có biết bao nhiêu công tử con nhà hào môn, thế gia điên cuồng theo đuổi, nếu như không phải gả cho tên phế vật Dương Tiêu này, nói không chừng Đường Mộc Tuyết đang trải qua cuộc sống của quý bà hào môn rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Cầm hận không tát chết Dương Tiêu ngay lập tức, gia đình bà rơi vào cảnh tệ hại như ngày hôm nay, toàn bộ đều do tên vô dụng này liên lụy. Ha ha, nói hay lắm, lòng hư vinh của Đường Long đã được mãn nguyện. Cú kể đó, Đường Long nhìn sang Dương Tiêu chê nhạo, đúng rồi, Dương Tiêu trong thời gian này đang làm gì? Không phải cả ngày đều giặt giũ nấu cơm chứ? Đường Kiến Nghiệp châm chọc nói, hắn ta có thể làm được gì? Tất nhiên vẫn hàm ăn biếng làm ở phòng thị trường rồi. Nhân viên phòng thị trường, Đường Long kinh ngạc nói, sau đó điên cuồng cười lớn, không phải chứ? Tên này vẫn đang đục khoét tiền tài Đường ra sao? Nhìn chằm chằm Đường Long vẫn đang cười không rút, hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn họ xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm đại một khe hở nào đó để trốn vào. Sau đó nhìn sáng khuôn mặt bình tĩnh của Dương Tiêu, lúc này vẫn đang bình tĩnh ăn uống, ánh mắt hai người nhìn Dương Tiêu càng thêm hung ác. Đường Kiến Nghiệp có nhịn cười nói, Long Long, hiện tại con cũng xem như đã có thành tựu, quen biết rộng, không bằng giới thiệu cho Dương Tiêu một công việc khác, ở Đường gia tham ăn biếng làm như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài, hơn nữa đám người dòng chính Đường gia còn cũng biết rồi đấy. Lời nói của Đường Kiến Nghiệp dù không rõ ràng, nhưng những người ở đó ai mà không hiểu ẩn ý của ông là gì, chính là ám chỉ Dương Tiêu trong mắt dòng chính Đường gia chính là một tên phế vật, một trò cười không hơn không kém mà thôi. Đường Long gật đầu nói, phụ thân nói không sai, để con suy nghĩ thử. Tập đoàn của con hiện tại vẫn đang tuyển nhân viên quét dọn nhà vệ sinh, Dương Tiêu khẳng định không làm được, dù sao cũng không thể cướp công việc của những ông lão bà lão đúng không? Con có quên một quản đốc, hiện tại công trình đang thiếu công nhân dọn gạch, nhưng nhìn tay chân của Dương Tiêu chắc chắn cũng không làm được. Đúng rồi, con còn quen biết một hộ nuôi heo, không Dương Tiêu cậu đi giúp người ta cho heo ăn. Vừa dứt lời, Đường Long nhịn không được bật cười, Đường Kiến Nghiệp cũng cười phụ họa theo. Hai người Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm lỗ tai đỏ ửng, bọn họ đều biết Đường Long chính là cố ý sỉ nhục Dương Tiêu, nhưng bọn họ có thể làm được gì? Không còn cách nào khác, Dương Tiêu tên phế vật này quá vô dụng, căn bản không có gì để khoe khoang. Đường Long, anh đừng quá đáng, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Đường Long không chút để ý nói, Mộc Tuyết, anh đây là vì Dương Tiêu tốt mà thôi. Ở Đường gia lừa ăn lừa uống không những trở thành trò cười trong mắt người khác, mỗi tháng cũng chỉ có hơn 2.000 đồng, nuôi heo có gì không tốt chứ, không người chế nhạo, hơn nữa mỗi tháng thu nhập từ 4 đến 5.000 đồng, không biết bao nhiêu người muốn đi nuôi heo mà không có cơ hội. Đường Mộc Tuyết tức đến mức toàn thân run rẩy, đến mức cô muốn đứng dậy lập tức rời khỏi đi nhìn thấy ba người nhà Đường Mộc Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, Đường Long và Đường Mộc Tuyết nhìn nhau, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm tức đến nghiền răng nghiến lợi, mặt mày âm u. Ngay trong khoảnh khắc hai cha con Đường Long đang cười cợt châm chọc, cửa phòng đột nhiên bật mở. Một người đàn ông khí chất bất phàm sắc mặt khó chịu bước vào, quét mặt lạnh lùng nhìn những người đang ngồi bên trong, cho các người thời gian một phút, lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Trong vòng một phút phải biến mất. Nhìn người vừa bước vào vô cùng hênh hoang, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đường Kiến Nghiệp tức giận, tối nay dù sao cũng là cơ hội tốt cho ông khoe khoang. Làm sao có thể dễ dàng bị người khác cắt ngang được. Đường Kiến Nghiệp đứng lên nhìn về phía người trung niên đó nói, lời này của ông có phải có chút hoang mang hay không? Căn phòng này chúng tôi đã bao toàn bộ, xin mời ông ra ngoài chôn. Đúng vậy, lập tức biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đường Long cũng không khách khí nói thêm vào. Người đàn ông trung niên ấy cười khinh miệt, trong mắt toàn là sự coi thường, tô vậy sao?
Lúc này, một trận bước chân vội vã vang lên, giám đốc sảnh của khách sạn Chí Tôn vội vã chạy đến. Tống tiên sinh, thật xin lỗi ngài, nhân viên lễ tân phụ trách đặt phòng là người mới đến, cô ta không hiểu rõ quy tắc, đã bị chúng tôi sa thải. Giám đốc sảnh vội vàng giải thích. Vị tống tiên sinh nói, bót phí lời, cho các người thời gian một phút để xử lý bọn họ, đợi lát nữa khách của tôi đến đây, nếu chậm trễ phút nào, tôi đảm bảo tất cả các người đều phải mất việc. Vâng, 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 giám đốc sảnh không dám thở mạnh trước người đối diện. Giây kế tiếp, giám đốc sảnh liền bước vào gian phòng bao vội vã nói, nhanh nhanh nhanh, lập tức rời khỏi đây, chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn cho mọi người. Sắc mặt Đường Kiến Nghiệp vô cùng khó coi, tối nay là do bọn họ mời khách, nếu như bị người khác vô duyên vô cớ đuổi ra ngoài, chắc chắn vô cùng mất mặt. Hừ, dựa vào cái gì mà khiến chúng tôi phải nhường chỗ? Căn phòng này là do chúng tôi đã đặt trước. Đường Kiến Nghiệp một chút cũng không muốn rời khỏi. Không sai, Đường Long phụ họa thêm. Triệu Cầm cười lạnh, các người có biết đây là ai không? Anh ta là Đường Long, cũng là người phụ trách phần mềm của tập đoàn Microsoft Trung Nguyên, được gia chủ Tống gia vô cùng coi trọng, các người dám đắc tội sao? Anh ta được vị gia chủ nào của Tống gia coi trọng? Giám đốc sảnh có chút giật mình, dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng để nhìn đám người Triệu Cầm. Các người có biết vị tiên sinh vừa nãy là ai không? Đó chính là Tống Công Minh gia chủ Tống gia, tại sao lúc nãy khi Tống tiên sinh đến đây, ngài ấy lại không nhận ta các người? Cái gì? Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều biến sắc. Đặc biệt là bản thân Đường Long, hắn giống như chịu phải hàng ngàn cú đả kích, sắc một trong phút chốc trở nên trắng bệch. Đường Long không thể nào ngờ rằng, gia chủ Tống gia Tống Công Minh thật sự đã đến đây. Hắn vào làm cho tập đoàn Microsoft Trung Nguyên chưa được 3 ngày, đến mặt mũi Tống Công Minh như thế nào cũng chưa từng nhìn qua, đừng nói là được người ta coi trọng. Đường Kiến Quốc mắt sáng ngời nhìn sang Đường Long nói, Long Long, con không phải có quen với Tống gia chủ sao? Không phải được người ta xem trọng sao? Không nhanh bước lên giải thích một chút. Không xêu nếu không thì chúng ta đi giải thích cũng được. Triệu Cầm gấp gáp nói. Đường Long sợ đến mức đổ mồ hôi đầy người, gấp gáp nói, không cần. Để con đích thân đi nói chuyện với ngài ấy. Nếu như để Triệu Cầm bọn họ đi, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, một khi đã bị lộ, bản thân mất đi công việc chỉ là chuyện nhỏ, bị người Tống gia ghi nhớ mới là chuyện lớn. Con trai, cố gắng nói chuyện với người ta. Đường Kiến Nghiệp căng ra đầu nói. Ông không ngờ rằng vận may lại có thể xui xẻo đến như vậy, vậy mà lại có thể gặp người thật. Nếu sớm biết như vậy, thì ông đã không bốc phét nhiều đến thế. Đường Long căng ra đầu bước đến trước mặt Tống Công Minh nịnh hót nói, Tống tiên sinh, tôi là Đường Long, là tổ trưởng tổ 3 bộ phận phát triển phần mềm của tập đoàn Microsoft Trung Nguyên của ngài. Hôm nay gia đình chúng tôi họp mặt, không biết ngài có thể nể mặt đổi sang một gian phòng khác. Tống Công Minh đánh giá Đường Long một lượt, khinh thường nói, nể mặt cậu. Cậu xem mình là gì? Nhìn thấy Tống Công Minh một chút mặt mũi cũng không. Sắc mặt Đường Long trắng bệch. Đúng rồi, anh Long, anh không phải được Tống tiên sinh coi trọng không? Ngài ấy không phải muốn đem Thiên Kim tiểu thư Tống gia gả cho anh hay sao? Anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ngài ấy. Giây phút này Dương Tiêu đột nhiên từ đâu xuất hiện gấp gáp nói. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Đường Long sợ đến mức muốn đi ra quần. Đờ đờ em, Dương Tiêu cậu làm như vậy là hại chết tôi rồi. Cái gì, còn có chuyện như vậy xảy ra? Là do ai nói? Tống Công Minh đột nhiên nhíu mày nói. Là do anh ta nói. Dương Tiêu chỉ về phía Đường Long. Nét mặt Tống Công Minh càng thêm nghiêm trọng, tổ trưởng tổ 3 bộ phận phát triển phần mềm đúng không? Ngày mai anh không cần phải đến công ty đi làm nữa. Cảm nhận được hàn ý trên người Tống Công Minh, Đường Long cảm giác như sét đánh giữa trời quang, hai chân mềm sụi ngã xuống đất. Hát tiêu đời, hắn biết, bản thân tuyệt đối tiêu đời rồi. Tiền đồ rực rỡ của bản thân đã bị câu nói này của tên khốn Dương Tiêu hủy trong chớp mắt. Có chuyện gì vậy, anh Long, tại sao anh không nói gì? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Cậu im miệng cho tôi. Đường Long sau lưng để từng đợt mồ hôi lạnh, lúc này trong lòng chỉ muốn bóp chết Dương Tiêu. Tống Công Minh không nén được giận, ông quay sang nhìn giám đốc sảnh lạnh lùng nói, nhanh chóng tống cổ những kẻ kiêu căng ngạo mạn này ra ngoài cho tôi. Vâng, giám đốc sảnh không dám đắc tội Tống Công Minh. Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, áp giải một đám người Đường gia tiến ra ngoài cửa. Có chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì? Hai người Triệu Cầm, Đường Kiến Quốc vẫn chưa rõ tình hình, hoảng hốt hỏi.
Dương Tiêu không chút vội vàng nói, có một chuyện này, tôi vẫn chưa ăn no, cho tôi thời gian một phút. Khi nghe những lời này của Dương Tiêu, Tống Công Minh trong lòng có chút không vui, còn về phía hai cha con Đường Long, Đường Kiến Quốc hận không thể mắng Dương Tiêu đến đầu rơi máu chảy. Nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi, Tống Công Minh lạnh giọng nói. Tôi thật sự ăn chưa no, Dương Tiêu chớp mắt nói. Lúc này Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đã phản ứng lại, cũng phát hiện ra những lời hai cha con Đường Long vừa nói chỉ là đang bốc phét. Nhưng hiện tại bọn họ đang đắc tội với Tống Công Minh, gia chủ Tống gia, một trong 10 gia tộc lớn Trung Nguyên, vậy mà tên vô dụng Dương Tiêu vẫn còn tâm trạng để ăn uống, khiến cho hai vợ chồng Đường Kiến Quốc tức đến nghiền răng. Cái thùng cơm này, không nhận ra tình huống hiện tại sao? Cậu muốn hại chết toàn bộ chúng tôi sao? Yo, đây không phải là Dương Tiên Sinh sao? Chính ngay lúc này, một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên, chỉ thấy trước cửa xuất hiện một bóng người, không ai khác chính là gia chủ Cung gia, một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Trung Nguyên, con trai ruột của Cung lão gia Cung Danh đang bước về phía họ. Cung Danh đảm nhiệm vị trí chủ nhân cung nhân, vừa nhìn liền biết có chuyện bất thường xảy ra, hắn lập tức bước lên phía trước không vui nói, Tống Công Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Cung Danh bênh vực Dương Tiêu, sắc mặt Tống Công Minh lập tức thay đổi. Tối nay, vị khách quý mà ông muốn chiêu đãi chính là Cung Danh, nhưng không ngờ được Dương Tiêu lại có quen biết với Cung Danh, nếu như xảy ra hiểu lầm thì hậu quả thật không dám tưởng tượng đến. Trong thành phố Trung Nguyên rộng lớn này, lấy tứ đại thế gia làm chủ, 10 đại gia tộc làm phụ, đừng cho rằng Tống gia là gia tộc đệ nhất trong 10 đại gia tộc, nếu so với tứ đại thế gia thì cũng không đáng nhắc đến. Cung tiên sinh, ngài quen biết với người anh em này sao? Tống Công Minh lập tức đưa mắt ra hiệu với bảo vệ, lập tức buông đoàn người Dương Tiêu. Cung Danh tức giận nói, Dương tiên sinh đây chính là ân nhân của Cung gia chúng tôi, Tống Công Minh vậy mà ông lại dám thất lễ với cậu ấy, có phải không để Cung gia vào mắt hay không? Đứng trước cơn thịnh nộ của Cung Danh, cả người Tống Công Minh lập tức cứng đờ, ông không thể ngờ rằng Dương Tiêu lại là ân nhân của Cung gia. Người già lắm mưu mẹo, Tống Công Minh lập tức áy náy nhìn Dương Tiêu nói, Dương tiên sinh, những chuyện vừa xảy ra là do tôi không tốt, cậu đừng để ý trong lòng. Nghe thấy lời xin lỗi của Tống Công Minh, đám người Triệu Cầm kinh ngạc đến mức cằm muốn chạm vào đất. Tống Công Minh là nhân vật như thế nào? Đó chính là gia chủ Tống gia, một trong 10 đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên này, vậy mà hôm nay lại nhẹ giọng nói xin lỗi với Dương Tiêu. Chuyện này đúng thật là xưa nay chưa từng thấy. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc không thôi, cô không thể ngờ rằng thế cục vừa rồi lại do Dương Tiêu đứng ra giải quyết, đến cả đại nhân vật như Tống Công Minh cũng phải cúi người xin lỗi. Lúc này, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy Dương Tiêu càng ngày càng trở nên thần bí. Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Tiêu nhếch môi cười, chỉ cần chờ tôi ăn no là được. Tống Công Minh hào phóng nói, xem ra chàng trai trẻ này cũng là một người thấu tình đạt lý, tôi rất thích, bữa tiệc tối nay của mọi người sẽ do tôi thanh toán. Cung Danh sau khi làm rõ tình huống, cũng không muốn quá nhúng tay vào, sau khi chào tạm biệt liền cùng Tống Công Minh rời khỏi, hai người bước đến gian phòng bao đã được đặt trước. Sau khi về lại gian phòng ăn của mình, trong đầu của tất cả mọi người vẫn đang trong trạng thái lơ lửng. Người đàn ông vừa nãy là ai? Vậy mà có thể khiến cho Triệu Công Minh kiên kỵ đến như vậy? Đường Kiến Nghiệp nhíu mày hỏi. Đường Long sắc mặt khó coi nói, hình như là Cung tiên sinh. Cung tiên sinh nào? Triệu Cầm mơ hồ hỏi. Đường Kiến Quốc sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nói, cả thành phố Trung Nguyên này chỉ có một cung gia duy nhất, bà nói xem là vị cung tiên sinh nào. Đường Kiến Quốc vừa dứt lời, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Cung gia, chính là cung gia một trong tứ đại thế gia, bá chủ có thực lực của nơi này, cũng là một nhân vật khổng lồ đủ khiến cho toàn bộ người Đường gia phải ngước nhìn. Ai cũng không ngờ được, vào giờ khắc quan trọng lại do Cung Danh gia chủ của cung gia ra mặt, hơn nữa vị gia chủ cung gia này còn có ý bênh vực Dương Tiêu. Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu cũng đã thay đổi. Triệu Cầm nhịn không được liền lên tiếng, phế vật, cậu làm sao lại quen biết được với Cung Danh cung tiên sinh. Ngay giây phút này, tất cả mọi ánh mắt trong gian phòng đều tập trung lên người Dương Tiêu, muốn tìm kiếm một đáp án thích đáng trên người hắn. Dù sao, Cung gia cũng là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia, trong mặt những người Cung gia, đám người Đường gia bọn họ đến hạt cát cũng không bằng. Nếu như có thể nịnh nọt Cung gia, vậy bọn họ xem như đã phát tài rồi. Nửa đời sau không cần lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Dương Tiêu ngại ngùng nói, cung lão gia đột nhiên tái phát bệnh tim, sau đó con liền đưa ông ấy đến bệnh viện.
chỉ có như vậy, Triệu Cầm kinh ngạc hỏi. Dương Thiêu gật đầu, đúng, chỉ có như vậy. Lúc này, trên mặt Triệu Cầm tràn ngập tiếc nuối, giống như đã vụt mất cơ hội trèo cao vào nhà cung gia. Phế vật chính là phế vật, cũng chỉ là vận chó ngáp phải ruồi mà thôi. Đường Kiến Nghiệp khinh thường nói. Đường Long hâm mộ đến không nói thành lời, nhưng trong lòng tại không ngừng mắng Dương Tiêu vô dụng, cơ hội tốt như vậy đã cứu được một mạng người vậy cũng không biết nắm bắt lấy cơ hội nịnh hót cung gia. Vậy mà lại quay trở về rồi. Phế vật chính là phế vật, hơn nữa còn ngu ngốc hét chỗ nói. Đường Kiến Quốc tức đến mức đắm tay liên tục vào ngực, điên cuồng mắng Dương Tiêu bỏ lỡ một cơ hội tốt để nịnh nọt cung gia. Dương Tiêu mặt không chút cảm xúc, cũng không có ý định tiết lộ chân tướng sự việc đã xảy ra. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo cô Dương Tiêu căn bản không hề nói sự thật. Trong sự châm biếm của tất cả mọi người, Tống Công Minh đột nhiên đích thân mang hai chai rượu vang Sato Lafite Rothschild năm 82 đến, nhằm mục đích đền tội, Tống Công Minh liền tự phạt 3 ly. Tất cả mọi người Đường ra lại lần nữa lâm vào một trận hoảng loạn. Hai bình rượu vang Sato Lafite Rothschild năm 82 giá trị ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Đại nhân vật như Tống Công Minh vừa rồi xin lỗi, còn tự phạt 3 ly, tên Dương Tiêu này rốt cuộc có mặt mũi lớn đến thế nào? Tên phế vật Dương Tiêu thật sự chỉ mang cung lão gia đến bệnh viện sao, sự việc chỉ đơn giản như vậy sao? Nhưng Dương Tiêu cũng không hề tiết lộ toàn bộ sự việc, đối với những khuôn mặt xấu xí này, Dương Tiêu sớm đã thất vọng cùng cực rồi. Cơm no rượu say. Đường Kiến Nghiệp thấp giọng nói, con trai, nhanh chóng dẫn tên phế vật Dương Tiêu đến chào hỏi Tống gia chủ, không thể để mất công việc được. Ánh mắt Đường Long lóe sáng, sau đó kiêu ngạo nhìn sang Dương Tiêu nói, Dương Tiêu, nếu như lúc nãy không phải vì anh thì tôi sẽ không bị sa thải, hiện tại cho cậu một cơ hội để biểu hiện, nhanh chóng đi làm rõ với Tống gia chủ, ít ra tôi còn có thể tha thứ cho cậu. Dương Tiêu cười nhạt, thật ngại quá anh Long, chuyện này lúc nãy không thể trách tôi được. Những lời đó là chính là do các người tự nói, tôi chỉ là tường thuật lại sự thật mà thôi, hơn nữa tôi không quen biết với Tống gia chủ. Nghe xong, Đường Long tức giận, bàn tay vỗ mạnh lên mặt bàn hung hăng nói, Dương Tiêu, cậu cố ý đúng không? Thật ngại quá, tôi và Tống gia chủ thật sự không thân. Dương Tiêu lặp lại một lần nữa. Ngay khi Đường Long chuẩn bị tức giận, Đường Kiến Nghiệp lập tức trấn an Đường Long, cố nặn ra một nụ cười gượng, ông ta quay sang nhìn Đường Kiến Quốc, em trai à? Dù sao cũng là anh em cùng một nhà, cũng không cần phải làm khó lẫn nhau đến như thế. Hay là em bảo Dương Tiêu đi giải thích một tiếng với Tống gia chủ. Trong lòng Đường Kiến Quốc chỉ cười lạnh, ai là anh em cùng một nhà với ông, những năm nay các người bỏ đá xuống giếng còn ít sao. Nếu như không phải xem trọng chút giọt máu thân thích, ông tất nhiên sẽ không đến đây, vừa nãy hai cha con Đường Long bốc phét đủ điều, càng khiến cho Đường Kiến Quốc cảm thấy không hài lòng. Anh cả, Dương Tiêu nói không sai. Chuyện này không dễ giải quyết đâu, Đường Kiến Quốc hờ hững nói. Ông, Đường Kiến Nghiệp tức đến muốn phun máu. Triệu Cầm lau miệng sau đó đứng dậy, anh cả, chúng em ăn no rồi, trong nhà có chút chuyện, chúng em xin phép về trước. Vừa dứt lời, Triệu Cầm đẩy xe lăn của Đường Kiến Quốc, thuận tay cầm luôn hai chai rượu vang Sato Lafite Rothschild năm 82 bỏ vào túi sách, sau đó hướng ra phía cửa rời đi. Chai rượu vang Sato Lafite Rothschild vẫn chưa được mở nắm. Bà xem như bảo bối, chuẩn bị mang về khoe khoang một lượt. Nhìn đám người Dương Tiêu rời đi, trong gian phòng bao chỉ còn lại hai cha con Đường Long tức giận phừng phừng. Khoe khoang thất bại còn mắt luôn cả công việc. Trong lòng hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vui mừng không gì sánh bằng, cho các người khoe khoang, hiện tại có phải mất mặt rồi không? Nhưng bọn họ cũng biết rằng, tất cả đều do Dương Tiêu giúp bọn họ tìm lại thể diện. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Dương Tiêu ở nhà bọn họ lừa ăn lừa uống trong 5 năm nay, hai vợ chồng bọn họ vẫn không cho Dương Tiêu một sắc mặt tốt đẹp. Sau khi về đến nhà, hai vợ chồng lập tức lấy chai rượu vang Sato Lafite Rothschild ra để kiểm chứng thật giả, Dương Tiêu nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu. Trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn ngập nghi vấn, khi cô chuẩn bị tiền đến hỏi Dương Tiêu một số vấn đề thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lập tức trắng bệch đi trông thấy. Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu nhận thấy sự việc có chút không ổn liền hỏi cô. Đường Mộc Tuyết ánh mắt đỏ hồng nói, em bị người khác vụ oan giá họa. Cái gì, bị vụ oan giá họa? Trong giây lát sắc mặt Dương Tiêu trở nên thay đổi. Sự việc vô cùng đơn giản, chiều hôm nay có một người đột nhiên trắng trợn tuyên bó Đường Mộc Tuyết chính là một người phụ nữ hạ tiện nhưng tỏ vẻ thanh cao.
nhưng thật sự trong xương cốt lẳng lơ vô cùng, vì có thể ký được hợp đồng đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông, khiến cho những người khác không ngừng tưởng tượng sâu xa. Nội bộ tập đoàn Y Dược Đường Nhân có không ít người nhìn Đường Mộc Tuyết không thuận mắt đều âm thầm mắng cô vô liêm sỉ. Ba người thành một cái chợ, tam sao thất bản, chuyện liên quan đến việc Đường Mộc Tuyết vì ký hợp đồng mà đồng ý ngủ với đàn ông đã nhanh chóng được lan rộng. Điều quan trọng nhất chính là các khách hàng từng ký hợp đồng với Đường Mộc Tuyết đều biết rõ chuyện này, hơn nữa cũng không ít khách hàng đã từng đưa ra lời đề nghị, nếu như Đường Mộc Tuyết không đồng ý ngủ với bọn họ thì bọn họ sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng, dùng lý do này để uy hiếp. Phải biết rằng Đường Mộc Tuyết xinh đẹp như thiên tiên, được mọi người xưng tụng là trung nguyên đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người đều có ý định với sắc đẹp của cô. Sau khi đã nắm rõ sự việc, Dương Tiêu an ủi nói, Mộc Tuyết, em đừng gấp gáp, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết là được. Anh giải quyết như thế nào? Anh biết ai là người chủ mưu phía sau sao? Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay luôn cực kỳ thận trọng cẩn thận, tận tụy trong công việc, làm người ngay thẳng. Cô chưa từng chịu qua loại sỉ nhục như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt nước mắt như mưa của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu hít sâu một hơi, sau đó dịu dàng lau khô giọt nước mắt đang rơi trên má Đường Mộc Tuyết, thâm tình nói, Mộc Tuyết, các khách hàng đã ký hợp đồng với công ty chúng ta, nếu hiện tại bọn họ muốn giải trừ hợp đồng, chính là đang vi phạm điều khoản hợp đồng, cần phải tiến hành thanh toán tiền bồi thường, hơn nửa số tiền bồi thường hợp đồng cũng đủ cho bọn họ sống dở chết dở. Cho nên dựa theo tình huống hiện tại, những kẻ đó đa số chỉ cố làm ra vẻ mà thôi, hơn nữa kẻ đứng sau chỉ thị ngoài tên khốn Đường Hạo ra cũng không còn ai khác. Nhận được sự quan tâm của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lập tức ngừng khóc. Trong thoáng chốc, Đường Mộc Tuyết phát hiện ra, Dương Tiêu xử lý mọi việc quá bình tĩnh lạnh lùng, đến mức cô cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, những khách hàng đưa ra yêu cầu vô lý nếu vi phạm hợp đồng, chỉ nhắc đến số tiền vi phạm hợp đồng thôi cũng đủ khiến cho bọn họ nhức đầu rồi. Kẻ hiện tại chăm chăm muốn đối phó với cô, ngoại trừ Đường Hạo ra, Đường Mộc Tuyết cũng không thể nghĩ đến ai khác, dù sao sáng nay Đường Hạo vừa bị một cú đả kích lớn như vậy, đây nhất định là do Đường Hạo trả thù cô. Dù cho là như vậy thì hình tượng của em cũng đã sụp đổ rồi, sau này sẽ chịu không ít lời châm chọc. Đường Mộc Tuyết uất ức nói. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, anh đảm bảo Đường Hạo cùng đám người bọn họ phải đến xin lỗi trước mặt em có nguyện ý tin anh không? Nhìn vào ánh mắt trong suốt của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vô thức gật đầu. Sau khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết gật đầu, Dương Tiêu vô cùng vui mừng, đây rõ ràng chứng minh Đường Mộc Tuyết đã dần dần có tình cảm tốt với mình. Mộc Tuyết, không đầy một tiếng đồng hồ sau, Đường Hạo sẽ đích thân đến đây xin lỗi em. Dương Tiêu chắc chắn nói. Vừa dứt lời, Dương Tiêu liền đứng dậy xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết gợn sóng. Thật không biết những lời này của Dương Tiêu có phải là thật không. Nhưng cho dù như thế nào, lời nói của Dương Tiêu cũng đã mang lại cảm giác an toàn vô cùng to lớn cho Đường Mộc Tuyết, đây là điều mà cô từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Được một người quan tâm như vậy, Đường Mộc Tuyết đột nhiên có một xúc động muốn khóc, thời gian 5 năm, bản thân chịu sự sỉ nhục của người khác tròn 5 năm, có quá nhiều uất ức mà Đường Mộc Tuyết cần phải giải tỏa. Sau khi rời khỏi văn phòng, Dương Tiêu bước lên sân thượng. Sau đó gọi một cuộc điện thoại, Lý Minh Hiên, lập tức liên hệ với Tần Quảng, sau này hợp đồng của Tần gia sẽ do đích thân cậu toàn quyền phụ trách, hơn nữa gửi thư luật sư đến Đường Hạo. Nhằm mục đích thuận tiện, Dương Tiêu cũng không muốn sau này có bất cứ chuyện gì đều phải liên hệ Tần Quảng, Tần Quảng là một người thông minh, chỉ cần đánh tiếng trước, hợp đồng Tần gia và Đường gia từ nay về sau sẽ do Lý Minh Hiên phụ trách, trong vô hình cũng sẽ do Dương Tiêu khống chế. Vâng, Lý Minh Hiên vô cùng thông minh. Hắn biết tên ngu xuẩn Đường Hạo lại đắc tội với Điện Hạ. Sau khi Tần Quảng nhận được tin tức, lập tức chuyển giao hợp đồng giữa Tần gia và Đường gia giao cho Lý Minh Hiên, đối với ông mà nói đây là một củ khoai nóng bỏng tay, ông cũng e sợ rằng, sau này có điểm nào làm không đúng đắc tội đến Dương Tiêu, vừa hay có thể chuyển cho Lý Minh Hiên nếu vậy sau này sẽ không liên quan gì đến Tần gia. Tại nhà Đường Hạo, thế nào rồi, có phải hình tượng của Đường Mộc Tuyết đã sụp đổ hoàn toàn rồi hay không? Đường Hạo ngồi trên ghế sofa cười lạnh. Một tên người dưới cười khinh bỉ nói, thiếu gia, ngài thật lợi hại, hiện nay toàn bộ người Đường gia đều biết Đường Mộc Tuyết là một kẻ tiện nhân, không ít khách hàng đều đưa ra yêu cầu Đường Mộc Tuyết phải ngủ với họ, xem lần này. Đường Mộc Tuyết sẽ xử lý chuyện này như thế nào, theo như tôi thấy ngày mai cô ta sẽ không còn mặt mũi nào đến công ty đâu. Khóe môi Đường Hạo từ từ nhếch lên, hiện lên một tia nham hiểm.
Đường Mộc Tuyết ơi, Đường Mộc Tuyết à, muốn đấu với tôi? Cô còn non lắm, có thể giành được đơn hàng của Tần gia thì như thế nào? Sau ngày mai, chỉ cần cô không còn mặt mũi ở lại Đường gia, người phụ trách cuối cùng của hợp đồng Tần gia không phải là tôi hay sao? Khi Đường Hạo vẫn đang đắc ý, một người bảo vệ vội vàng chạy vào, thiếu gia, vừa rồi có người mang thư luật sư đến. Thư luật sư? Nụ cười trên gương mặt Đường Hạo lập tức cứng ngắc, hắn lập tức giật lấy, mở to mắt ra nhìn. Không sai, giấy trắng mực đen, chính là thư luật sư của Đông Hải Lý gia gửi đến, người tố cáo chính là Lý Minh Hiên, Đông Hải Lý gia thiếu chủ. Nhìn lá thư luật sư trước mặt, hai mắt Đường Hạo tối sầm, suýt chút ngất đi. Chỉ dựa vào các mối quan hệ của Đông Hải Lý gia, tùy tiện tìm cho hắn một tội danh để cho hắn phải ngồi tù. Trong khoảnh khắc, trong lòng Đường Hạo vô cùng rối loạn, lập tức gọi cho phụ thân Đường Thiên Hỗ đang dự tiệc rượu ở bên ngoài nhanh chóng quay về. Đường Thiên Hỗ sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tức giận mắng Đường Hạo ngu xuẩn. Phụ thân, làm sao đây? Con không muốn phải ngồi tù đâu. Đường Hạo gấp gáp đến muốn khóc nói. Đường Thiên Hỗ cắn răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đây chắc chắn là do con tiện nhân Đường Mộc Tuyết gây ra, hiện tại chúng ta lập tức đến tìm bà nội con, có lẽ chuyện này còn có thể giải quyết được. Hai cha con Đường Hạo nhanh chóng đến biệt thự của Đường lão thái bà. Bà nội, bà nhất định phải cứu cháu. Cháu là đứa cháu đích tôn duy nhất của bà, nếu như cháu ngồi tù rồi thì sau này sự nghiệp Đường gia sẽ do ai gánh vác đây? Sắc mặt Đường Hạo trắng bệch vừa khóc vừa nói. Đường lão thái bà tức đến mức toàn thân run rẩy, bà không ngờ rằng Đường Hạo lại không có đầu óc đến vậy, Đường Mộc Tuyết vừa mới nịnh nọt được Đông Hải Lý gia thiếu chủ, cháu lại nhân thời điểm này hủy hoại danh tiếng của nó, người ta có thể tha cho cháu được sao? Nhưng dù sao Đường Hạo vẫn là cháu nội đích tôn duy nhất của bà không thể nào trơ mắt ra nhìn Đường Hạo ngồi tù được. Nhưng đáng tiếc, Đường Mộc Tuyết sớm đã nghe theo lời dặn dò của Dương Tiêu, tắt máy điện thoại. Liên hệ không được, Đường lão thái bà tức giận nói, xem chuyện tốt mà cháu làm này, Mộc Tuyết rõ ràng chính là đang tức giận, cháu tốt nhất nên đích thân đến xin lỗi người ta, nếu không ta cũng không giúp được cho cháu. Khiến hắn phải đích thân xin lỗi Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo xém chút nữa tức giận đến ngất đi, hắn từ trước đến nay luôn đối đầu với Đường Mộc Tuyết, lúc này phải đi xin lỗi kẻ địch của mình, có thể thấy trong lòng Đường Hạo có bao nhiêu không cam lòng. Chỉ đáng tiếc, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Đường Thiên Hỗ lập tức dẫn theo Đường Hạo đến nhà Đường Mộc Tuyết. Sau khi đến nơi, Đường Thiên Hỗ gấp gáp gõ cửa, lão tam, mở cửa. Trong gia phả Đường gia, nam giới chiếm đa số, Đường Kiến Quốc xếp thứ ba. Có chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt còn cho người khác nghỉ ngơi hay không? Triệu Cầm hùng hùng hỗ hỗ nói. Hả, nhị ca, tại sao các người lại đến đây? Nhìn rõ người đến là ai, Triệu Cầm có chút kinh ngạc. Đường Kiến Quốc và Đường Thiên Hỗ không phải anh em cùng mẹ sinh, Đường Mộc Tuyết tất nhiên cũng không phải cháu gái ruột của Đường lão thái bà, gia đình bọn họ và gia đình Đường Thiên Hỗ từ trước đến nay không hòa hợp, hai cha con người này đêm khuya tại sao đột nhiên đến đây? Đường Thiên Hỗ cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, em dâu, Mộc Tuyết có nhà không? Có nhà Triệu Cầm lúc này vẫn còn chút mơ hồ. Nghe âm thanh huyên náo từ bên ngoài vọng vào, thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết cứng đờ, mở to đôi mắt xinh đẹp, thật sự không ngờ được rằng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ Đường Hạo đã xuất hiện tại nhà cô. Khi Đường Mộc Tuyết vừa bước ra, Đường Hạo như tên bắn tiến tới mặt mày hoảng hốt nhìn cô nói, Mộc Tuyết, việc hôm nay là tôi sai, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn khiếp sợ, tên Đường Hạo này lại xin lỗi cô. Những chuyện diễn ra trước mặt, giống như một giấc mộng. Nhìn khuôn mặt mũi đầy nước mắt của Đường Hạo, trong mắt Đường Mộc Tuyết tràn đầy sự chán ghét. Cô vô cùng chắc chắn tất cả những chuyện này là do Đường Hạo gây ra, chỉ vì mục đích trả thù, Đường Hạo có thể vu oan giá họa, khiến cho danh tiếng của cô bị tổn hại, những chuyện này khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận. Đường Thiên Hỗ nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, Hạo Hạo chỉ là nhất thời xúc động, mới phạm phải sai lầm như vậy. Ta đã nghiêm khắc phê bình nó, chúng ta đều là người một nhà, có nhất thiết phải gửi thư luật sư không? Thư luật sư, hai vợ chồng Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm ngơ ngác nhìn nhau. Mộc Tuyết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đường Kiến Quốc nghiêm túc hỏi. Đường Mộc Tuyết ủy khuất đem toàn bộ sự việc ra kể lại một lần, Triệu Cầm tức giận nói, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Đường Hạo cậu cũng bị ổi quá đi, cậu có biết Mộc Tuyết cũng là em gái cậu? Vậy mà cậu lại có thể đối xử với nó như vậy, thật sự không thể tha thứ được.
tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Đường Hạo vô cùng hối hận nói. Nghĩ đến phía sau Đường Mộc Tuyết có Lý Minh Hiên chống lưng, nghĩ đến bản thân không lâu nữa phải vào ngồi tù, Đường Hạo sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Đường Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, mặc dù vợ chồng bọn họ không có chút tài cán gì, nhưng ít nhất cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chịu sỉ nhục. Đường Thiên Hỗ thở dài, nhìn Đường Kiến Quốc nói, lão tam, Hạo Hạo vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, hai người cũng đừng có tầm nhìn hạn hẹp như nó, hiện tại Hạo Hạo cũng đã đích thân xin lỗi rồi, mọi người hãy tha thứ cho nó đi. Tha thứ cho hắn, nói thật dễ nghe, chuyện này nếu người bị hại đổi thành các người, vậy các người có tha thứ cho chúng tôi không? Triệu Cầm tức giận nói. Dương Tiêu đứng một bên nét mặt lạnh lùng, ác giả ác báo chính là nói loại người đê tiện như Đường Hạo, dám vụ oan giá họa cho vợ tôi, thì đây chính là kết cục của hắn ta. Hù, lúc này Đường Kiến Quốc ngồi trên xe lăn không hề cho hai cha con Đường Hạo sắc mặt tốt đẹp. Đối với một người con gái mà nói, điều quan trọng nhất chính là danh tiếng của người con gái một khi bị tổn hại, sự nghiệp cũng sẽ bị hủy đi một nửa. Cả nhà bọn họ hiện tại đều dựa vào Đường Mộc Tuyết làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà, hiện nay lại gây ra chuyện lớn như vậy, cho nên không thể trách được tại sao tâm trạng của hai vợ chồng Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm lại tức giận đến như vậy. Đồ đôi! Chính vào giây phút rằng có căng thẳng này, điện thoại của Đường Kiến Quốc vang lên, người gọi đến chính là Đường Lão Thái Bà. Kiến Quốc à, chuyện xảy ra ta đã biết cả rồi, Đường Hạo dù sao cũng còn nhỏ, con nên khuyên bảo Mộc Tuyết tốt nhất đừng quá để ý. Chỉ cần Đông Hải Lý gia không tiếp tục gây phiền phức, ta sẽ bù đắp cho Mộc Tuyết một phần thưởng khiến con bé hài lòng. Vì cháu nội ruột của mình, Đường Lão Thái Bà không tiếc buông xuống thân phận của mình. Đường Kiến Quốc nhất thời không nói được lời nào, người đứng đầu gánh vác cả Đường gia chính là Đường Lão Thái Bà, nếu như không nể mặt mũi của bà, trừ khi không muốn tồn tại trong gia tộc nữa. Ổ Triệu Cầm nhìn thấy tiền liền sáng mắt, bà lập tức nói, 50.000, không. 100.000, chỉ cần đưa 100.000 chuyện này xem như bỏ cùa. Đường Lão Thái Bà căn bản không màng đến 100.000 này, bà gật đầu, được. Tôi đồng ý với các người. Trong lúc Triệu Cầm đang vui mừng khấp khởi, Dương Tiêu bước đến cướp lấy điện thoại, cười lạnh nói, không có đơn giản như vậy. 100.000 chỉ là tiền bù đắp tinh thần, nếu muốn thu hồi thư luật sư, nhất định phải để tên Đường Hạo thông báo cho các khách hàng biết Đường Mộc Tuyết là trong sạch. Ngày mai công ty nhất định phải mở cuộc họp, Đường Hạo cần phải đích thân trước mặt mọi người xin lỗi. Xin lỗi trước mặt mọi người. Đường Hạo lập tức nén giận, hắn lập tức nhìn tức giận sang Dương Tiêu, nơi này làm gì có chỗ cho tên phế vật này lên tiếng. Dương Tiêu anh không muốn sống nữa sao? Dương Tiêu lạnh nhạt nói, ý của tôi chính là ý của Mộc Tuyết, đúng không Mộc Tuyết? Không sai, nếu như anh không xin lỗi, thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha đâu. Đường Mộc Tuyết đỏ mắt nói. Trong điện thoại đột nhiên chìm vào một sự im lặng đáng sợ, cuối cùng Đường Lão Thái Bà quyết định chọn nhượng bộ, Đường Hạo, ngày mai cháu sẽ xin lỗi Mộc Tuyết trước mặt mọi người. Sau khi rút lời, Đường Lão Thái Bà lập tức cắt ngang điện thoại, thể hiện rõ tâm trạng của bà hiện tại vô cùng tức tối, nhưng không cách nào bộc phát được. Nếu Đường Lão Thái Bà đã nói như vậy, Đường Thiên Hỗ cũng không còn lời nào để nói, sắc mặt âm trầm nói, được, xin lỗi đã làm phiền. Hạo Hạo chúng ta đi. Đường Hạo từ trên mặt đất bò dậy, hung hăng nhìn Dương Tiêu sau đó nói, phế vật, mày cứ chờ đó, tao vẫn chưa xong với mày đâu, không có gì để mày đắc ý cả đâu. Khi hai cha con Đường Thiên Hỗ rời đi, nước mắt Đường Mộc Tuyết không kìm được rơi xuống, ngay vào giây phút này, cô không biết phải làm sao để diễn tả tâm trạng phức tạp của mình. Tên Đường Hạo này thật quá đáng, nếu như không phải Đường Lão Thái Bà đã lên tiếng, hôm nay tôi nhất định phải cho thằng nhóc Đường Hạo nếm chút trái đắng. Đường Kiến Quốc tức giận nói. Triệu Cầm gật đầu, sau đó ánh mắt khóa chặt trên người Dương Tiêu, tên vô dụng Dương Tiêu này, cậu có bản lĩnh rồi đúng không? Dám không phân biệt lớn nhỏ cướp điện thoại của tôi xem cậu chính là thiếu người thu thập đúng không? Triệu Cầm càng nhìn Dương Tiêu càng tức giận, thiếu điều giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Dương Tiêu. Mẹ, đủ rồi, Đường Mộc Tuyết không thể tiếp tục chịu đựng liền hét lên. Biết rằng tâm trạng con gái hiện tại vô cùng tồi tệ, Triệu Cầm dịu dàng nói. Mộc Tuyết, con đừng tức giận, mẹ chỉ đang giáo huấn hắn vài câu mà thôi. Nhìn thấy vợ của mình bị sỉ nhục lại chỉ biết mở to mắt ra nhìn, loại đàn ông vô dụng như vậy còn cần làm gì? Trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng phức tạp, cô biết tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu sắp xếp, cô vừa tính giải thích thì thầy Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu. Mẹ, con mệt rồi. Đường Mộc Tuyết tiều tụy quay trở lại phòng ngủ của mình, Dương Tiêu cũng bước theo.
Sau khi về phòng, Đường Mộc Tuyết nhìn sang Dương Tiêu, anh tại sao lại không nói cho bố mẹ biết tất cả những việc này đều do anh đứng phía sau sắp xếp. Dương Tiêu cười dịu dàng nói rồi bọn họ cũng không tin, hơn nữa anh cũng không phải tên đàn ông vô dụng, sau này anh cũng sẽ không để vợ của mình bị người khác sỉ nhục. Nghe đến câu nói này, Đường Mộc Tuyết lập tức xoay người, che giấu những giọt nước không kìm được đang tuôn rơi. 5 năm rồi, người đàn ông này cuối cùng cũng đã thể hiện bộ mặt nam tính của mình cho người khác thấy. Nếu như vậy, tại sao phải đợi 5 nay, khiến cho bản thân phải chịu đựng 5 năm sỉ nhục? Nằm trên giường, tâm trạng Đường Mộc Tuyết rối như tơ vò, nhưng Dương Tiêu không ngừng mang lại cho cô những bất ngờ liên tiếp, khiến cho cô vô cùng cảm kích. Nhìn Dương Tiêu lúc này đang nằm trên nền đất lạnh, trái tim Đường Mộc Tuyết không có chút mùi vị gì, 5 năm nay, cô và Dương Tiêu chưa hề xảy ra bất kỳ sự tiếp xúc trong khoảng cách ngắn nào, 5 năm ngủ trên nền nhà nhưng Dương Tiêu từ trước đến nay chưa từng oán hận lời nào. Nghĩ đến điều này, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng bất công cho Dương Tiêu. Cô cắn răng nói, sàn nhà rất lạnh đúng không? Khi bị Đường Mộc Tuyết hỏi như vậy, Dương Tiêu có chút không biết phải làm sao. Đây là ý gì? Không lẽ Đường Mộc Tuyết đang khảo nghiệm định lực của hắn? Chắc chắn chính là như vậy, Dương Tiêu lập tức nói, thời tiết đang nóng lên, ngủ trên nền đất vô cùng thoải mái, anh rất thích ngủ dưới này. Vô cùng thoải mái. Nghe câu trả lời này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đột nhiên mở to đôi mắt, cô tức đến mức ngồi bật dậy cầm con thú bông mèo Garfield ném vào người Dương Tiêu. Vô cùng thích đúng không? Vậy anh ngủ dưới đất cả đời đi. Đường Mộc Tuyết thật sự không ngờ đến, bản thân đã ra ám hiệu rõ ràng như vậy, tên ngốc Dương Tiêu vậy mà lại cho cô một đáp án như vậy. Bị thú bông mèo Garfield đập vào người, Dương Tiêu có chút choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ những điều hắn nói đều không đúng sao? Không lẽ bà dì của Đường Mộc Tuyết lại đến nên tính cách càng trở nên bạo lực hơn sao? Đúng, không sai, nhất định là như vậy, trong lòng Dương Tiêu âm thầm suy nghĩ. Khoác lên mình bộ trang phục thể thao, Đường Mộc Tuyết như thường lệ tiếp tục chạy ra công viên gần nhà để tập luyện. Đây là bài luyện tập mỗi ngày của cô, chỉ khi chuẩn bị một sức khỏe cùng tinh thần khỏe mạnh thì mới có thể đủ sức đón đầu phong ba bão táp. Sáng sớm mỗi ngày, Dương Tiêu sau khi làm xong bữa ăn sáng cũng sẽ đến đây luyện tập. Khi vừa bước đến công ty, Dương Tiêu từ xa đã nhìn thấy cảnh Đường Mộc Tuyết dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ để nhìn chiếc xe Maserati đang đậu bên đường, ánh mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt. Thích không? Dương Tiêu tiến lên hỏi. Đường Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, ước mơ lớn nhất của cô chính là được tự mình lái chiếc xe Maserati. Từ nhiều năm trước, Đường Mộc Tuyết đã vô cùng thích kiểu xe Maserati, nếu dựa vào năng lực của bản thân, phấn đấu một vài năm nhất định có thể mua được chiếc xe đó. Vốn dĩ việc tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, nhưng từ khi gả cho Dương Tiêu, tất cả hy vọng của cô đều tan thành bọt biển. Nhìn chiếc xe Maserati trước mắt, trong lòng Đường Mộc Tuyết không ngừng cảm thán, nếu như chiếc xe Maserati này là của mình thì tốt biết mấy. Nhưng đây không phải là do Đường Mộc Tuyết ham hư vinh, nhưng đây là ước nguyện nhiều năm nay của cô, hiện tại xem ra cả đời này đều không thể thực hiện được. Dương Tiêu cười dịu dàng nói, nếu Mộc Tuyết đã thích, anh nhất định sẽ làm thực hiện ước mơ này của Imo. Nghe đến câu nói này của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng rất nhanh liền tan biến, chiếc xe Maserati trước mặt là mẫu mới nhất trong 2 năm nay, giá trị phải lên đến 2 triệu, cho dù là cô thì cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nghĩ đến việc Dương Tiêu trong 5 năm này không một chút thành tích, mỗi tháng tiền tiêu xài vẫn do cô chỉ trả, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một cảm giác chua xót. Trong mắt cô, việc Dương Tiêu tặng mình một chiếc xe Maserati là một chuyện không thể thành hiện thực được. Có điều Đường Mộc Tuyết đã vô cùng hài lòng với sự thay đổi 2 ngày nay của Dương Tiêu, cảm giác trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Anh có ý này, trong lòng em đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Anh tự chăm sóc mình trước đi đồ ngốc. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, uể oải bước về nhà. Nhìn theo bóng lưng Đường Mộc Tuyết rời đi, Dương Tiêu cười khổ, anh nghiêm túc nói tại sao em lại không tin anh chứ? Tin tức Lý Minh Hiên gửi thư luật sư cho Đường Hạo từ lan truyền trong Đường ra, không ai có thể nghĩ rằng sự việc lại có thể trở thành như vậy. Chiều hôm qua, lan truyền chuyện Đường Mộc Tuyết vì ký được hợp đồng đã đi khắp nơi ngủ với đàn ông, những người biết rõ đều biết đây chỉ là do Đường Hạo vì tìm lại mặt mũi của bản thân nên cố ý báo thù Đường Mộc Tuyết, nhưng không ngờ rằng tốc độ Đường Mộc Tuyết phản đòn lại nhanh như vậy, điều này càng chắc chắn việc Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên có một chân với nhau. Vừa đến công ty, Đường Hạo dẫn theo toàn bộ người Đường ra,
đều không cam lòng mà giải thích chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng như xin lỗi Đường Mộc Tuyết, đồng thời gọi điện thoại cho các khách hàng của cô xin lỗi. Không cách nào khác, thân phận Lý Minh Hiên quá lớn, Đường Hạo không cách nào khống chế được, chỉ vì không muốn ngồi tù Đường Hạo chỉ đành ép giả cầu toàn. Đường Hạo trước mặt mọi người xin lỗi cô, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết khóe mắt ửng đỏ, loại ủy khuất này cũng là lần đầu tiên mà cô phải chịu. Ngay khi Đường Hạo vừa dứt lời xin lỗi, uất ức trong lòng Đường Mộc Tuyết cứ vậy mà tuôn trào. Sau khi xin lỗi, Đường Hạo quay trở về phòng làm việc của mình, tức giận bất bình nói, con tiện nhân Đường Mộc Tuyết, cứ chờ đó, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Không ngờ rằng con tiện nhân Đường Mộc Tuyết lại âm hiểm đến thế, vậy mà lại khiến Lý Minh Hiên gửi thư luật sư cho anh Hạo. Đúng là kinh tởm mồ. Hừ, nịnh nọt ôm đùi lớn thì đã sao, tiện nhân cuối cùng vẫn là tiện nhân thôi. Anh Hạo, chúng em đều ủng hộ anh, chức đồng sự trưởng của Đường gia sớm muộn gì cũng là của anh. Một đám người dòng chính Đường gia đều vì Đường Hạo mà cảm thấy bất công, không ngờ rằng Đường Mộc Tuyết lại có thể khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm cùng cực. Bản thân Đường Mộc Tuyết cũng biết rõ có không ít người thái độ đối với cô chính là khinh bỉ vô cùng, có điều Đường Mộc Tuyết không hề để ý đến những chuyện này, bản thân mình làm người ngay thẳng tùy kẻ khác nói lời dèm pha. Sau đó cô nghĩ đến Dương Tiêu, người đã giúp cô chứng minh trong sạch, trong lòng liền dâng lên một cảm giác như chút được gánh nặng. Cô thể ngừng hy vọng, người đàn ông đó sẽ mang lại bất ngờ gì cho cô. Hắn sẽ luôn bảo vệ cô sao? Sẽ khiến bản thân được người khác coi trọng sao? Dương Tiêu 4 giờ chiều liền tan ca, sau khi tan ca hắn lập tức đến gặp Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên cung kính hỏi, điện hạ, có cần tiếp tục trừng trị tên Đường Hạo không? Dương Tiêu vẫy tay nói, tạm thời tha cho tên đó đi. Dù sao Đường Hạo cũng đã xin lỗi trước mặt mọi người, nể tình Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng không thể tiếp tục truy cứu. Dương Tiêu biết nếu còn tiếp tục truy cứu, chỉ e rằng Đường lão thái bà sẽ lại tiếp tục giở trò, đến lúc đó chắc chắn không có lợi gì đối với địa vị của Đường Mộc Tuyết. Hắn không muốn vì một phút sảng khoái mà không suy xét đến hậu quả, điều mà Dương Tiêu mong muốn chính là Đường Mộc Tuyết có thể vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Như vậy là đã đủ lắm rồi. Sau đó, Lý Minh Hiên đưa ra một tấm thẻ ngân hàng nói, điện hạ, trong đây có 2 tỷ. Ngài tạm dùng trước, nếu không đủ tôi sẽ nói với phụ thân. Có lòng rồi, Dương Tiêu không từ chối nói. Toàn bộ Đông Hải Lý gia đều do chính tay hắn nâng đỡ, sự phát triển của Lý gia, Dương Tiêu cũng đầu tư không ít, nhận lấy 2 tỷ Dương Tiêu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hơn nữa, hiện tại Dương Tiêu cũng rất cần sử dụng tiền, nhưng thân phận bản thân quá đặc biệt, không cần dùng tới thì không nên sử dụng, tránh cho những rắc rối không cần thiết. Sau khi tạm biệt Lý Minh Hiên, Dương Tiêu liền xuất phát đến hãng xe. Hắn muốn thỏa mãn lời mong ước của Đường Mộc Tuyết, tặng cho cô một chiếc xe Maserati. Hãng xe Thần Phong, chính là hãng xe lớn nhất thành phố Trung Nguyên. Nhìn thấy Dương Tiêu mặc đồ bảo vệ tiến vào, một đám nhân viên hướng dẫn trong mắt lóe lên sự kỳ thị khinh bỉ. Thật là xui xẻo, tại sao loại người này lại đến đây? Các người xem, còn mặc trang phục bảo vệ, thật là cười chết mát. Loại người này nhất định chỉ đến xem, không có đủ khả năng mua. Đợi lát nữa tôi sẽ không đi tiếp đón đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiếp đoán loại người này chỉ làm tốn thời gian của chúng ta mà thôi. Bảo vệ đâu, 1 tháng 2.000 để làm gì? Loại bao cỏ này lấy đâu ra can đảm để bước vào đây vậy? Lát nữa tôi sẽ không tiếp đón đâu. Trong một giây, cả đám nhân viên hướng dẫn trong mắt đều bộc lộ ra ánh mắt khinh thường, giống như Dương Tiêu chỉ là một trò cười, không đáng nhắc đến. Cuối cùng Dương Tiêu dừng lại trước chiếc xe Maserati phiên bản giới hạn, lướt mắt nhìn cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn lướt qua giá cả, 1.940.000, không tính là mắc, hơn nữa kiểu dáng thời trang, nữ tính hóa, vô cùng phù hợp với khí chất của Đường Mộc Tuyết. Ha 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 ha, đầu tên này chứ cặn bã sao? Vậy mà lại chọn Maserati phiên bản giới hạn, thật là nực cười. Cả đám nhân viên hướng dẫn không nhịn được cười nói. Dương Tiêu lướt mắt nhìn xung quanh. Lướt mắt thấy cả đám nhân viên mặt mặt cười cọt liền nói, xin chào. Có ai có thể đến đây hỗ trợ không, tôi muốn mua chiếc xe này. Cái gì, muốn mua chiếc xe này? Sau khi nghe câu nói này của Dương Tiêu, cả đám nhân viên không nhịn được bật cười, giống như bản thân đã nghe được câu chuyện cười hay nhất trên thế giới, ôm bụng cười lớn, thậm chí còn có cả người cười chảy cả nước mắt. Một nhân viên mặc Âu phục bước đến, khoanh tay trước ngực nhìn Dương Tiêu nói, tên nhóc này cậu nói gì vậy? Cậu muốn mua chiếc xe này, cậu có biết chiếc xe này giá bao nhiêu tiền không? Cậu mua nổi không? Nhìn cậu từ trên xuống dưới,
một tháng chỉ khoảng 2.000 thôi đúng không? Tôi thấy cậu nên nhanh chóng trở về nhà nuôi heo, tốt nhất đừng ở đây khiến bản thân mất mặt nữa. Tên nghèo kiết xác. Sút lời, người nhân viên đó lập tức phun một bãi nước bọt lên trên sàn nhà, vẻ mặt kiêu căng, trên mặt không hề che giấu sự khinh thường. Dương Thiêu một chút cũng không cảm thấy xa lạ gì khi đối diện trước sự vô lễ của nhân viên hãng xe, dù sao bản thân mặc trang phục bảo vệ, khi bước vào liền nói muốn mua một chiếc siêu xe trị giá gần 2 triệu, người khác không xem mình là đồ thần kinh mới lạ. Chỉ có điều thái độ của người nhân viên này có chút khoa trương, khiến hắn vô cùng không vui. Dương Thiêu liếc mắt nhìn, ánh mắt phát hiện ra một cô gái dung mạo thanh tú chỉ khoảng hơn 20 tuổi, xin chào, tôi muốn mua chiếc xe này, cô có thể xử lý giúp tôi được không? Hả, ngài cần mua chiếc xe này sao? Cô gái vô cùng kinh ngạc, cô nhìn thấy quần áo Dương Thiêu đang mặc thật sự không giống người mua được siêu xe. Nhưng cô không có chút ý kỳ thị, lập tức tôn trọng nói, tiên sinh ngài chắc chắn chứ? Đúng vậy, tôi muốn mua, thanh toán thẻ, Dương Thiêu gật đầu, sau đó rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. Khi nhìn thấy Dương Thiêu rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, người đàn ông kiêu ngạo lúc nãy khinh thường nói, giả vờ giả vịt cái gì? Thẻ ngân hàng ai mà không có, còn ra vẻ muốn quẹt thẻ, đợi lát nữa một đồng cũng không thanh toán được, xem ai mới là kẻ mắt mặt, đối với loại người này, chỉ đủ sức mua một chiếc xe điện động second hand mà thôi. Nghe được những lời này, những nhân viên trong sảnh ôm bụng cười lớn, nhìn Dương Thiêu bằng ánh mắt châm chọc. Dương Thiêu không để trong mắt, những năm nay hắn đã gặp qua quá nhiều những chuyện châm chọc khiêu khích như thế này rồi, giống như loại người không xem ai ra gì như bọn họ ở đường ra nhiều như sao mọc trên trời. Ồ, đây không phải là Dương tiên sinh sao? Ngay lúc này có một ông chú trung niên mập mạp tiến đến. Quả thật chính là Dương tiên sinh. Ông chú trung niên mập mạp sau khi xác định rõ thân phận của Dương Thiêu, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa. Ai yo yo, thật không ngờ rằng ở nơi này vẫn có thể gặp được ngài. Dương Thiêu tiên sinh ngài đã chọn được chiếc xe nào, để tôi tặng ngài một chiếc. Tặng một chiếc siêu xe. Nghe đến lời này, sắc mặt không ít nhân viên tại hãng xe đều thay đổi. Tặng một chiếc xe, khẩu khí lớn như vậy, có khi nào là người được nhờ vả phía sau tên tiểu tử này không? Người nhân viên khinh bỉ nói. Cũng đừng nói gì khác, người đàn ông trung niên mập mạp này cùng Dương Thiêu chỉ có duyên gặp gỡ một lần, chính là vào lúc cung lão thái gia bệnh nặng, trước cửa phòng phẫu thuật tình chờ gặp mặt, hơn nữa người trung niên này vào ngày hôm qua chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, không hề chế giễu hắn. Khiến cho Dương Thiêu kinh ngạc chính là, lại có thể ở đây gặp được ông ta. Hơn nữa ông ta còn đối với mình khách sáo như vậy. Dương Thiêu chỉ sang chiếc xe Maserati trắng phiên bản giới hạn nói, nhìn chúng chiếc xe này. Xưng hô với ông như thế nào thì được. Người đàn ông trung niên nịnh nọt nói, tôi tên Kim Đại Trung, nếu Dương tiên sinh không để ý, có thể gọi tôi là Kim Bàng Tử. Chiếc xe này chính là kiểu dáng lưu hành mới nhất hiện nay, phiên bản giới hạn trong nước, nếu như tiên sinh thích, Bàng Tử tôi sẽ tặng ngài một chiếc. Chuyện xảy ra khác thường chắc chắn có điểm lạ, vừa nhìn liền biết Kim Bàng Tử có chuyện cần khẩn cầu, nếu như là trước đây, anh kiếm tôi làm việc, tôi nhận lấy chút lợi ích cũng là việc chính đáng. Nhưng chiếc xe này, hắn dự định tặng cho Đường Mộc Tuyết, cho nên Dương Thiêu phải đích thân thanh toán như vậy mới thể hiện được tình cảm mà hắn dành cho Đường Mộc Tuyết, cho nên Dương Thiêu lập tức từ chối. Sau khi bị Dương Thiêu từ chối, Kim Bàng Tử có chút không cam lòng, sau khi nghe Dương Thiêu giải thích, ông ta liền nói. Nếu chiếc xe này ngài muốn mua tặng em dâu, thì Bàng Tử tôi cũng không tranh với ngài nữa. Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu ngài cần gì, cứ trực tiếp mở lời. Dương Thiêu có thể nhìn ra, Kim Bàng Tử chắc chắn có chuyện cần hắn giúp đỡ, chỉ vì hắn vẫn chưa thanh toán chiếc xe này nên không thể mở miệng nhờ vả được. Không giả vờ được nữa chứ gì, người nhân viên kiêu ngạo kia khinh thường nói. Trong mắt hắn ta, Kim Bàng Tử chính là người được nhờ vả. Đến đây phối hợp cùng Dương Thiêu giả vờ làm kẻ giàu có. Kim tiên sinh, không biết ngọn gió nào thổi ngài đến đây. Tiếp đó một đàn ông trung niên mặc vest cười vui vẻ từ xa tiến đến. Kim Bàng Tử cười đáp lại, lão tôn, tôi đây không phải là thuận đường nên đi ngang ghé thăm ông sao. Lúc này, tất cả nhân viên tại hãng xe đều kinh ngạc, bởi vì người đàn ông trung niên mặc vest ấy chính là tổng giám đốc của hãng xe Thần Phong, có thể khiến cho tổng giám đốc của bọn họ khách khí đến như vậy. Tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Người đàn ông mập mạp đó sẽ không phải là Kim Đại Trung Kim Bàng Tử nổi danh chứ? Một người thấp giọng nói. Hả? Lời này vừa nói ra, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Dương Thiêu lập tức thay đổi. Kim Đại Trung,
nhiều năm về trước kinh doanh đá quý, nhưng hiện tại đã chuyển sang đầu tư thực phẩm chức năng, tiền kiếm vào vô số, giá trị bản thân lên đến gần 10 tỷ, nếu so với 10 đại gia tộc Trung Nguyên cũng không thua kém. Ai có thể ngờ được kẻ mặc đồng phục bảo vệ như Dương Tiêu lại có thể quen biết với loại nhân vật như Kim Đại Trung. Đặc biệt nhất chính là nhân viên bán hàng ánh mắt kiêu ngạo, hiện tại sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng, giống như ăn phải ruồi chết, cả người khó chịu, vốn tưởng tên này chỉ là hạng tép diêu, ai có thể ngờ được lại là người vương giả giả trâu ăn thịt cọp. Vị này là, giám đốc Tôn nhìn Dương Tiêu. Kim Bàng Tử thấp giọng nói, vị này chính là Dương Tiêu tiên sinh, người đã cứu sống cung lão thái gia ngày hôm qua. Vừa rút lời, sắc mặt giám đốc Tôn như bị sét đánh, ông cùng Dương Tiêu hàn huyên vài câu, sau đó trực tiếp liên hệ với kế toán giảm giá 20% cho chiếc xe Maserati phiên bản giới thiệu. Đối với nhân vật lớn như Dương Tiêu, rất xứng đáng để giao du kết bạn, cho dù người này chỉ dựa vào vận may, nhưng vì thể diện cung gia, giảm 20% cũng đáng. Sau khi Dương Tiêu thanh toán xong, những nhân viên vừa nãy nhìn khinh thường Dương Tiêu hiện tại đều tiếc nứt ruột. Nếu biết sớm thân phận thật của Dương Tiêu, cả đám bọn họ sẽ không khinh thường người khác, một đơn hàng lớn như vậy đã vụt khỏi tầm tay. Sau khi quẹt thẻ xong, Dương Tiêu lập tức lái xe rời đi, chủ sở hữu trực tiếp đăng ký tên Đường Mộc Tuyết. Đăng ký chủ sở hữu cần có một quy trình nhất định, Dương Tiêu tạm thời cũng không gấp, hắn đang suy nghĩ khi nào có thể cho Đường Mộc Tuyết một bất ngờ, hơn nữa bất ngờ này nên đến càng sớm càng tốt. Sau khi hoàn tất thủ tục mua xe, lúc này Đường Mộc Tuyết cũng chuẩn bị tan ca, sau đó đem chiếc xe Maserati đậu tại bãi giữ xe, sau đó Dương Tiêu lái chiếc xe đạp đến đường ra, hắn hiện tại không muốn kinh ngạc đến quá bất ngờ. Sau khi vừa đến trước cổng đường ra, từ xa đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp dáng người thon thả đang đứng gần đó. Người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, nhìn có vẻ chỉ mới vừa 17, 18 tuổi, có điều người thiếu nữ này sau khi nhìn thấy Dương Tiêu, trên mặt khó trách xuất hiện một tia khó chịu căm ghét mãnh liệt. Người thiếu nữ ấy không phải ai khác chính là cô em gái đang học đại học năm nhất của Đường Mộc Tuyết Đường Đường. Phế vật, anh ở đây làm gì? Đường Đường nhìn Dương Tiêu lạnh nhạt hỏi. Dương Tiêu từ tốn trả lời, anh đến đưa Mộc Tuyết về nhà. Hừ, Mộc Tuyết là để cho anh gọi hay sao? Anh gọi cái tên đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất với chị tôi. Đường Đường tức giận nói. Từ sâu trong tận đáy lòng, Đường Đường chính là không vừa mắt người anh dễ này. Hơn nữa Dương Tiêu còn là con dễ phế vật, cô nhìn thêm một lát cũng cảm thấy kinh tởm. Cũng không biết ban đầu tại sao ông nội lại nhìn chúng Dương Tiêu, còn để cho người chị gái khuynh quốc khuynh thành của cô gả cho một tên phế vật như vậy, trong vô hình đã đẩy chị gái của mình vào vực sâu không đáy. Dương Tiêu cười mà không nói, hắn vô cùng rõ ràng thái độ bất mãn của Đường Đường đối với hắn, nhưng Đường Đường dù sao vẫn là em gái ruột của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng không có gì để tranh cãi. Đường Đường càng suy nghĩ càng tức giận, cô chỉ thẳng vào Dương Tiêu nói, cười. Anh còn mặt mũi để cười, bởi vì anh là một tên phế vật, anh không biết chị tôi vì anh mà phải chịu bao nhiêu tủi nhục hay sao? Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm thì nhanh chóng cút khỏi nhà tôi có biết hay không? Tên phế vật giống như anh đến tư cách sách dép cho chị tôi cũng không xứng. Dương Tiêu cũng không tức giận, hắn thấp giọng nói, em yên tâm, sau này anh sẽ không để cho chị em phải chịu bất kỳ uất ức nào. Anh sẽ bảo vệ Mộc Tuyết thật kỹ. Bảo vệ, hừ, sự khinh thường trên mặt Đường Đường càng thêm nồng đậm. Cô không thể ngờ rằng Dương Tiêu lại có thể vô liêm sĩ đến như vậy, bản thân vô dụng không nói, còn lấy bản thân mình ra để bốc phét. 5 năm trở lại đây, chị Mộc Tuyết nhiều lần bị người khinh miệt, tên vô dụng này có lần nào đứng ra bảo vệ chị ấy. Nghĩ đến đây, Đường Đường tức đến mức hận không thể cắn chết người trước mặt. Trong lòng Dương Tiêu không chút dao động. Hắn biết Đường Đường làm những chuyện này cùng vì muốn tốt cho Đường Mộc Tuyết. Hắn cũng biết, trong 5 năm nay bởi vì sự ẩn nhẫn của bản thân đã gây ra cho Đường Mộc Tuyết vô số ủy khuất, tủi nhục nếu so với những gì Đường Mộc Tuyết đã trải qua, những lời Đường Đường nói không tính là gì. Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết sau khi tan ca liền thay một bộ trang phục thoải mái hơn, lúc này cô đang mỉm cười bước đến. Nhìn thấy trên mặt Đường Mộc Tuyết đều là ý cười, trong lòng Dương Tiêu vô cùng vui mừng. Trước đây Đường Mộc Tuyết đối với hắn lúc nào cũng lạnh lùng, xem ra thái độ của Đường Mộc Tuyết dành cho hắn đã có thay đổi. Nhìn trên mặt chị gái không có chút ghét bỏ Dương Tiêu, Đường Đường không thể ngờ được, có phải hay không chị gái đã chấp nhận tên phế vật này. Nghĩ đến đây, Đường Đường gấp gáp nói, chị hai, chị không cần phải đối xử tốt với tên phế vật này, chửi hắn, ra sức mà chửi hắn. Hắn ở nhà chúng ta ăn uống miễn phí 5 năm nay,
cũng vì hắn mà chị phải chịu biết bao nhiêu sự khinh thường, rõ ràng chị là thiên chi kiêu nữ vậy mà phải rơi vào bước đường này, toàn đều do tên vô dụng này. Đường Mộc Tuyết cười khổ, cô biết Thành Kiến em gái ruột của mình đối với Dương Tiêu vô cùng lớn, cô đành thấp giọng nói, sao em lại ăn nói như vậy với Dương Tiêu? Có biết không em phải kêu một tiếng anh dễ? Anh dễ, Đường Đường mặc mày cứng ngắt, sau đó khinh thường nói, muốn em gọi hắn là anh rể, thì ít ra hắn cũng phải cho em thấy hắn có đủ tư cách của một người anh rể. Hừ, Đường Mộc Tuyết khóc cười không được, cô nhìn sang Dương Tiêu cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì. Đường Mộc Tuyết cũng không thể đem chuyện xảy ra hai ngày này kể ra hết một lần, nếu như bản thân cô có thể đem những chuyện này nói với Đường Đường, thì thái độ của em gái đối với Dương Tiêu chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Nhưng Dương Tiêu tại sao lại không chịu nói ra? Đường Mộc Tuyết vô cùng không thể lý giải được, nhưng Dương Tiêu không nói, Đường Mộc Tuyết cũng không tiện hỏi. An ủi Đường Đường sau đó Đường Mộc Tuyết có chút bối rồi đến trước mặt Dương Tiêu nói, tối hôm nay, em có một buổi họp mặt bạn học. Trước đây có vài lần họp mặt em đều không đi, nhưng lần này không đi không được. Cũng vừa hay hôm nay Đường Đường không cần phải lên lớp, hai người bọn em dự định sẽ đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo, hay là... anh cùng đi chúng với bọn em. Vừa dứt lời, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần dần ửng đỏ. 5 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời như thế này. Quả thật, trong 5 năm nay, cô chưa từng một lần cùng Dương Tiêu dạo phố mua sắm. Được, trong lòng Dương Tiêu vui vẻ không ngừng. Có thể cùng Đường Mộc Tuyết dạo phố mua sắm chính là việc mà Dương Tiêu cực kỳ mong chờ từ lâu, hiện tại cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Đường Đường mở to mắt ra nhìn, cô không thể tin được mà nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, chị có phát sốt chứ? Chị có biết bản thân đang nói gì không? Cô thể cảm nhận rõ ràng, thái độ của người chị ruột này dành cho Dương Tiêu đã có thay đổi vô cùng lớn, không lẽ chị cô đã thích tên vô dụng này? Ông trời ơi, Đường Đường thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Đường Mộc Tuyết thấp giọng nói, con nhóc này, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, Dương Tiêu của hiện tại đã không còn là Dương Tiêu của trước đây nữa rồi. Hừ, em không tin, chị cũng phải cẩn thận, đàn ông toàn là những kẻ lừa đảo, chị tốt nhất đừng bị người ta bán còn giúp hắn đếm tiền. Đường Đường vô cùng phiền não nói. Sau khi nhận thấy chị gái mình có ý muốn Dương Tiêu cùng đi với bọn họ, Đường Đường cũng không nói được gì. Đối với cô mà nói chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Nhưng đáng tiếc, chị gái của cô đã gả cho tên phế vật này, khiến cho chị từ thần đài rớt xuống, 5 năm nay chưa từng cảm nhận qua hạnh phúc thật sự, bản thân Đường Đường muốn làm chút gì đó, nhưng cô hiện tại không có đủ năng lực để làm bất cứ điều gì. Trung tâm thương mại Trung Nguyên, cũng là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Trung Nguyên, tập trung khá đầy đủ tất cả các nhãn hiệu quần áo nổi tiếng, giá cả đương nhiên cũng vô cùng mắc. Nói thật lòng, Đường Mộc Tuyết đã hơn 5 năm không mua quần áo giá trị trên 500 đồng cho bản thân, chống đỡ trách nhiệm gia đình, quần áo của Đường Mộc Tuyết chủ yếu là hàng chợ rẻ tiền, còn những bộ trang phục giá tiền trên hàng trăm đều là do tính chất công việc yêu cầu. Sau khi nhìn thấy những bộ trang phục đẹp vô số kể, ánh mắt Đường Mộc Tuyết phát sáng, nhưng sau khi nhìn giá cả trên đó, cũng từ từ tắt đi nụ cười. Quá mắc, nếu như chỉ cần nuôi sống bản thân, cô nhất định có thể mua được, nhưng hiện tại cô còn phải nuôi cả gia đình. Cô căn bản không nỡ bỏ ra số tiền lớn để mua những bộ y phục này. Đường Đường tỉnh danh phát hiện ra chị gái của mình đặc biệt chú ý đến chiếc váy màu trắng xinh đẹp kia, cô cắn răng, nắm tay Đường Mộc Tuyết kéo vào trong cửa hàng, vừa đi vừa nói, chị, chúng ta đi, hôm nay em sẽ mua quần áo cho chị. Không cần đâu, quá mắc rồi, Đường Mộc Tuyết vội vàng nói. Đường Đường dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói, không được. Bởi vì tên phế vật Dương Tiêu này mà chị đã chịu nhiều uất ức, em là em gái ruột của chị làm sao có thể để chị mất mặt trong buổi họp lớp được chiếc váy này mang xuống cho tôi. Nhìn cô nhóc có chút ngang ngược Đường Đường, Dương Tiêu khóc cười không được, không nói những chuyện khác, cô nhóc này đối với chị gái cũng không tệ. Nhân viên bán hàng cũng không chậm trễ, lập tức đem chiếc váy trắng lấy xuống, Đường Đường đưa cho Đường Mộc Tuyết nói, chị, nhanh đi thử đi. Đường Mộc Tuyết gấp gáp nói, đừng. Chúng ta đổi sang tiệm khác xem thử. Cửa hàng này trang trí sang trọng, vừa nhìn liền biết là cửa hàng chuyên dành cho những người thuộc giai cấp thượng lưu, giá cả tất nhiên sẽ không hề tầm thường. Đường Đường trịnh trọng nói, chị cứ yên tâm, em vừa nhận được tiền học bổng, vừa đủ 8.000. Có thể mua được chiếc váy này, chị mau đi thử đi, nếu không em sẽ tức giận đó. Đường Mộc Tuyết nhìn thái độ của Đường Đường vô cùng kiên cường,
không cách nào thuyết phục được, chỉ có thể bước đến gian phòng thử đồ thay trang phục, từ phòng thử đồ bước ra, ánh mắt Dương Tiêu đột nhiên phát sáng. Không thể không nói, Đường Mộc Tuyết khoác chiếc váy trắng lên người càng thêm xinh đẹp động lòng người, khí chất cao quý càng được thể hiện ra, giống như thiên nữ bước ra từ trong tranh, khiến người khác say mê. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu có chút ngại ngùng nói, thế nào? Rất đẹp, Dương Tiêu ngây ngốc nói. Đường Đường cũng vô cùng hài lòng, nhìn về phía nhân viên bán hàng sảng khoái nói, chính là bộ trang phục này, chúng tôi sẽ mua nói. Nhân viên bán hàng trực tiếp nói, thưa quý khách, tổng cộng 188. Bao nhiêu? Đường Đường lập tức ngây người, cô còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Nhân viên bán hàng không kiên nhẫn lập tại, tổng cộng 188. Đường Đường trợn mắt há miệng nói, mắc đến như vậy sao? Gần 190.000, tại sao các người không đi cướp luôn đi? Trên khuôn mặt nhân viên bán hàng có chút khinh thường nói, chiếc váy này là do thợ may xuất sắc nhất ở Đức đích thân thiết kế và may mặc, giá này là giá sau khi đã giảm giá, giá gốc của chiếc váy này lên đến hơn 200.000. Hơn 200.000, Đường Đường trực tiếp ngây người, cô lúc đầu còn cho rằng chiếc váy này chỉ có giá vài ngàn mà thôi. Ai có thể ngờ rằng cách nhau đến hơn 190.000. Đường Mộc Tuyết cũng sợ đến ngây người, cô nhìn lên mác giá quần áo, giá gốc quả thật là hơn 200.000, hiện tại cô không có biện pháp gì, nhiều tiền như vậy cô cũng không thể mua nổi, chỉ trong chốc lát đã trở thành trò cười cho người khác. Ba kẻ nghèo kiết xác còn mặc mũi đến đây, nếu tôi là các người sớm đã tìm một kẻ hở để trốn đi rồi. Lúc này, một âm thanh khinh thường vang lên. Chỉ thấy một người con gái khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, kiêu ngạo bước vào. Cô ta nhìn đến chiếc váy trắng đang khoác trên người Đường Mộc Tuyết, ánh mắt tỏa sáng sang đó nhìn sang vị thiếu niên bên cạnh, nũng nịu nói, Châu Thiếu, em muốn chiếc váy đó, có được không? Người thanh niên mặc trang phục Versace, tay đeo đồng hồ Rolex sau khi nhìn sang Đường Mộc Tuyết, không kìm được ánh mắt say mê của mình. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhìn nhân viên bán hàng nói, chúng tôi mua bộ trang phục này. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng trước mặt mỹ nữ, hắn không thể khiến bản thân bị mất mặt. Vâng, nhìn vị khách vừa bước đến, mặc quần áo không hề tầm thường, trên khuôn mặt nhân viên bán hàng tràn ngập nụ cười. Sau đó, nhân viên bán hàng hung hăng nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, có nghe gì không? Bộ trang phục này đã có người mua rồi, còn không cởi ra, không sợ làm bẩn nó hay sao, nếu bộ trang phục này bị bẩn, cô có thể đền được không? Khuôn mặt nhỏ của Đường Mộc Tuyết trở nên trắng bệch, khi nhìn thấy khuôn mặt khinh thường của nhân viên bán hàng, trong lòng cô không còn chút cảm giác gì nữa. Ngay lúc trong lòng cô tràn ngập chua xót, một âm thanh không mấy vui vẻ vang lên, thật ngại quá, bộ trang phục này chúng tôi đã chọn trước. Thanh toán đi. Chính ngay khoảnh khắc đó, Dương Tiêu bước lên phía trước, đưa ra một tấm thẻ ngân hàng. Nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt, tất cả mọi người đều đồng loạt kinh ngạc. Không ai có thể ngờ rằng giờ phút này Dương Tiêu lại bước ra. Đường Mộc Tuyết lập tức tiến lên, cầm tấm thẻ ngân hàng nhìn Dương Tiêu nói, bộ trang phục này mặc dù rất đẹp, nhưng không phù hợp với em. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Đường Mộc Tuyết liền bước về phòng thử đồ, Dương Tiêu lập tức kéo cô quay lại, dịu dàng nói, Mộc Tuyết, em không thích nhưng anh rất thích. Chúng ta chọn bộ trang phục này đi. Dương Tiêu biết rõ Đường Mộc Tuyết chính là không nỡ mua. Chính là sợ bản thân giả làm kẻ giàu có. Hôm nay, hắn đã trở thành chủ nhân Long Môn, chỉ một bộ quần áo chưa đến 190.000, đối với Dương Tiêu mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nếu bây giờ Đường Mộc Tuyết nói cô muốn mua máy bay trực thăng Dương Tiêu cũng không chớp mắt mà đồng ý với cô. Ngay giờ phút này, Đường Mộc Tuyết tâm trạng rối bời, cô thật sự không hiểu được Dương Tiêu tại sao lại cố chấp đến như vậy, tình trạng gia đình như thế nào chẳng lẽ hắn không biết. Cho dù 5 năm nay Dương Tiêu có để dành được một số tiền, cũng không đủ để thanh toán món đồ mắc tiền như vậy. Nếu tiếp tục kiên trì, lát nữa chắc chắn sẽ càng mất mặt hơn, gần 190.000, cho dù cô gom góp tất cả tiền tiết kiệm lại cũng không đủ 1/4 của chiếc váy đó. Đường Đường cũng gấp gáp, cô tiến lên tức giận hét vào mặt Dương Tiêu tên phế vật này, anh đang muốn làm gì? Anh muốn chị tôi càng mất mặt hơn hay sao? Sau đó Đường Đường xoay người nhìn sang Đường Mộc Tuyết xin lỗi, chị hai, cho em xin lỗi. Là do em khiến chị mất mặt, nếu sớm biết bộ trang phục này mắc đến như vậy, em đã không kéo chị vào đây. Không sao cả, Đường Mộc Tuyết an ủi. Ngay giây phút này, Đường Đường càng căm hận Dương Tiêu, nếu như anh rể của mình là một người tài năng, hoặc là một người có tiền của, hoặc là một anh hùng cái thế, có thể hai chị em hôm nay sẽ không mất mặt như vậy.
chỉ cần nghĩ đến Dương Tiêu giống như ký sinh trùng sống trong nhà bọn họ 5 năm nay, Đường Đường vừa tức vừa hận. Chỉ đáng tiếc, đứng trước vận mệnh, tất cả đều vô lực. Ha 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 ha, mua không nổi chính là mua không nổi, ở đây giả vờ cái gì? Người con gái kia càng khinh thường nói. Cô liếc mắt nhìn Dương Tiêu, phát hiện ra quần áo trên người hắn cộng lại từ đầu đến chân cũng không vượt quá 200 đồng, loại người như vậy làm sao có thể thanh toán được số tiền hơn 190.000. Chàng trai Versace đứng kế bên không kiên nhẫn nói, nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Nhân viên bán hàng mặt không vui, nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, có nghe hay không? Nhanh chóng cởi quần áo ra đưa cho tôi. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết trắng bệch, cô cắn chặt răng, bước về hướng phòng thử đồ, nhưng phát hiện bàn tay Dương Tiêu vẫn đang nắm chặt lấy cô. Anh làm gì vậy? Đường Mộc Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, cô không muốn đợi lát nữa khi Dương Tiêu không thể thanh toán sẽ càng mất mặt hơn. Đường Đường hận không thể tán chết Dương Tiêu ngay tại chỗ, anh đã không có tiền còn ở đây ra vẻ ta đây để làm gì? Không lẽ chờ lát nữa bảo vệ đến tống cổ bọn họ ra ngoài? Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Mộc Tuyết, những năm nay anh chưa từng mua qua cho em bất kỳ bộ y phục đẹp nào, thật vô cùng xin lỗi em. Từ nay về sau, bất cứ thứ gì em muốn anh đều có thể mua tặng Imo. Không biết tại sao, nghe những lời này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cảm thấy trái tim đập loạn nhịp, dù cho biết Dương Tiêu không cách nào mua nổi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có đôi khi, có nhiều người con gái không phải ham mê vật chất, chỉ cần có tâm ý là được, chỉ cần để cho bọn họ biết bạn có lòng quan tâm. Trong lòng cô ấy đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Người con gái trang điểm lộng lẫy, khinh thường nói, tên kia, anh có tiền không? Bốc phét cái gì chứ? Toàn thân anh chưa đến 200 ngàn. Đã không có tiền còn ở nơi này bốc phét, không sợ mất mặt sao? Đúng vậy, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng biến đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của ông đây, có tin rằng tôi đánh anh đến ba mẹ nhận không ra không? Người thanh niên mặc Versace không vui nói. Nghe đến lời này, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết và Đường Đường lập tức thay đổi, bọn họ có thể cảm nhận được người thanh niên mặc Versace đang vô cùng tức giận. Thanh viên bán hàng khinh thường nói, không tiền mà còn ở đây giả vờ gì, thật là nực cười, nhanh chóng cởi trang phục ra, nếu còn không phối hợp cô có tin hay không tôi sẽ kêu người đến tống cổ các người ra ngoài. Nhìn nhân viên bán hàng vô cùng tức giận nói, sắc mặt hai người Đường Mộc Tuyết, Đường Đường càng trở nên trắng bệch. Ai nói anh ta không đủ tiền mua? Ngay khi tất cả mọi người đều đang khinh thường Dương Tiêu, một âm thanh không giận mà uy vang lên như sấm, sau đó một người đàn ông khí vũ hiên ngang tiến về phía bọn họ. Sau khi quan sát kỹ người đến là ai, thì ra là người quen của bọn họ. Tống Công Minh gia chủ Tống gia một trong những gia tộc của 10 đại gia tộc lớn Trung Nguyên. Dương tiên sinh, Tống Công Minh bước lên phía trước, vô cùng khách sáo mở lời chào hỏi. Những chuyện xảy ra ở tiệc rượu lần trước, khiến cho Tống Công Minh vô cùng hối hận. Ông từ ban đầu không biết Dương Tiêu chính là ân nhân của cung gia, sự nghiệp Tống gia vô cùng rộng lớn, không những phát triển những vấn đề liên quan đến mạng Internet, mà còn đầu tư vào ngành thời trang. Hôm nay Tống Công Minh đích thân đi đến từng cửa hàng tiến hành kiểm tra khảo sát. Không ngờ rằng, ông vừa bước đến cửa hàng đầu tiên đã thấy nhân viên của mình có thái độ vô lễ với Dương Tiêu, chuyện này khiến cho Tống Công Minh vô cùng tức giận. Tống tiên sinh, Dương Tiêu gật đầu. Người con gái kia nhìn sang Tống Công Minh cười nhạt, ông lại là ai? Mặc đồ không giống ai, còn ở đây giả vò cái gì? Nhân viên bán hàng vô cùng tức giận, lại là tên cô hồn nào đến gây chuyện đây? Cô nhìn sang Tống Công Minh không vui nói, vị tiên sinh xinh, nếu như ngài không có ý định mua trang phục, xin lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nhìn khuôn mặt hung hăng của hai người con gái kia, sắc mặt Tống Công Minh trầm xuống. Ông nhìn sang người thanh niên mặc trang phục Versace nói, Châu Hiên, người Châu gia các người cũng thật to gan, dám bắt kính với ta. Nhìn thấy Tống Công Minh, người thanh niên mặc trang phục Versace toàn thân run rẩy, hắn lập tức quay lại giáng một bạt tai vào người con gái bên cạnh, đồ khốn, tại sao lại ăn nói như vậy với chú Tống chứ? Còn không mau xin lỗi chú ấy. Châu Hiên xuất thân từ một danh gia vọng tộc ở Trung Nguyên, chính là một phú nhị đại, nhưng nếu so với Tống gia thì cũng chỉ là hạt cát không đáng nhắc đến. Hôm nay, tiện nhân này lại đắc tội với Tống Công Minh, đây không phải là đổ một thùng phân lên đầu hắn hay sao? Anh dám đánh em? Người thanh niên mặc trang phục Versace Châu Hiên lại vung tay lên tát vào mặt người con gái ấy, lỗ tai của cô có vấn đề gì sao? Không nghe thấy tôi kêu cô phải xin lỗi chú Tống sao, cô không nghe thấy sao?
uy nghiêm của chú Tống Công Minh có thể để loại người như cô khinh thường sao? Lần này, Châu Hiên đặc biệt cố ý nói tên Tống Công Minh. Nghe đến lời này, người con gái ấy triệt để hoảng loạn, đại danh của Tống Công Minh cô đã từng nghe qua, gia chủ Tống gia một trong 10 gia tộc Trung Nguyên. Cô lập tức mở to mắt, cảm giác như có một luồng khí lạnh từ bàn chân truyền lên đến đỉnh đầu. Tống tiên sinh, xin lỗi ngài, vô cùng xin lỗi ngài. Người con gái ấy vô cùng hoảng sợ, liên tục nói lời xin lỗi. Tống Công Minh lạnh giọng nói, cô nên xin lỗi với tôi sao? Người con gái ấy lập tức hiểu rõ, hướng về ba người Đường Mộc Tuyết xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Trung Nguyên Tống gia không phải là gia tộc mà cô có thể đắc tội được, lúc này cô vô cùng hối hận với hành động ngu ngốc của mình, nếu như sớm biết chân tướng sự việc, cô nào dám hung hăng ngang ngược như vậy. Các người lập tức rời khỏi đây, Dương Tiêu cũng không muốn tính toán với những nhân vật nhỏ bé này. Cảm ơn, cảm ơn, người thanh niên mặc trang phục Versace như vừa được ân xá, lập tức kéo tay người con gái kia nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nhân viên bán hàng khinh thường người khác lúc này cũng đang hoảng sợ cực độ, cô như thế nào cũng không ngờ được lai lịch của người vừa mới đến lại lớn đến như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ tiệm của cửa hàng cũng xuất hiện, sau khi nhìn thấy Tống Công Minh, cô ta lập tức vội vàng bước lên, cung kính nói, Tống tiên si nhồ. Tống Công Minh lạnh lùng liếc nhìn chủ cửa hàng sau đó chỉ tay về nhân viên bán hàng vừa rồi, cô phụ trách như thế nào vậy? Người này đã cư xử vô lễ với Dương tiên sinh. Có phải cô không muốn làm việc nữa không? Cái gì, vô lễ với Dương tiên sinh? Nghe đến những lời này, hai chân nữ chủ cửa hàng mềm nhũ, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất. Nhìn thấy cảnh này, Đường Đường kinh ngạc không thôi, cô hiện tại không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Tống gia chủ Tống gia, một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên lại khép nép trước mặt Dương Tiêu, tên phế vật này từ khi nào đã trở nên lợi hại đến như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ cửa hàng sắc mặt kinh hoàng, gấp rút nói, cô ta vừa mới đến, vẫn đang trong giai đoạn thực tập, vẫn chưa ký kết hợp đồng lao động. Hiện tại tôi xin được tuyên bố, cô ta sẽ bị khai trừ. Lời nói của người chủ tiệm như một đạo sét giữa trời quang, đánh thẳng vào người nữ nhân viên bán hàng vừa rồi, khiến cho cô ta sợ đến ngây người. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, bản thân lại đắc tội đến bạn bè của ông chủ phía sau, nhớ lại bộ dạng khó coi lúc nãy của mình. Cô thật sự muốn lập tức ngắt đi. Sa thải là chuyện nhỏ, nếu như bị Tống Công Minh ghim thù, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có thể chống đỡ được sự trả thù của Tống gia. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, Dương tiên sinh tôi thật sự biết sai rồi. Nhân viên bán hàng hoảng hốt, giống như sắp khóc đến nơi. Dương Tiêu nhìn sang Đường Mộc Tuyết, công việc của Đường Mộc Tuyết chính là thu mua và bán hàng, cô hiểu rõ nhân viên bán hàng phải khó khăn đến thế nào. Cũng biết rằng có một số người trong mắt không xem ai ra gì, cô lắc đầu sau đó nhìn Dương Tiêu nói, thôi bỏ đi. Được, vậy bỏ đi. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết từ trước đến giờ tâm địa lương thiện, cũng không muốn so đo tính toán quá nhiều. Cảm ơn, cảm ơn, khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng vô cùng vui mừng kinh ngạc. Tống Công Minh lạnh giọng nói, mặc dù Dương tiên sinh đã tha cho cô, nhưng cửa hàng của tôi vẫn sa thải cô. Cửa hàng thời trang Tống gia tuyệt đối không chứa chấp loại sâu bọ như cô. Từng lời từng chữ của Tống Công Minh giống như một đạo thánh chỉ được ban xuống, sắc mặt nữ nhân viên bán hàng trở nên trắng bệch. Phải biết rằng, cửa hàng trang phục Tống gia đi theo con đường cao cấp, một tháng tiền lương cũng phải từ 1 đến 20 ngàn, hơn nữa còn có các khoản tiền trợ cấp, bảo hiểm, vượt xa so với những nhân viên bán hàng khác bên ngoài, cô ta cũng nhờ vào quan hệ mới có thể vào làm ở đây. Không ngờ rằng vì tính kiêu ngạo của mình mà khiến bản thân mất đi công việc ưng ý. Tống Công Minh ôn hòa nói, Dương Tiêu Sinh, thiết nghĩ cô gái này chính là Đường Mộc Tuyết Đường tiểu thư nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên. Dương tiên sinh thật sự may mắn. Mặc dù tại tiệc rượu lần trước Tống Công Minh đã gặp mặt qua Đường Mộc Tuyết, nhưng hai người chưa hề nói chuyện qua, lần này xem như lần gặp mặt thứ hai. Đường Mộc Tuyết vừa mừng vừa lo nói, Tống tiên sinh, xin chào ngài, tôi là Đường Mộc Tuyết. Tống Công Minh cảm khái nói, không hồ là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân, Đường tiểu thư đúng là phong hoa tuyệt đại, chiếc váy này vô cùng phù hợp với khí chất của Đường tiểu thư, nếu như cô không chê, chiếc váy này xem như tôi tặng riêng cho cô. Hả, tặng, tặng tôi sao? Đường Mộc Tuyết không dám tin vào tai mình. Phải biết rằng, chiếc váy này đáng giá gần 190 ngàn, con số này đối với một số hộ gia đình không phải là con số nhỏ.
Dương Tiêu biết rõ Tống Công Minh đang nể mặt mũi cung gia mới khách sáo như vậy, nếu như hôm nay từ chối, chỉ e rằng chính là không nể mặt mũi Tống Công Minh. Vì thế Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, nếu như Tống tiên sinh đã nói như vậy, vậy thì em đừng khách sáo nữa. Dù cho trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Đường Mộc Tuyết vẫn nghe theo lời Dương Tiêu, liên tục cảm ơn Tống Công Minh. Là chủ nhân hào môn, Tống Công Minh làm người rất chu đáo, ông ta cũng suy nghĩ đến cảm nhận của Đường Đường, nên bảo cô bé cũng chọn vài bộ quần áo. Đường Đường càng vừa mừng vừa lo, khuôn mặt ửng đỏ, liên tục lắc tay, sau khi thấy thái độ kiên trì của cô, Tống Công Minh liền rút ra một tấm voucher trị giá 1.000.000 đồng. Dương Tiêu không ngờ rằng, Tống Công Minh lại có thể hào phóng đến như vậy, hắn liên tục từ chối, nhưng tấm voucher vẫn được nhét vào tay Dương Tiêu. Cuối cùng, Dương Tiêu cũng không tiếp tục từ chối, nhưng hắn đã ghi nhớ ân tình này của Tống Công Minh, còn tấm voucher 1.000.000 này có thể giữ lại để mua quần áo lộng lẫy cho Đường Mộc Tuyết. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô nhóc Đường Đường vẫn chưa hết kinh ngạc, cô thật sự không ngờ rằng loại đại nhân vật như Tống Công Minh lại có thể khách sáo như vậy với Dương Tiêu, chỉ trong chốc lát làm lật đổ cả tam quan của cô. Ông trời ơi, đây có phải là tên phế vật chỉ biết ăn rồi ngủ Dương Tiêu lúc ban đầu không? Tại sao lại có cảm giác khác xa như vậy? Chị Mộc Tuyết, tên Dương Tiêu này tại sao có chút kỳ quái? Đường Đường thắc mắc. Đường Mộc Tuyết dịu dàng cười, vừa rồi không phải đã nói với em rồi sao? Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Nhìn bằng con mắt khác, Đường Đường bĩu môi, sau đó lạnh giọng nói, chắc chắn là tên Dương Tiêu chó ngáp phải ruồi mới quen được đại nhân vật như Tống Công Minh, em không tin sau này tên đó còn có thể bày được trò gì khác. Dương Tiêu cười cười không nói lời nào, anh biết rõ thành kiến của Đường Đường đối với mình 5 năm rồi, không dễ dàng có thể ngay chốc lát đã có thể giải trừ. Buổi tối Đường Đường còn có tiết tự học buổi tối. Sau khi mua quần áo, Đường Đường lên xe buýt trở về trường học. Trước khi rời đi, Đường Đường có ý liếc mắt đánh giá Dương Tiêu một cái. Cô phát hiện dường như khí chất cả người Dương Tiêu đã xảy ra thay đổi thật lớn. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Biểu hiện giả dối, đây nhất định là biểu hiện giả dối. Mình sẽ không tin phế vật này thật sự khiến mình lau mắt mà nhìn. Hôm nay đi dạo phố làm nội tâm Dương Tiêu càng thêm kiên định. Anh nhất định không để Đường Mộc Tuyết gặp phải nửa phần uất ức. Cô thích cái gì anh nhất định tự mình lấy về cho cô. Thời khắc cá vượt biển, hoa nở nơi thiên đường. Dương Tiêu tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Mua sắm xong, thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu, khẽ cắn hàm răng, nói nhỏ, nay. Đêm nay, bạn bè hội tụ, nếu được thì anh đi với tôi đi. Hả, thật vậy chăng? Dương Tiêu vô cùng ngạc nhiên, vui vẻ, Mộc Tuyết. Cuối cùng em cũng nguyện ý mang anh giới thiệu với bên ngoài sao. Trong 5 năm qua, các dịp lớn hay bé Đường Mộc Tuyết cũng chưa bao giờ mang theo anh giống như vết đau trong lòng mà cô khó có thể bày tỏ. Vừa bị Dương Tiêu hỏi như vậy, Đường Mộc Tuyết không dám nhìn thẳng đôi mắt anh, hơi ngượng ngập nói, biểu hiện của anh 2 ngày nay không tồi, việc này xem như là khen thưởng cho anh. Nếu về sau anh không biểu hiện tốt, đừng trách sao tôi vô tình. Yên tâm đi, anh nhất định không làm em thất vọng. Dương Tiêu không khỏi mừng thầm. Anh biết Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng. Trên thực tế, đây là một loại tán thành trong lòng cô đối với anh. Khách sạn lớn Tôn Hoàng. Chính là một nhà khách sạn lớn 5 sao xa hoa, người vào đây toàn những nhân vật nổi tiếng. Đêm nay, buổi tụ họp lớp của Đường Mộc Tuyết được tổ chức ở chỗ này. Giờ phút này, một người đàn ông mặc Âu phục Armani màu trắng cả người tản ra hơi thở thành thục, khiến đám phụ nữ xung quanh đều liếc mắt đưa tình với anh ta. Người này, đúng là lớp trưởng Tần Lãng, một phú nhị đại tiêu chuẩn. Thông báo xuống dưới, chờ tất cả mọi người phối hợp một chút, đêm nay tôi sẽ cầu hôn với Mộc Tuyết. Tần Lãng nói với một người tùy tùng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Mộc Tuyết ở đại học, Tần Lãng đã bị dung mạo khuynh thành của Đường Mộc Tuyết chinh phục. Anh ta đau khổ theo đuổi 4 năm, cả 4 năm đều bị từ chối. Tốt nghiệp, Tần Lãng chuẩn bị cầu hôn Đường Mộc Tuyết trước công chúng, không ngờ cầu hôn còn chưa có chuẩn bị tốt. Nhà họ Đường đã tuyên bố Đường Mộc Tuyết gả cho một gã phế vật. Nghe được tin tức này, mỗi ngày tâm Tần Lãng toàn thấy máu chó. Thiên chỉ kiêu nữ thế mà phải gả cho một tên phế vật, quả thực điều này quá hoang đường. 5 năm sau, Tần Lãng vẫn chưa hết hy vọng với Đường Mộc Tuyết. Đêm nay, anh ta muốn nhân cơ hội này trịnh trọng cầu hôn cô. Anh ta không tin Đường Mộc Tuyết không hề động tâm với anh dù chỉ một chút. Đàn em tùy tùng kinh ngạc nói, đại ca, Đường Mộc Tuyết đã kết hôn.
lỡ như chồng cô ấy biết thì làm sao bây giờ? Tần Lãng khinh thường nói, kết hôn thì có thể ly hôn. Tôi đã hỏi thăm qua, trong 5 năm này, tên phế vật này cả ngày ngủ ở trên mặt đất, Đường Mộc Tuyết vẫn là thân xử nữ. Loại thiên nga trắng kiêu ngạo như Đường Mộc Tuyết, một tên phế vật thì sao có thể chinh phục được cô ấy chứ? Đến nỗi tên phế vật kia, hôm nay anh ta dám đến đây, tôi đảm bảo sẽ khiến anh ta mất hết mặt mũi, hổ thẹn khó làm. Vừa mới đến khách sạn lớn Tôn Hoàng, Dương Tiêu hồn nhiên không biết, bên trong đã có người đánh chú ý lên người Đường Mộc Tuyết. Tần Lãng dừng lại một chút, móc ra một túi thuốc, trên mặt hiện lên vẻ đáng khinh. Nghĩ cách cho thuốc này vào rượu của Đường Mộc Tuyết rồi thuê một cái phòng. Đêm nay tôi nhất định phải gạo nấu thành cơm. Dương Tiêu hồn nhiên không biết, có người đang đánh chú ý lên người Đường Mộc Tuyết. Biết được Tần Lãng sẽ cầu hôn Đường Mộc Tuyết trước công chúng, hiện trường nhắc lên một làn sóng oanh động. Ai cũng không dự đoán được Tần Lãng sẽ cầu hôn một người phụ nữ có chồng, hành động này quá điên cuồng rồi. Trong đó không ít bạn học nữ tức giận bát bình, không phải Đường Mộc Tuyết chỉ lớn lên xinh đẹp thôi sao? Cô đã gả chồng rồi, tại sao Tần Lãng vẫn nhớ mãi không quên cô? Không thể không nói, bộ dạng Tần Lãng anh tuấn, người lại thành thục, trọng ổn, gia thế lại tốt. Anh ta trở thành bạch mã hoàng tử không biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp. Ở bên trong lớp, Đường Mộc Tuyết dường như là kẻ thù không đội trời chung của hầu hết tất cả nữ sinh. Cô xinh đẹp, học tập lại tốt, đây là thứ khiến các cô hâm mộ ghen tị hận. May mắn, Đường Mộc Tuyết gả cho một tên phế vật, điều này khiến nội tâm các cô thoải mái không ít. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết rất nhanh đến phòng. Trong nháy mắt Đường Mộc Tuyết xuất hiện, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Dường như ánh mắt mọi người đều tỏa định ở trên người Đường Mộc Tuyết. Một số người đàn ông ánh mắt nhìn thẳng. Nước miếng rất nhanh chảy xuống dưới. Đẹp, thật sự quá đẹp, tiên nữ hạ phàm cũng đẹp như thế nhỉ. Đường Mộc Tuyết hơi xin lỗi nói, thật ngại, tôi tan tầm trễ nên đến trễ. Không muộn, không hề muộn, nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, Tần Lãng vô cùng lịch thiệp chủ động tiến lên vươn tay, nói, Mộc Tuyết, 5 năm rồi, chúng ta lại gặp mặt. Dương Tiêu đứng ở một bên có thể cảm nhận rõ người trước mặt này có động cơ không tốt với Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu khế cười nói, vị tiên sinh này giống như không hiểu rõ lễ nghỉ xã giao nhỉ. Đâu có người đàn ông nào lại duỗi tay trước chứ. Nghe được lời này của Dương Tiêu, sắc mặt Tần Lãng nháy mắt khó coi. Anh ta cố nở một nụ cười nhìn về phía Dương Tiêu, Mộc Tuyết, người này là. Đường Mộc Tuyết cắn răng, giới thiệu trước mặt mọi người nói, anh ấy là chồng của tôi, Dương Tiêu. Wow! Lời nói của Đường Mộc Tuyết như bom nổ tung dưới nước. Khiến hiện trường to như vậy nổi lên một trận ồn ào lớn. Không ai nghĩ đến, bùa hồi họp lớp như thế này Đường Mộc Tuyết lại mang theo người chồng phế vật của cô đến. Đây chính là không sợ mất mặt sao? Không ít nữ sinh ở đây đều cẩn thận đánh giá Dương Tiêu. Còn tính là đẹp trai, cũng khá cao, chỉ tiếc phế vật vẫn chỉ là phế vật, có gì khác với tiểu bạch kiểm đâu. Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Lãng cứng đờ, thiếu chút nữa trong nháy mắt cơ tim của anh ta tắc nghẽn. Anh ta tưởng rằng, việc cầu hôn hôm nay sẽ không xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhưng không dự đoán được người chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết lại đến đây. Nhưng mà Tần Lãng vẫn rất lịch thiệp tự giới thiệu nói, xin chào, tôi là lớp trưởng thời đại học của Đường Mộc Tuyết, Tần Lãng. Anh ta trực tiếp thu tay về, nhìn như rất lịch thiệp nhưng sự khinh thường sâu trong đôi mắt vẫn tồn tại như cũ. Xin chào, tôi là Dương Tiêu, chồng của Mộc Tuyết. Dương Tiêu lễ phép chào hỏi lại. Dương Tiêu đã đến. Lập tức đánh vỡ sự sắp xếp của Tần Lãng. Giờ phút này Tần Lãng cũng không ngờ tư thiếp đến bên cạnh Đường Mộc Tuyết lôi kéo làm quen. Đại ca, chờ chút nữa vẫn tiến hành bình thường sao? Đàn em tùy tùng hỏi. Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, tiến hành bình thường. Tôi không tin trong lòng Đường Mộc Tuyết, tôi còn không bằng một tên phế vật. Nhân viên nối tiếp nhau đến, cái lớp này rất lớn, tính cả người nhà, gần 200 người. Sau 3 vòng rượu. Thức ăn ngũ vị, Tần Lãng thấy thời gian không sai biệt lắm. Liếc mắt sai sử, lập tức dàn nhạc trên sân khấu bắt đầu diễn tấu. Nhìn thấy dàn nhạc đã đến, không ít người sốc rồi. Ủa đây không phải dàn nhạc thám viên tiếng tăm lừng lẫy sao? Một người vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, đều bị kiệt tác của Tần Lãng khiếp sợ. Phải biết dàn nhạc thám viên ở Trung Nguyên là dàn nhạc đứng đầu, muốn mời bọn họ, chỉ sợ mấy chục nghìn cũng không đủ. Dàn nhạc diễn tấu xong, Tần Lãng búng tay một cái, đàn em tùy tùng lập tức mang lên một bó hoa hồng kiều diễm, ướt át.
Tần Lãng thâm tình đi đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, làm lơ Dương Tiêu, quỳ gối xuống đất nói, Mộc Tuyết, tôi biết em thích nhất hoa hồng tây song bản nạp. Đây là bó hoa tôi làm người suốt đêm vận chuyển suốt đêm hôm qua. Mộc Tuyết, hy vọng em có thể thích. Wow! Hiện trường to như vậy lại lần nữa rơi vào trạng thái sôi trào. Dường như thấy cả mọi người bị một màn bắt thình lình này của Tần Lãng làm chấn động rồi. Nói xong, Tần Lãng lại lần nữa móc ra một chìa khóa xe. Mộc Tuyết, tôi biết khi học đại học nguyện vọng lớn nhất của em là sau khi tốt nghiệp sẽ có một chiếc xe Maserati thuộc về riêng mình. Tuy rằng chiếc xe Maserati này không đắt, nhưng tượng trưng cho tình cảm sâu sắc của tôi đối với em. Tất cả xảy ra bất thình lình khiến Dương Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dương Tiêu không dự đoán được lúc này Tần Lãng sẽ thổ lộ với Đường Mộc Tuyết. Đồng ý với anh ấy đi. Giây tiếp theo, một đàn em tùy tùng nói to. Đồng ý với anh ấy. Đồng ý với anh ấy đi. Một người ồn ào, cả nhóm người trong hiện trường đều ồn ào. Cuối cùng, Tần Lãng quỳ gối xuống đất, móc ra một cái hộp tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trong suốt. Mộc Tuyết, đây là chiếc nhẫn kim cương Doctor tôi vì em chế tạo riêng. Em thích không? Nhẫn kim cương Doctor. Lời này vừa phát ra, hiện trường nhắc lên những tiếng hét chói tai của nữ sinh. Nhẫn kim cương Doctor tên gọi đầy đủ là Dari Ring, là nhãn hiệu nhẫn kim cương cầu hôn cao cấp quốc tế. Khi nhãn hiệu ra đời sáng lập, toàn cầu thống nhất quy định lãng mạn, cả đời người đàn ông chỉ có thể chế tạo một cái, ngụ ý là tình yêu duy nhất cả đời. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy đi, âm thanh ồn ào nối tiếp nhau không rút. Nhìn về phía Dương Tiêu, nội tâm Tần Lãng châm biếm không thôi. Một tên phế vật kẻ hèn, có tư cách gì đoạt người phụ nữ của mình, không biết tự lượng sức mình. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, nở một nụ cười sáng lạn. Nhìn thấy nụ cười này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết quyết đoán từ chối, nói, Tần Lãng, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi là người đã có gia đình. Hy vọng về sau cậu không làm như vậy nữa. Tôi sợ chồng tôi hiểu lầm. Cái gì, sợ chồng hiểu lầm sao? Nghe được câu trả lời của Đường Mộc Tuyết, mọi người trong hiện trường to lớn này cảm rất nhanh muốn rớt xuống đất. Tần Lãng giống như gặp phải 1.000 điểm bạo kích thương tổn. Anh ta khó có thể tin được, Mộc Tuyết, tại sao vậy? Chẳng lẽ nơi nào tôi làm không tốt sao? Đường Mộc Tuyết lắc đầu, Tần Lãng, cậu làm rất tốt. Chẳng qua, tôi thật sự có gia đình riêng của mình. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với chồng mình được. Nghe thấy lời này của Đường Mộc Tuyết, nội tâm Dương Tiêu dâng lên một dòng nước ấm áp. Người phụ nữ mình muốn bảo vệ, quả nhiên không có làm mình thất vọng. Cũng đúng thôi, bằng nội tâm cao ngạo của Đường Mộc Tuyết, dù là tán thành sự tồn tại của anh, ngoài miệng cô cũng không chịu thừa nhận. Giờ phút này, nội tâm Tần Lãng tràn ngập cảm giác thất bại. Anh không thể tin được bản thân lại thua bởi một tên phế vật. Mộc Tuyết. Chẳng lẽ em thích người này sao? Đôi mắt Tần Lãng nổi lên những sợi tơ máu. Đường Mộc Tuyết không dao động, tiếp tục nói, dưỡng con chó, con mèo 5 năm cũng có tình cảm, huống chi là một người. Nghe vậy, nội tâm Dương Tiêu hoàn toàn cảm động. Hóa ra, Đường Mộc Tuyết đã sớm tán thành anh, chỉ là anh chẳng hay biết chút gì thôi. Thì giờ khắc này, Tần Lãng thật sự sắp điên mất rồi. Ban đầu cho rằng bắt được Đường Mộc Tuyết dễ như trở bàn tay. Không ngờ bản thân còn kém hơn so với một tên phế vật. Mộc Tuyết, em nói xem tôi có chỗ nào kém tên này. Tên này có thể cho em được cái gì chứ? Tần Lãng nghiền răng nghiền lợi nói. Trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy hạnh phúc tươi cười, trước khi tới, Dương Tiêu mua chiếc váy này cho tôi. Tôi rất thích, ít nhất, lúc trước cậu theo đuổi tôi, trừ bỏ hoa tươi, cái gì cậu cũng chưa từng mua cho tôi. Trong 5 năm này, tuy rằng sự nghiệp Dương Thiêu không có thành tựu nhưng đối với gia đình trung trinh, chịu thương chịu khó. Điều này, cậu có thể làm được sao? Trong 5 năm này, Dương Thiêu chưa từng có ham mê bắt lương, không đi ăn chơi đàng điềm. Điều này, cậu có thể làm được sao? Lời của Đường Mộc Tuyết không khác gì từng cây kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Tần Lãng. Mỗi một chuyện cô nói, Tần Lãng không thể nào làm được. Tần Lãng tức giận nói, một chiếc váy rẻ tiền của kẻ nghèo hèn thì có gì hay? Chỉ là một cái váy rẻ tiền thì có gì tốt chứ? Chỉ cần cô muốn, 100 chiếc, 1.000 chiếc thiếu gia Tần cũng có thể mua được cho cô. Một đàn em tức giận, bất bình nói. Ba không nghĩ đến ánh mắt Đường Mộc Tuyết lại kém như thế, một chiếc váy rẻ tiền còn xem như bảo vật. Trong ánh mắt không ít nữ sinh chứa đầy sự khinh thường, ánh mắt nhìn Đường Mộc Tuyết giống như nhìn một người nhà quê không rõ đầu đuôi. Nhưng mà hiện trường vẫn là có người biết hàng tốt.
Một người bạn họ nam khiếp sợ nói, nếu tôi không nhìn nhầm thì cái váy này chắc hẳn là thuộc của cửa hàng nhà họ Tống ở Trung Nguyên nhỉ. Giá gốc là 249.999, bây giờ giảm giá còn 188.888. Cái gì? 1.888.882. Nghe thấy con số này, cả hiện trường đầy tiếng kinh hô. Đối với đám nữ sinh ở hiện trường, đa số mọi người chưa từng mặc qua chiếc váy có giá 18.888, đừng nói đến chiếc có giá 188.888. Nhất định là giả, đồ nhái cao. Tên phế vật này sao có thể mua nổi loại quần áo đắt như vậy? Một người nói móc. Đúng thế, tên phế vật Dương Tiêu rất nổi danh, ở toàn bộ thành phố Trung Nguyên ai không biết tên tuổi của tên phế vật này. Còn 188.888 gì chứ? Lừa quỷ thôi, ánh mắt mọi người đều hiện lên sự khinh thường. Nội tâm Tần Lãng châm biếm không ngừng. Đường Mộc Tuyết ơi là Đường Mộc Tuyết, cô đúng là sống càng lâu càng lạc hậu. Thằng nhóc này lấy ra đồ hàng giả cô cũng tin. Chỉ có Đường Mộc Tuyết rõ ràng, đây là sự thật, hàng thật giá thật. Ai nói đây là hàng giả? Làm càn. Vẻ mặt mọi người ở đây khinh thường hết sức. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ, mập mạp đi đến. Người đến đúng là Kim Đại Trung, mập mạp Kim mà Dương Tiêu đã gặp được khi mua xe. Dương Tiêu kinh ngạc, anh không dự đoán được ở nơi này gặp được mập mạp Kim. Ngài Dương, chúng ta thật sự là có duyên, lại gặp mặt rồi. Mập mạp Kim cười ha ha, nói. Dương Tiêu nhẹ giọng cười, nói, đúng là rất có duyên. Tại sao ông lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là theo dõi tôi sao? Mập mạp Kim hài hước nói, ngài Dương, lời này của anh tôi không thích nghe cho lắm. Đây chính là địa bàn của mập mạp tôi, anh nói xem tôi xuất hiện ở chỗ này không phải không hợp lý hay sao? Địa bàn của ông, Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Khách sạn lớn Tôn Hoàng chính là khách sạn lớn 5 sao. Giá cả xa xỉ. Dương Tiêu thật sự không nghĩ đến khách sạn lớn Tôn Hoàng lại là sản nghiệp của mập mạp Kim. Nghe được lời mập mạp Kim nói, đám người ở hiện trường đều phát ra tiếng cười. Đờ mờ, tên mập chết tiệt này đúng thật là biết giả vờ nha. Địa bàn của ông ta, thật là khiến người ta cười chết mà. Phối hợp với tên phế vật Dương Tiêu để tìm cảm giác tồn tại, khoác lác đều không cần chuẩn bị bản thảo. Đúng đấy. Tên phế vật Dương Tiêu này sao có thể nhận thức được ông chủ của khách sạn lớn Tôn Hoàng này chứ? Giờ khắc này, ánh mắt không ít người ở đây đều chứa đầy sự trào phúng. Trong mắt bọn họ, người có thể làm bạn với tên phế vật có tiếng Dương Tiêu này không phải để hỗ trợ, không phải phế vật thì xuất hiện ở chỗ này khẳng định là để tìm cảm giác tồn tại. Làm càn, câm miệng hết cho tôi. Nhìn Kim Đại Trung, Tần Lãng đột ngột bạo ngược hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Tần Lãng run rẩy vội vàng tiến lên cung kính nói, Tần Lãng của nhà họ Tần kính chào ngài Kim. Cái gì? Kính chào ngài Kim. Trong phút chốc, mí mắt không ít người kinh hoàng. Ông chủ phía sau màn của khách sạn lớn Tôn Hoàng họ Kim, chẳng lẽ tên này thật sự là ông chủ sau màn của khách sạn lớn Tôn Hoàng sao? Rầm. Lập tức một ý tưởng lớn mật đột nhiên xuất hiện trong đầu mọi người. Mập mạp Kim tất nhiên không quen biết nhân vật nhỏ bé như Tần Lãng. Nhưng đương nhiên anh ta biết nhà họ Tần, cậu là con trai của Tần Đại Hải. Đúng vậy ạ, bồ của tôi đúng là Tần Đại Hải. Lúc trước vãn bối ở bữa tiệc đã từng kính rượu ngài Kim. Tần Lãng ở trước mặt mập mạp Kim không dám thở mạnh. Người kính rượu mập mạp Kim vô cùng nhiều. Sao anh ta có thể nhớ rõ được loại tiểu nhân vật như Tần Lãng, nhưng mà mập mạp Kim nhìn ra được Tần Lãng đang chào hỏi mình. Ông ta hừ một tiếng, tôi cảnh cáo thằng nhóc nhà cậu, ngài Dương là bạn của tôi. Nếu cậu dám đắc tội với ngài Dương, những ngày tốt đẹp nhà họ Tần của cậu cũng sẽ kết thúc. Tôi hiểu rồi ạ. Tần Lãng đổ mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng mập mạp Kim có việc, đến đây là để chào hỏi Dương Tiêu một câu, ngài Dương, ở địa bàn của mập mạp tôi cậu tùy ý tiêu phí, miễn phí toàn bộ. Hôm nay tôi phải đón tiếp một nhân vật lớn ở tỉnh, tôi đi xã giao trước đây. Dương Tiêu gật đầu, không giữ lại. Điều khiến Dương Tiêu kinh ngạc chính là mập mạp này có mạng lưới quan hệ rất rộng, có thể nhận thức được cả nhân vật lớn trên tỉnh. Sau khi mập mạp Kim rời đi, Tần Lãng khí thế kiêu ngạo rõ ràng thành thật không ít. Vừa rồi được mập mạp Kim cảnh cáo khiến Tần Lãng mang theo đến sự sợ hãi tột độ. Phải biết rằng, nhà họ Tần bọn họ ở thành phố Trung Nguyên cũng gần như là một gia tộc nhỏ trong tầng 2 thượng lưu, căn bản không thể nào so sánh quy mô thương nghiệp lớn của mập mạp Kim. Đáng chết, tên phế vật này làm cách nào mà quen biết được nhân vật lớn như Kim Đại Trung thế?
Tần Lãng vô cùng khó hiểu, nội tâm tức hộc máu nhưng không thể phát tác. Đám bạn học ở hiện trường đều sợ ngây người. Trong bọn họ không ai đoán được tên phế vật có tiếng của thành phố Trung Nguyên lại khiến ông chủ sau màn của khách sạn lớn Tôn Hoàng lịch sự đến như vậy. Quen biết nhân vật lớn thì làm sao? Bản thân là phế vật, chung quy vẫn là phế vật. Đừng tưởng rằng có thể quen biết với ngài Kim mà không kiêng nể gì. Một người cười nhạo, nói. Đám người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cho dù như thế nào, trong mắt bọn họ Dương Tiêu luôn là một tên phế vật, nhìn vẫn không thuận mắt nổi. Không thể không nói, sự xuất hiện của mập mạp Kim gây ra chấn động lớn cho Đường Mộc Tuyết. Cô thật sự không đoán được Dương Tiêu sẽ quen biết một người có quy mô thương nghiệp lớn như Kim Đại Trung. Thằng nhóc này đúng là càng ngày nhìn càng không thấu. Đường Mộc Tuyết nói nhỏ. Ở trong mắt mọi người khinh thường, Dương Tiêu ôn nhu cười, Mộc Tuyết, anh cũng chuẩn bị một món quà cho em. Hy vọng em có thể thích nó. Nghe thấy Dương Tiêu cũng có món quà đưa đến, mọi người, Vi, Ụ trong hiện trường đều dựng hê lỗ tai lên, ánh mắt tỏa định phía trước. Tên phế vật này đừng có lấy ra một món đồ vỉa hè để lòe thiên hạ đấy. Như vậy sẽ rất buồn cười. Ha 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 ha, tên phế vật này quen biết nhân vật lớn thì làm sao? Có lẽ người ta chưa bao giờ nghe qua tên phế vật này như vậy nên đặc biệt đến để xem tên phế vật này ra sao thôi. Những người này nói chuyện rất khó nghe, đều chỉ trích Dương Tiêu không ra gì. Tần Lãng càng khinh thường nhìn qua, một kẻ hèn phế vật có thể lấy ra thứ gì tốt cơ chứ? Ở trước mắt bao nhiêu người, Dương Tiêu chậm rãi lấy ra chiếc chìa khóa xe Maserati Quattroport phiên bản có hạn đưa đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, đây là món quà anh chuẩn bị cho em. Hải, ngay khi chiếc chìa khóa xe Maserati Quattroport phiên bản có hạn vừa được lấy ra, trong mắt đám người ở hiện trường suýt chút nữa lòi cả ra. Trời ơi, tên phế vật này đưa Maserati. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, phiên bản có hạn này có giá trị ít nhất khoảng 1-200 triệu đúng không? Một người kinh hô. Không phải đâu, đây là thiệt hay giả? Tại sao tôi không có thể tin được điều này nhỉ? Không ít người xoa xoa đôi mắt, không muốn thừa nhận mọi chuyện trước mắt. Thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run lên, cô không thể tưởng tượng được mà bịt kín môi đỏ gợi cảm của mình. Maserati Quattroport, cô tha thiết có được Maserati Quattroport, tất cả như là ảo mộng, Đường Mộc Tuyết hạnh phúc suýt chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa này, đôi mắt Tần Lãng hiện lên một sự hoảng sợ. Anh ta chỉ mua Maserati bình thường, vẫn là hàng second hand, còn chưa đến 400.000. Không đoán được tên phế vật này lại lấy ra một chiếc chìa khóa xe Maserati Quattroport mới tỉnh. Chênh lệch giữa hai bên có thể phán đoán được. Có người thay đổi ánh mắt khi nhìn Tần Lãng, như muốn nói anh không phải trâu à. Anh tặng Maserati, người ta tặng Maserati Quattroport, cái này mắt thể diện đến mức nào luôn chứ? Tần Lãng như phát điên, giật phát chìa khóa trong tay Dương Tiêu, khinh thường nói, tôi thấy cái này chỉ là bật lửa của Maserati, giả vờ cái gì? Lời vừa thốt ra, trong đám người không ít người tán thành. Bọn họ không tin phế vật như Dương Tiêu có thể mua được Maserati Quattroport bản giới hạn sang trọng như vậy. Ấy vậy, điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là việc Tần Lãng thử qua, nhưng nó không phải bật lửa. Cho dù Đường Mộc Tuyết đã chuẩn bị tâm lý rằng nó chỉ là chiếc bật lửa, nhưng không ngờ tất cả đều là sự thật. Mặt Tần Lãng lập tức đỏ đến mang tai, vẻ mặt không thể tin nổi, nói, phế vật. Sao mày có thể mua được Maserati Quattroport? Không phải mày trộm chìa khóa xe của người khác đấy chứ? Chắc chắn là trộm chìa khóa xe của người khác. Không ngờ thằng phế vật này lại háo sắc đến vậy. Mọi người kiểm tra tư trang xem có mất gì không? Một đám ghen tị đến đỏ mắt bắt đầu đặt ra nghi vấn. Lúc này, hô hấp của Đường Mộc Tuyết trở nên dồn dập. Cô không biết là thật hay giả nhưng trực giác nói cho cô biết, tất cả là sự thật. Xin lỗi, làm phiền một lát. Ngay sau đó, một gã nhân viên của đại lý xe Thần Phong thở hồng hộc chạy đến, tay cầm một sáp tài liệu đưa đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Cô Đường, đây là xe anh Dương tặng cô, thủ tục đã xong hết rồi, xe đứng tên cô quả là hạnh phúc khi gả cho anh Dương. Giọng của nhân viên đại lý xe Thần Phong không khác gì sấm chớp, đánh một tiếng oành vào mắt mỗi người đang đỏ mắt ghen tị. Anh Dương tặng xe, còn để Đường Mộc Tuyết đứng tên. Chuyện này có vớ vẩn quá không? Dung nhan tinh xảo như ngọc của Đường Mộc Tuyết lộ vẻ rung động. Cô đã nghi ngờ tất cả những thứ mà Dương Tiêu sắp xếp đều là giả. Nhưng, trên giấy đăng ký sở hữu xe đúng là tên mình, biển số xe. Mọi thứ đều là thật, vô cùng chân thật đáng tin. Sao có thể thế được?
Tần Lãng hét lên như vừa bị 10.000 điểm sát thương bạo kích, gã nhìn về phía người tiếp thị xe, nói, các người có làm hay không? Phế vật này tặng Đường Mộc Tuyết, hay là hàng sang tay? Nhân viên tiếp thị không vui nói, anh này, xin chú ý lời nói của mình. Anh Dương không phải phế vật, mà là hội viên VIP chí tên của đại lý xe Thần Phong chúng tôi. Còn nữa, đại lý xe chúng tôi chưa bao giờ bán hàng sang tay. Đúng rồi, đại lý bên cạnh chúng tôi hôm nay vừa bán một chiếc Maserati sang tay, hình như đang ở dưới lầu. Không phải của anh chứ? Cái gì? Nhân viên tiêu thụ vừa nói xong thì tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tên phế vật Dương Tiêu là hội viên VIP chí tôn của đại lý xe Thần Phong sao? Phải biết Thần Phong là đại lý xe lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, muốn làm VIP ở đó còn khó chứ nói gì đến VIP chí tôn. Nhưng, mấy cô gái trẻ ở đây muốn nổ tung luôn rồi. Không ngờ Tần Lãng lại là loại người này. Rõ ràng mua xe second hand tặng mà còn mặt mũi để nhục mạ người khác sao? Đúng là mất mặt. Không sai, vốn tưởng Tần Lãng là tình thánh vương tử, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra anh ta chỉ là một sắc lang dâm dê. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt đám con gái nhìn Tần Lãng chẳng còn chút ái mộ nào, lộ rõ vẻ xem thường. Bị nhân viên làm việc ở Thần Phong nói toạc ra sự thật, sắc mặt Tần Lãng vừa xanh vừa trắng. Đây không thua gì tát từng bạt tai vào trên mặt của anh ta, khiến anh ta không chỗ chồn. Trong mắt mọi người, Tần Lãng căn bản không thiếu tiền nhưng không biết được sẽ mua xe hàng second hand. Đây rõ ràng là tâm ý không thành thật với Đường Mộc Tuyết. Trong nháy mắt hình tượng cao lớn của Tần Lãng sụp đổ ầm ầm. Không có so sánh thì không có tổn thương. Đường Mộc Tuyết cầm lấy chìa khóa, ánh mắt nhìn Dương Tiêu càng thêm ôn nhu. Tuy Tần Lãng tốt nhưng thật sự không thích hợp cô. Tuy rằng Dương Tiêu đã rất vô dụng nhưng lại vô cùng chân thành. Thứ cô muốn không phải là hư vinh mà là chân thật. Chúng ta đi thôi, nội tâm Đường Mộc Tuyết đã rất thỏa mãn, cô chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Ở lại chỗ này chỉ lãng phí thời gian vui vẻ mà thôi. Những người bạn học đại học này, không giao tiếp cũng được. Được, Dương Tiêu sủng nịch gật gật đầu. Tần Lãng nóng nảy, Mộc Tuyết, đừng có đi mài. Vừa rồi Đường Mộc Tuyết đã uống ly rượu vang đỏ chứa thuốc. Nếu lúc này đi rồi, chẳng phải tiện cho tên phế vật Dương Tiêu này sao? Chỉ tiếc, tác dụng của thuốc chưa phát tác nên Đường Mộc Tuyết làm lơ Tần Lãng. Tần Lãng giận đến ngứa răng. Nhìn chăm chú vào hai người sóng vai rời đi, không biết nội tâm bao nhiêu người phát ra tiếng thở dài. Bọn họ có thể cảm nhận được, tên phế vật của nhà họ Đường đã quật khởi. Giống như thần rồng ở phương Đông thức tỉnh. Khiến cho cuộc đời bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng này. Đi vào một góc âm u, Tần Lãng không cam lòng cắn chặt răng lấy di động ra gọi đến một dãy số. Là anh Đại Phi sao? Tôi là Tần Lãng, vừa rồi có một chiếc xe Maserati Quattroport đi đến đường Thanh Minh. Các anh giúp tôi ngăn bọn họ lại, nam trực tiếp đánh cho tàn phế, nữ ngàn vạn lần đừng động vào. Chờ đến khi tôi xuất hiện các anh phối họp tôi trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi việc này hoàn thành. Tôi sẽ cho các anh 200.000 tiền trả nước. Thiếu gia Tần khách khí quá, chút lòng thành, xem chúng tôi đi. Trong điện thoại truyền ra một giọng cười hài hước. Cúp điện thoại, ánh mắt Tần Lãng dâng lên sự tàn khốc. Hừ, tên phế vật Dương Tiêu này, muốn đấu cùng tao thì mày vẫn còn quá non. Không bao lâu sau ông đây sẽ cho mày nửa đời sau sống ở trên giường bệnh. Còn có con tiện nhân Đường Mộc Tuyết kia, chờ thuốc phát ra hiệu dụng. Xem cô ở trước mặt ông đây tạo dáng óng ẹo như thế nào. Khi Tần Lãng đang mơ màng ảo tưởng cảnh tượng trên giường thì Dương Tiêu đã mang Đường Mộc Tuyết đi đến nơi đậu xe, đây, chính là chiếc này. Mộc Tuyết, em lên cảm thụ một chút bill nhìn chằm chằm Maserati Quattroport phiên bản có hạn cao quý điển nhã trước mắt, cứ cho là Đường Mộc Tuyết đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi nhìn đến chiếc xe Maserati, một Quattroport màu trắng này, sâu trong lòng cô vẫn rung động mãnh liệt như cũ. Cô cảm thấy những thứ trước mắt không hề chân thật chút nào. Đây là thằng nhóc bắt tài bị người khác nhục mạ 5 năm trời đưa cho mình sao? Người này bị người khác thóa mạ 5 năm, anh thật là kẻ bắt tài sao? Dương Tiêu chủ động mở cửa xe, ôn hòa cười nói, quý cô Đường, mời lên xe. Được Dương Tiêu xưng hô như thế, thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run lên, khuôn mặt tỉnh xảo nhỏ nhắn đỏ lên. Cô không hề chần chờ mà lên xe. Cảm nhận được cảm giác thoải mái mà Maserati Quattroport mang lại cho mình, Đường Mộc Tuyết thấy giống như mơ như ảo. Từ khi nào cô còn tha thiết mơ ước, không biết đã nhanh như vậy đã thực hiện được nguyện vọng. Hơn nữa người trợ giúp bản thân thực hiện nguyện vọng lại là Dương Tiêu,
miễn bàn giờ phút này nội tâm Đường Mộc Tuyết chấn động. Khởi động, dần lăn bánh, Đường Mộc Tuyết dần dần khôi phục lại tinh thần. Mọi việc trước mắt đã nói cho cô đây là sự thật, tất cả là sự thật. Giờ này, khắc này, Đường Mộc Tuyết ngũ vị tạp trần, nghĩ đến 3.000 ngọn đèn vừa rồi, hoa nở khắp thành phố, đôi mắt Đường Mộc Tuyết đỏ lên, hỏi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Dương Tiêu sủng nịch cười, nói, bởi vì em là vợ của anh Mài. Còn nhớ rõ anh hứa hẹn với em điều gì sao? Em yên tâm, Dương Tiêu anh nói được thì làm được. Từ nay về sau, không có người có thể khinh nhục em nữa. Anh muốn tất cả mọi huyền người để mắt đến em. Anh muốn tất cả mọi người phải hâm mộ em. Anh muốn em hạnh phúc cả đời. Nghe vậy, hốc mắt Đường Mộc Tuyết càng ngày càng đỏ. Cô cố nén cho nước mắt không chảy xuống. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết cũng cần có một chỗ để dựa vào. Một bả vai cô có thể dựa vào khi đã quá mệt nhọc. Khi nghe thấy Dương Tiêu nói vậy, cảm xúc Đường Mộc Tuyết trăm mối ngổn ngang. Trong 5 năm qua, cô gặp quá nhiều chuyện uất ức, ăn quá nhiều đau khổ. Hy vọng đây chỉ là một sự bắt đầu mà không phải một sự kết thúc. Đường Mộc Tuyết cuối cùng không nhịn được, hai hàng nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt cô. Nhìn thấy hai hàng nước mắt của Đường Mộc Tuyết rơi xuống, trong lòng Dương Tiêu rất hụt hẫng. Anh vô cùng hiểu rõ tâm trạng phức tạp lúc này của Đường Mộc Tuyết. Két két. Ngay khi đi ngang qua đường Thanh Minh, ba chiếc minibus đột nhiên đột kích, ngăn chặn con đường phía trước. Một người thanh niên tóc nhuộm vàng vẻ mặt khinh thường dẫn 7-8 tên đàn em tiến lên gõ gõ cửa sổ xe, mau cút xuống ra khỏi xe cho tao. Những người này mang theo dao, hung thần ác sát, vừa thấy đã biết không phải người tốt gì. Làm sao Đường Mộc Tuyết có thể gặp qua cảnh này, sợ đến mức tái cả mặt. Nhưng mà thân là tổng giám đốc bộ phận tiếp thị của Đường Nhân, Đường Mộc Tuyết hơi mở cửa sổ xe ra nói chuyện, anh. Các anh muốn làm gì? Tôi có thể cho các anh tiền. Đường Mộc Tuyết là người thông minh, cô biết khi việc hết sức nguy cấp thì tiền tài gì đó chỉ là vật ngoài thân, giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Xuyên qua khe hở, đám người côn đồ có thể thấy sơ qua khuôn mặt và dáng người của Đường Mộc Tuyết. Nhìn Đường Mộc Tuyết, không ít tên côn đồ phán chân hơn. Đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp, nếu có thể làm bạn gái tôi, chết có gì tiếc nuối. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, một tên đàn em sắc mặt mê mê nói. Tên cầm đầu đúng là anh Đại Phi mà Tần Lãng gọi đến. Anh Đại Phi tức giận đánh một cái vào phía sau gáy của tên đàn em này, tao thấy thằng nhóc mày bị mỡ heo che tâm rồi. Có biết đây chính là người phụ nữ mà thiếu gia Tần coi trọng hay không? Nếu mà thiếu gia Tần biết được, ngài ấy còn không rút ra của mày. Nghe thấy ba chữ thiếu gia Tần, sắc mặt mê mê đàn em này lập tức rụt rụt đầu. Tần Lãng nổi danh là Phú Nhị Đại, loại côn đồ như bọn họ không thể nào trêu vào được. Nhìn chằm chằm nhan sắc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, anh Đại Phi liếm liếm môi hài hước nói, tuy rằng không thể thỏa thích nhưng có thể chơi qua loa cho đỡ nghiền. Vâng, anh Đại Phi, đám đàn em ánh mắt sáng lên, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chơi qua loa cho đỡ nghiền cũng không tồi đâu. Nghe được lời nói của đám người anh Đại Phi, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn sởn tóc gáy. Nếu là bị nhóm người này làm bản, cô tình nguyện cắn lưỡi tự sát. Dương Tiêu nghe thấy máy từ ngữ ồ uề này, khuôn mặt lập tức đen lại. Anh đã nhìn ra, những người này hơn phân nửa là do Tần Lãng tìm đến. Hai người chúng mày nhanh chóng cút ra khỏi xe mau. Nếu không bọn tao liền phá nát xe. Anh Đại Phi không phí lãng phí thời gian. Trong tay xách theo một con dao lớn, kiêu ngạo ương ngạnh phẫn nộ quát lên. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết tái nhợt, cô khẩn trương nắm chặt bàn tay trắng như phấn của mình, nhìn về phía Dương Tiêu, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Dương Tiêu lắc đầu, nếu báo cảnh sát chỉ sợ sẽ chọc giận bọn họ. Mộc Tuyết, em có nguyện ý tin tưởng anh không? Hả, đại não Đường Mộc Tuyết đột nhiên bị ngốc, cô thật sự không rõ vì sao đột nhiên Dương Tiêu lại hỏi vấn đề này. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, tình cảm chân thành tha thiết, nói, Mộc Tuyết, em nguyện ý tin tưởng anh một lần không? Nhìn chằm chằm ánh mắt trong trẻo của Dương Tiêu, nghĩ đến việc xảy ra ở buổi tiệc họp lớp, Đường Mộc Tuyết khẽ cắn môi nói, em tin tưởng anh muốn em làm như thế nào? Xuống xe, Dương Tiêu nói thẳng. Đường Mộc Tuyết càng thấy ngốc hơn. Xuống xe, đây không phải là tìm chết sao? Dương Tiêu không có do dự, trực tiếp xuống xe Maserati Quattroport. Nhìn thấy Dương Tiêu xuống xe, Đường Mộc Tuyết cắn chặt hàm răng, xuống xe theo anh. Cứ việc biết nguy hiểm rất lớn nhưng khi thấy Dương Tiêu đặt mình trong nguy hiểm, không biết tại sao trong lòng Đường Mộc Tuyết hung hăng rung động. Cô sợ Dương Tiêu làm việc ngốc.
Nhìn Dương Tiêu dẫn đầu đi ra, anh Đại Phi thưởng thức liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái, thằng nhóc, là đàn ông, chờ lát nữa anh đây sẽ cho cậu em vui vẻ. Bọn họ lấy tiền của người ta thay người ta gánh tai họa. Nhận tiền của Tần Lãng tất nhiên phải làm việc cho Tần Lãng. Giờ phút này, anh Đại Phi đã quyết tâm, chờ không nét mực, cho Dương Tiêu một buổi vui sướng, một phút trực tiếp đánh anh cho tàn phế. Trời ạ, đại ca, người này cũng xinh đẹp quá rồi. Trong nháy mắt Đường Mộc Tuyết đi ra, ánh mắt đám côn đồ ở hiện trường đều sáng lên. Anh Đại Phi thấy rõ dung mạo của Đường Mộc Tuyết, gian nan nuốt nuốt nước bọt. Không thể không nói, anh ta đã sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Không hổ là người phụ nữ thiếu gia Tần coi trọng, đúng lúc thật. Anh Đại Phi rất cảm khái. Nếu không phải người phụ nữ Tần Lãng coi trọng, cho dù phải trả bất kỳ giá nào, đêm nay anh ta nhất định phải phóng túng một lần. Cảm nhận được ánh mắt bát thiện từ xung quanh, mặt Đường Mộc Tuyết trắng như tờ giấy, trong lòng đều nhắc đến cổ họng. Cô chưa bao giờ gặp qua phải trường hợp như thế này. Dương Tiêu trấn an, nói, Mộc Tuyết, không phải sợ, có anh ở đây rồi. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật gật đầu, sự hoảng loạn trên gương mặt vẫn không thể nào biến mất. Ánh mắt Dương Tiêu tỏa định trên người anh Đại Phi, lạnh giọng nói, các anh là người mà Tần Lãng phái đến sao? Anh Đại Phi đã sớm bị dung mạo tuyệt sắc của Đường Mộc Tuyết đánh gục, nơi nào còn thời gian trả lời vấn đề của Dương Tiêu. Thằng nhóc, mày vô nghĩa nhiều quá. Các anh em, lên cho tao, trực tiếp đánh thằng nhóc này tàn phế cho tao. Anh Đại Phi phất tay quát to. Vâng, đám côn đồ xách theo dao sắc mặt có ý không tốt vọt đến Dương Tiêu. Nhìn thấy đám côn đồ ập đến trước mặt mình, ánh mắt Dương Tiêu thoáng hiện lên sự lạnh lẽo. Anh nhẹ giọng nói, Mộc Tuyết, nhắm mắt lại. Còn nói nhắm mắt lại, là không muốn mỹ nhân nhỏ này thấy cảnh thảm hại của mày sao? Một tên côn đồ châm biếm nói, con dao cũng nhanh chóng rơi xuống người Dương Tiêu. Dương Tiêu hoàn toàn nổi giận, đám côn đồ này không chỉ có nói năng lỗ mãng với Đường Mộc Tuyết mà còn tiến hành trêu chọc với anh, điều này không thể nào tha thứ được. Đối với Dương Tiêu mà nói, nhục mạ anh thì có thể nhưng nhục mạ Đường Mộc Tuyết tuyệt đối không được. Rồng bơi vảy ngược, tức giận khi chạm vào. Đường Mộc Tuyết chính là điểm mấu chốt cuối cùng của Dương Tiêu. Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào có hành động khinh nhờn Đường Mộc Tuyết. Ai dám xúc phạm điểm mã ấu chốt của anh, đều phải trả một cái giá rất đắt. Đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đánh thằng nhóc này tàn phế đi. Chờ lát nữa tao còn muốn tâm sự nhân sinh và mơ ước với mỹ nhân nhỏ này, ha 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 ha. Ngay sau đó, lại có thêm tiếng cười đáng khinh vang lên. Nghe đến mấy ngôn ngữ ổ uế này, Dương Tiêu giận không thể át. Ngay khi người đó nghênh diện hết sức đánh tới, chân phải Dương Tiêu hóa thành một ảo ảnh, hung hăng đá vào hạ bộ của tên côn đồ này. Tên côn đồ này sao đoán được gà con nhu nhược như Dương Tiêu lại phát ra một sức lực kinh người như thế. Bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa, tất cả đều bị Dương Tiêu dùng chân đá vào hạ bộ. Lập tức có một cơn đau khó có thể mở miệng khiến đám côn đồ này muốn rơi vào trạng thái ngắt. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, bọn họ chắc hẳn hoàn toàn gà bay trứng vỡ. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, 7-8 tên côn đồ sắc mặt thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Thân thể co thành con tôm, run bần bật. Cuối cùng, cho dù ra sao người đàn ông nào cũng không thể thừa nhận sự thống khổ này. Nhìn đám đàn em đều bị Dương Tiêu hạ gục, anh Đại Phi chuẩn bị ra tay với Đường Mộc Tuyết đương trường ngây ngốc. Đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến thân thủ Dương Tiêu lại đáng sợ như thế. Vừa rồi rốt cuộc Dương Tiêu ra tay như thế nào anh ta không có thấy rõ ràng. Đến lượt mày, mặt Dương Tiêu như xương lạnh. Anh tu luyện tâm pháp long môn tối cao. Cao thủ giỏi nhất ở thế giới này cũng không phải đối thủ của Dương Tiêu, đừng nói đến đám côn đồ này. Anh Đại Phi đã sớm luyện cách đấu qua nhiều năm, thân thủ bất phàm. Anh ta không tin Tiêu Bạch Kiểm trắng nõn sạch sẽ trước mặt sẽ là đối thủ của mình. Thằng nhóc, dám gây thương tích cho người của anh Đại Phi, tìm chết. Ánh mắt anh Đại Phi thoáng hiện lên sự tàn khốc, xách theo con dao đâm đến Dương Tiêu. Bộp! Ngay khi anh Đại Phi dùng hết sức đến gần Dương Tiêu, chân phải anh hóa thành một ảo ảnh đá mạnh vào ngực của anh Đại Phi. Anh Đại Phi bất ngờ, thân hình bị đá bay, giống như đạn pháo hung hăng đập vào phía trên minibus. Qua một tiếng, anh Đại Phi phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết trong thân thể anh ta cuồn cuộn. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu tràn ngập sợ hãi. Đúng vậy, vừa rồi anh ta không biết Dương Tiêu ra tay từ khi nào. Chỉ cảm thấy một ảo ảnh xẹt qua. Cả người anh ta liền bay rồi rớt xuống. Trời ạ, người này rốt cuộc là người hay quỷ?
hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, anh Đại Phi lần đầu tiên nhìn thấy hung nhân tuyệt thế như thế này. Lông mi dài của Đường Mộc Tuyết run rẩy, cô mở đôi mắt ra, chỉ thấy đám côn đồ trước mặt tất cả đều ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Một màn trước mắt này hoàn toàn khiến cho Đường Mộc Tuyết sợ ngây người. Ánh mắt cô nhìn Dương Tiêu giống như nhìn một con quái vật. Thậm chí cô không thể tin tưởng được tất cả đều do Dương Tiêu làm. 5 năm ở chung, Dương Tiêu bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ đánh trả. Cô chưa từng đoán được, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất minh kinh nhân. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, cô nhìn thấy chỉ là phần nỗ ổi góc băng Dương Tiêu. Giống như trực giác của cô ở buổi tiệc, người này chính là Rồng Ẩn, chưa từng xuất thế thôi. Nhìn Dương Tiêu không ngừng đến gần, anh Đại Phi sợ đến mức cả người không ngừng run rẩy. Đại ca, đừng giết em. Ánh mắt lạnh băng của Dương Tiêu như gió tuyết tháng 2 khiến anh Đại Phi không rét mà run. Dương Tiêu híp mắt lạnh giọng hỏi, ai ra lệnh chúng mày đến đây? Anh Đại Phi gian nan nuốt nước bọt, anh ta kiêng kỵ nhìn Dương Tiêu, nếu em nói, anh không thể giết em. Mày cảm thấy mày còn có tư cách cò kè mặc cả với tao sao? Tay phải Dương Tiêu nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ họng của anh Đại Phi, dường như sách gà con, sách anh Đại Phi nhắc lên không trung. Một nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, anh Đại Phi sợ hãi cực kỳ. Sắc mặt anh ta hóa thành màu gan heo, cả người khó có thể hô hấp, em nói, em sẽ nói. Nếu lại cò kè mặc cả, tự gánh lấy hậu quả. Dương Tiêu giống như vứt rác, ném anh Đại Phi xuống mặt đất. Bị ném xuống mặt đất, anh Đại Phi như được đại xá, mồ hôi lạnh trên trán rào rạt rơi xuống dưới. Anh ta thở hổn hển hai cái rồi sợ hãi nói, là Tần Lãng. Tần Lãng cho em 200.000, muốn em đánh anh đến tàn phế. Sau đó mang mỹ nhân nhỏ này đi, không, là chị dâu. Tần Lãng, ánh mắt Dương Tiêu phụt ra một sát khí mãnh liệt. Không nghĩ Tần Lãng lại đê tiện như vậy, bu ỏi tiệc họp lớp mắt mũi quét hết không nói, còn tính toán cắn mãi không bỏ. Nếu mơ ước Đường Mộc Tuyết, vậy đừng trách tôi không khách khí. Dương Tiêu nhìn chằm chằm anh Đại Phi, lạnh giọng nói, gậy ông đập lưng ông, hiểu rõ không? Hả, anh Đại Phi sợ ngây người. Dương Tiêu nói đám người anh ta đối phó với Tần Lãng sao? Tần Lãng chính là thiếu của Tần Lãng ở Trung Nguyên, đám người côn đồ như bọn họ sao có thể đắc tội được? Dương Tiêu nói bọn họ gây phiền phức cho Tần Lãng, đây không phải là làm khó bọn họ sao? Dương Tiêu lạnh lùng cười, nói, mày cảm thấy mày còn có cơ hội lựa chọn sao? Nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh anh Đại Phi ứa ra, nói, đại ca, em hiểu rõ, em hiểu rõ. Biết sức chiến đấu của Dương Tiêu đáng sợ, anh Đại Phi chỉ có thể lựa chọn đánh Tần Lãng. Tử đạo hữu bắt tử bần đạo, thiếu gia Tần, đừng trách anh Đại Phi tôi thủ đoạn độc ác vô tình. Tên phế vật Dương Tiêu kia chắc hẳn đã bị anh Đại Phi đánh cho tàn phế nhỉ. Trong thời gian này, tác dụng thuốc của con tiện nhân Đường Mộc Tuyết kia cũng phát tác, hừ. Đường Mộc Tuyết ơi Đường Mộc Tuyết, cô lựa chọn một tên phế vật mà không lựa chọn tôi. Chờ đến khi cô ở trên giường thì còn ra vẻ thanh cao như thế nào nữa. Đến lúc đó tôi chụp ít ảnh ném lên trên mạng, tôi muốn cô thân bại danh liệt. Cùng lúc đó, Tần Lãng chạy băng băng trên đường nhanh chóng đến đường Thanh Minh. Vừa mới đến, Tần Lãng từ xa đã thấy đám người anh Đại Phi. Tần Lãng lập tức xuống xe hỏi, sao lại thế này? Bọn họ đâu rồi? Nhìn chằm chằm Tần Lãng, ánh mắt đám côn đồ đều đỏ lên. Chính bởi vì người trước mắt này ép, mới khiến họ gà bay trứng vỡ. Anh Đại Phi cũng phát hỏa, anh ta phất tay quát to, các anh em, lên cho tao. Trong phút chốc, đám người rơi vào trạng thái bùng nổ, đánh đấm Tần Lãng một trận. Thậm chí một ít tên côn đồ không ngừng công kích hạ bộ của Tần Lãng. DML hạ bộ của Tần Lãng bị công kích liên tục, một trận máu nở rộ hoàn mỹ. Tần Lãng kêu rên một tiếng, rơi vào hôn mê. Trong xe chính mắt Dương Tiêu chứng kiến tất cả, nội tâm Đường Mộc Tuyết cũng xảy ra cực kỳ chấn động. Cô thật sự không đoán được Dương Tiêu sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Dương Tiêu nhỏ giọng nói, Mộc Tuyết, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không khiến em uất ức dù nửa phần. Tần Lãng này không có mắt, đêm nay xử lý anh ta trước. Một cảm giác an toàn thật lớn dần nảy lên trong lòng. Dần dần, Đường Mộc Tuyết phát hiện trong cơ thể vô cùng khô nóng. Từng luồng tinh thần đánh sâu vào khiến cô sắp mất đi lý trí. Dương Tiêu, em thấy hơi nóng, giọng nói Đường Mộc Tuyết nhỏ như tiếng mũi kêu. Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc, hơn nửa đêm rồi, nhiệt độ trong không khí thấp xuống, tại sao lại nóng được?
nhưng mà Dương Tiêu vẫn mở điều hòa ra, anh mở điều hòa rồi, chờ lát nữa sẽ không nóng nữa. Không đoán trước được sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng ngày càng đỏ lên. Dường như sắp hô hấp không nổi, dường như còn muốn cởi ra chiếc váy màu trắng. Dương Tiêu mờ mịt nhìn, thật sự nóng như vậy sao? Ngay khi Dương Tiêu hết sức buồn bực, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng như tích nước của Đường Mộc Tuyết cuối cùng không thể khống chế cảm xúc mà nhào đến Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết xấu hổ không chịu nổi, thân là tinh anh thương trường, cô vô cùng hiểu rõ rượu mình uống ở buổi tiệc họp lớp đã bị người ta giở trò. Người này hơn nửa chính là Tần Lãng, người mang ý đồ xấu với cô. Suy nghĩ cẩn thận điều này, hảo cảm của Đường Mộc Tuyết đối với Tần Lãng không còn lại gì. Đường Mộc Tuyết đột nhiên vào đến đây khiến Dương Tiêu hoàn toàn không kịp phòng ngừa. Mộc Tuyết, điều hòa mở rồi, tại sao em còn nóng như thế? Không phải em bị sốt rồi đấy chứ? Không, không có, khuôn mặt nhỏ của Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, nhanh chóng tích ra nước. 5 năm bị châm chọc mỉa mai, khiến Đường Mộc Tuyết mài giữa tính tình vô cùng không tồi. Độ nhẫn nại của cô không thể nghi ngờ là thật lớn, ngay lúc vừa rồi xuống xe, trong chốc lát Đường Mộc Tuyết đã cảm thấy cơ thể không khỏe, cho đến bây giờ mới rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Đồng thời, Đường Mộc Tuyết cũng nghiến răng nghiến lợi. Dương Tiêu tên ngốc này, nhìn không ra là vợ anh đang có vấn đề sao. Còn bị sốt cái đầu anh đó. Mau, mau đưa em về nhà. Đường Mộc Tuyết chịu giày vò, lòng tự trọng to lớn khiến cô không thể mở miệng. Loại chuyện này, cho dù là ở trên người ai, chỉ sợ khó có thể mở miệng được. Dương Tiêu giẫm chân ga, bất chấp tốc độ giới hạn, trước tiên nhằm về phía nhà. Qua đường Thanh Minh. Khoảng cách trong nhà chỉ cần vài phút là đến. Dương Tiêu vừa mới dừng xe, tinh thần Đường Mộc Tuyết gần như sắp sụp đổ rồi. Dương Tiêu, anh đến đây ôm em đi lên. Giờ này khắc này, Đường Mộc Tuyết dường như bị tiêu tán hết tất cả sức lực trong cơ thể. Cả người cô hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế phụ, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có 10.000 con kiến bỏ đến bỏ đi, tra tấn nóng này. Dương Tiêu âm thầm líu lưỡi, Đường Mộc Tuyết bị làm sao vậy? Không phải bị sốt. Chẳng lẽ là bị cảm nắng sao? Chính là buổi tối không có nắng gắt thì sao có thể bị cảm nắng được chứ? Nếu Đường Mộc Tuyết biết suy nghĩ của Dương Tiêu, tâm tư cắn chết Dương Tiêu đều có. Cái con người ngu ngốc này, tại sao có thể liên tưởng đến việc bị cảm nắng chứ? Rốt cuộc anh có sức tưởng tượng phong phú cỡ nào chứ anh còn do dự cái gì? Chạy nhanh đến đây ôm em đi, cảm xúc bồi hồi của Đường Mộc Tuyết đang mất kiểm soát. Cô là một người phụ nữ vô cùng sĩ diện. Cho dù là cảm xúc mất kiểm soát cũng không muốn bản thân bị mất kiểm soát. Nếu như làm người bên ngoài nhìn thấy một mặt kia của mình, còn không khiến người khác mắc cỡ sao? Dương Tiêu sao còn dám do dự, lập tức ôm thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết vào trong nhà. Nằm ở trên giường, dường như Đường Mộc Tuyết dồn dập. Cô chỉ cảm thấy cả người giống như bị lửa đốt. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết khó chịu, cuối cùng Dương Tiêu nhìn không được sự nghỉ hoặc trong lòng, Mộc Tuyết, có phải em bị cảm nắng hay không? Cái gì, bị cảm nắng, đôi mắt Đường Mộc Tuyết dần dần dại ra. Ôi, cái thằng ngốc này thế mà liên tưởng cô bị cảm nắng sao? Trời ạ, Đường Mộc Tuyết thật sự muốn mở sọ não của Dương Tiêu ra để xem rốt cuộc trong đầu Dương Tiêu suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, ba mẹ đã ngủ hết, tuy rằng ý chí Đường Mộc Tuyết kiên định nhưng chung quy cô vẫn là một người phụ nữ, mắc mưu, không phát tiết, sẽ khiến mình bị nghẹn hỏng. Nghĩ đến kết hôn 5 năm mà mình vẫn là thân xử nữ. Lại nghĩ đến 2 ngày nay Dương Tiêu biến hóa kinh người rồi nhớ tới loạt cảm động Dương Tiêu mang đến cho mình vào đêm nay. Đường Mộc Tuyết cắn răng, trong lòng quyết tâm, nếu không thể nhẫn nhịn được nữa thì cứ phóng thích đi. Dương Tiêu, anh đến đây. Đường Mộc Tuyết khẽ cắn hàm răng nói. Làm sao vậy? Dương Tiêu lập tức đi qua. Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm Dương Tiêu, xấu hổ hỏi, em đẹp không? Dương Tiêu thật sự không rõ tại sao Đường Mộc Tuyết lại hỏi về vấn đề này. Cô là mỹ nhân đẹp nhất Trung Nguyên, có thể không đẹp sao? Ý một nhưng mà Dương Tiêu vẫn gật đầu đáp, đẹp. Mộc Tuyết, em cực kỳ xinh đẹp. Nghe thấy lời này, cuối cùng Đường Mộc Tuyết không thể chịu đựng được sự xao động trong cơ thể. Cô quyến rũ, mê mang nói, Dương Tiêu, hy vọng cả đời này anh không phụ bạc em. Nói xong, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn mất đi lý trí, đôi môi đỏ gợi cảm đặt trên môi Dương Tiêu. Cả người Dương Tiêu ngây ngốc. Anh thật sự không đoán trước được đột nhiên Đường Mộc Tuyết sẽ hôn mình. Điều này khiến Dương Tiêu kích động hỏng rồi. Phải biết rằng, hai người ở bên nhau 5 năm nhưng nắm tay cũng chưa từng nắm, đừng nói đến hôn môi. Đây là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết hôn anh. Thật là vui,
giờ phút này Dương Tiêu không có cách nào mô tả tâm trạng kích động của mình. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết còn xinh đẹp động lòng người như vậy. Canh giữ một người đẹp nũng nịu không động tâm vậy khẳng định là giả. Trong 5 năm này, không biết có bao nhiêu đêm Dương Tiêu gian nan như vậy. Ngay sau đó, Đường Mộc Tuyết mất đi lý trí nhào về phía Dương Tiêu. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết chủ động như vậy, bỗng nhiên Dương Tiêu ý thức được tình trạng không bất thường. Anh có thể cảm nhận từ trong nước bọt của Đường Mộc Tuyết có chưa thành phần thúa. C không tốt, Đường Mộc Tuyết bị người ta bỏ thuốc. Sắc mặt Dương Tiêu thay đổi, cứ việc tú sắc khả san, nhưng anh không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mộc Tuyết, vừa rồi bên trong rượu của em bị người ta bỏ thuốc. Em đừng kích động, bây giờ anh loại bỏ độc ngay cho em. Dương Tiêu hít một hơi sâu, trịnh trọng nói. Chỉ tiếc, Đường Mộc Tuyết đã sớm mất đi lý trí, cô không ngừng hướng về Dương Tiêu. Dương Tiêu không thể chậm trễ, chỉ có thể điểm huyệt đạo của Đường Mộc Tuyết, khiến Đường Mộc Tuyết không thể động đậy. Dương Tiêu không chút do dự, tìm ra bao da dê cũ nát của mình, từ bên trong lấy ra máy cây ngân châm. Đặt thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết ở trên giường, Dương Tiêu dựa theo những gì mình đã học chát nhập các bộ phận của Đường Mộc Tuyết. Không đến 3 phút, sự hồng nhuận trên mặt Đường Mộc Tuyết dần dần tan đi, đôi mắt mù mịt, dần dần trở lại rõ ràng. Đường Mộc Tuyết hồi phục lại tinh thần, cả người cô sợ ngây người. Dương Tiêu dùng ngân châm loại bỏ độc cho cô, vẫn chưa động chân động tay với mình. Loại bỏ độc thành công, Dương Tiêu rút ngân châm ra, cởi bỏ huyệt đạo của Đường Mộc Tuyết. Anh như chút được gánh nặng nói, Mộc Tuyết, vừa rồi em mắc mưu, anh đã giải độc thành công cho em. Bây giờ đã không sao rồi, vừa rồi thân thể khác thường sao em không nói cho anh biết. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Tiêu. Loại chuyện mắc cỡ như thế này sao cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng chứ? Ý cảm ơn, em đi tắm rửa đây. Ra không ít mồ hôi, Đường Mộc Tuyết xấu hổ chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Trong quá trình tắm rửa, Đường Mộc Tuyết giận ngứa cả răng. Bản thân cô đã như vậy, người này không chỉ không có làm chuyện đó mà còn giải độc cho cô. Trong đầu thằng nhóc này rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ bà cô đây không xinh đẹp, không hấp dẫn được anh sao? Không thể không nói, giờ phút này Đường Mộc Tuyết cảm thấy thất bại nghiêm trọng. Thậm chí cô còn hoài nghi Dương Tiêu có phải đồng tính luyến ái hay không nữa. Một cô gái xinh đẹp như vậy ở trước mặt anh không làm được chuyện đó, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Trở lại phòng, nhìn Dương Tiêu nằm trên mặt đất, Đường Mộc Tuyết tức giận không chịu nổi. Cô cầm lấy cà phê mèo đầu giường hung hăng ném lên trên người Dương Tiêu, nói lạnh như băng, đêm nay, anh ngủ ở sofa. À, được thôi, Dương Tiêu lập tức đứng dậy, không dám cãi lời, đi ra bên ngoài. Giờ khắc này, Dương Tiêu buồn bực cực kỳ. Anh lòng tốt giải độc giúp Đường Mộc Tuyết, tại sao cô còn bạo lực, lạnh lùng với anh? Cố nhân thành không khinh tôi, tâm phụ nữ như kim dưới đáy biển, không thể đoán được. Nhưng mà, sờ sờ môi, Dương Tiêu nở ra một nụ cười hạnh phúc. Đừng nói, nụ hôn này, có chút ngọt. Sắc trời tờ mờ sáng, Dương Tiêu vừa dậy đã đi vào chợ mua đồ ăn. Mỗi ngày phải nấu cơm là nhiệm vụ không thể thiếu của Dương Tiêu. Ôi! Chiếc xe Maserati Quattroport ở tầng dưới đẹp quá nhỉ. Vừa mới về nhà đã nghe được tiếng kêu bén nhọn của Triệu Cầm. Đường Kiến Quốc tàn tật cũng vô cùng buồn bực nói, khu nhà nhỏ cũ nát này của chúng ta không thể cũ nát hơn. Kẻ có tiền đã sớm dọn đi rồi, ngày thường có thể thấy một chiếc Audi A4 đã vô cùng không tồi. Nơi nào có chiếc xe Maserati Quattroport? Không thể không nói, cả nhà Đường Mộc Tuyết cư trú một khu nhà vô cùng cũ nát, từ thập niên 90. Ban đầu trong nhà có ít tiền chuẩn bị đổi nơi ở, đáng tiếc Đường Quốc Kiến lái xe đụng người khác. Không chỉ đâm người ta thương nặng còn khiến hai chân mình tàn phế. Phải đền tiền, hơn nữa còn tiền xem bệnh, uống thuốc cho Đường Quốc Kiến, hoàn toàn tiêu hết số tiền trong nhà đã tích tụ. Kẻ có tiền chân chính căn bản không ở lại nơi này. Ở trong mắt nhiều người, nơi này không thua gì xóm nghèo. Đường Mộc Tuyết cũng vừa vặn trở về sau khi tập thể dục buổi sáng. Nghe được giọng nói kinh ngạc của Đường Quốc Kiến và Triệu Cầm, cô không khỏi tiến lên. Hóa ra bố mẹ cô đang thảo luận về chiếc xe Maserati Quattroport ở tầng dưới. Cái này khiến cho Đường Mộc Tuyết không biết làm sao cả. Chiếc xe này là Dương Tiêu cho cô. Dương Tiêu điệu thấp như vậy, khẳng định không cho cô nói ra. Nhưng mà nghĩ đến thái độ lạnh băng của cha mẹ đối với Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cắn chặt răng mở miệng nói, chiếc xe này là Dương Tiêu tặng cho con. Lời này vừa nói ra, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm liếc mắt nhìn nhau,
từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ. Triệu Cầm cố ý tiến lên sờ sờ cái trán của Đường Mộc Tuyết, "Mộc Tuyết, con không phải phát sốt à? Sáng sớm tinh mơ nói mê sảng chuyện gì thế? Thật sự, đây là Dương Tiêu tặng cho con, không tin hai người xem đi." Đường Mộc Tuyết lấy ra chìa khóa đè đè, nghe được chiếc xe Maserati Quattroport ở tầng dưới vang lên, trên mặt hai người Đường Quốc Kiến và Triệu Cầm càng thêm kích động. Đối với người yêu xe như Đường Quốc Kiến mà nói, miễn bàn nội tâm ông ta giờ phút này có bao nhiêu vui sướng, thật là của chúng ta sao? Đường Mộc Tuyết gật đầu nói, đúng là của chúng ta, là Dương Tiêu tặng cho con. Cô cố ý đề cập Dương Tiêu lần nữa, hy vọng bố mẹ cô có thể lau mắt mà nhìn với Dương Tiêu. Rốt cuộc, Đường Mộc Tuyết không hy vọng bố mẹ mình tiếp tục xem thường Dương Tiêu. Vẻ mặt Triệu Cầm khiếp sợ, bà ta hồi phục lại tinh thần. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Tiêu đang nấu cơm ở trong phòng bếp lạnh lùng cười, nói, Mộc Tuyết, có phải con thích tên phế vật này hay không? Đường Đường nói cho mẹ, tối hôm qua con tham gia buổi tiệc tụ họp bạn học. Theo mẹ thấy, khẳng định là cậu Tần Lãng trước kia theo đuổi con đã tặng cho con. Nhà họ Tần ở Trung Nguyên vô cùng không tôi, so với nhà họ Đường của chúng ta còn mạnh hơn. Mộc Tuyết, con phải nắm chắc cơ hội tốt, chỉ cần con có thể trèo cao. Bà nội con sẽ vì lợi ích của cả dòng họ khiến con ly hôn với tên phế vật này. Phân tích xong, nội tâm Triệu Cầm vui mừng nở hoa. Con gái mình biết tranh đua thật đấy. Đầu tiên là làm quen tốt với thiếu chủ Lý Minh Hiên của nhà họ Lý ở Đông Hải, bây giờ lại là theo đuổi thiếu chủ Tần Lãng của nhà họ Tần ở Trung Nguyên. Cho dù Đường Mộc Tuyết chọn ai, Triệu Cầm đều vô cùng vui, so với tên phế vật Dương Tiêu thì những ngày khổ cực tốt hơn nhiều. Đường Mộc Tuyết nóng nảy. Rõ ràng đây là Dương Tiêu cho cô, cùng với thằng nhóc mặt thú tâm Tần Lãng có liên quan gì chứ? Mẹ, đây đúng là Dương Tiêu tặng cho con mà, Đường Mộc Tuyết hấp tấp nói. Đường Kiến Quốc lạnh lùng cười, nói, Mộc Tuyết, con còn vì kẻ bất lực này giải vây, con cho rằng con nó như thế thì chúng ta sẽ nhìn cậu ta với con mắt khác sao? Con sai rồi, phế vật chính là phế vật, cả đời này chúng ta sẽ không coi trọng cậu ta. Bó! Đường Mộc Tuyết không dự đoán được thái độ bố mình cũng kiên quyết như vậy. Không cần phải nói, Mộc Tuyết, con nhất định phải hẹn được thiếu gia Lý và thiếu gia Tần. Một khi đã quyết định được, mẹ lập tức nói bà nội con làm con ly hôn. Triệu Cầm nói chắc chắn. Sở dĩ mấy năm nay không cho Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu ly hôn vì bà nội Đường bận tâm mặt mũi nhà họ Đường. Nhưng nếu đủ ích lợi, mặt mũi tính là cái gì? Cái trò đùa này cũng không thể ăn cơm được. Những năm gần đây, bà nội Đường vì muốn nhà họ Đường bước lên nhất lưu hào môn đã hao tổn tâm huyết. Cho dù Đường Mộc Tuyết chọn Lý Hiên Minh hay Tần Lãng cũng tốt như nhau, đối với nhà họ Đường trăm lợi không một hại. Triệu Cầm cũng chờ được sinh sống như một phu nhân nhà giàu. Đến nỗi tên phế vật Dương Tiêu này, nhanh chóng cho anh cút đi, lăn càng xa càng tốt, nhìn thôi đã hết muốn ăn. Nhìn mặt hai người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều lạnh nhạt, Đường Mộc Tuyết như gà chồng bại trận rũ đầu. Ăn xong cơm sáng, Đường Mộc Tuyết mang vẻ mặt xin lỗi với Dương Tiêu, nói, thật xin lỗi, có phải em làm anh thất vọng rồi hay không? Lời nói vừa rồi tất cả đều lọt vào tai Dương Tiêu, tất cả mọi thứ Dương Tiêu đều dự kiến được. Rốt cuộc trong 5 năm này thành kiến cũng không phải chỉ trong chốc lát đã có thể rũ sạch. Nếu là anh, chỉ sợ bản thân sẽ không tin một tên phế vật đột nhiên sẽ quật khởi. Dương Tiêu ôn nhu cười nói, làm sao đâu, chỉ là quá đột ngột, bố mẹ chưa tiếp nhận được thôi. Nghe được lời này, Đường Mộc Tuyết than một tiếng, nội tâm toàn là chua xót. Cô nhìn Dương Tiêu nói, bố mẹ vẫn luôn như thế, anh ngàn vạn lần không cần để ý. Nếu anh muốn trách thì trách em đi. Dương Tiêu cười lắc lắc đầu, con nhóc ngốc, yêu một người thì phải yêu mọi thứ của cô ấy, chuyện trên giới không có thập toàn thập mỹ. Em có thể đứng ra nói chuyện vì anh đã vô cùng thỏa mãn. Nghe vậy, nội tâm Đường Mộc Tuyết tràn đầy cảm động, nước mắt trong hốc mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vội vàng đi xuống tầng, đi đến trước Maserati Quattroport luân phiên nhau chụp ảnh gửi cho bạn bè để khoe mẽ. Đường Mộc Tuyết rất bắt đắc dĩ, cha mẹ yêu thích hư vinh, điều này cô cũng biết rõ. Nếu không phải chân bố tàn tật, mẹ không biết lái xe. Chỉ sợ bọn họ đã sớm lấy chìa khóa đi ra ngoài khoe khoang. Chúng ta vẫn nên đạp xe đạp đi làm nha, Đường Mộc Tuyết nói với Dương Tiêu. Dương Tiêu sủng nịch nói, nếu xe đã mua, còn tiết kiệm tiền làm gì? Đi, chúng ta lái xe nào. Phải khiến cho đám người khinh thường nhà chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, sau khi Đường Mộc Tuyết đi xuống từ chiếc xe Maserati Quattroport,
toàn bộ người nhà họ Đường chấn động, dường như tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng toàn bộ người nhà họ Đường, chiếc xe có giá vượt qua 1 triệu tuyệt đối không vượt qua 3 chiếc. Chiếc xe Mercedes-Benz bà nội Đường dùng cũng có giá gần 1 triệu 500 thôi. Nhìn thấy Maserati Quattroport gần 2 triệu, Đường Hạo giận đến ngứa răng, Đường Mộc Tuyết cô thật giỏi, đừng tưởng rằng bắt được hợp đồng đã có thể tùy ý hủ bại vớt nước luộc. Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho bà nội, xem cô có thể giải quyết việc này ra sao. Đường Hạo dùng là chiếc Audi A6L, nhìn chiếc xe Đường Mộc Tuyết dùng, làm sao anh ta không đỏ mắt. Đường Hạo lại gọi vào một số điện khác, đội trưởng Mã, chờ lát nữa hung hăng thu thập tên âm hồn Dương Tiêu kia. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương nhận được điện thoại của Đường Hạo, trên mặt dâng lên một tia tàn nhẫn. Làm xong tất cả, trên mặt Đường Hạo càng tràn đầy thêm sự tàn nhẫn. Nghĩ đến việc hôm qua ở trước mặt mọi người xin lỗi, mắt mặt như thế, Đường Hạo quyết tâm, sẽ chờ đợi khiến cho Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu không xuống đài được. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết hồn nhiên không biết, một cơn gió lốc mưa gió sắp nhằm đến bọn họ. Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho bà nội, xem cô có thể giải quyết việc này ra sao. Đường Hạo dùng là chiếc Audi A6L, nhìn chiếc xe Đường Mộc Tuyết dùng, làm sao anh ta không đỏ mắt. Đường Hạo lại gọi vào một số điện khác. Đội trưởng Mã, chờ lát nữa hung hăng thu thập tên âm hồn Dương Tiêu kia. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương nhận được điện thoại của Đường Hạo, trên mặt dâng lên một tia tàn nhẫn. Làm xong tất cả, trên mặt Đường Hạo càng tràn đầy thêm sự tàn nhẫn. Nghĩ đến việc hôm qua ở trước mặt mọi người xin lỗi, mắt mặt như thế, Đường Hạo quyết tâm, sẽ chờ đợi khiến cho Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu không xuống đài được. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết hồn nhiên không biết. Một cơn gió lốc mưa gió sắp nhằm đến bọn họ. Ánh mắt Long Ngũ Cơ Trí, giống như tất cả bí mật của Dương Tiêu đều bị anh ta nhìn thấu. Dương Tiêu cười nhạt một cái, tôi nói, tôi vì một người phụ nữ anh tin không? Tôi tin, Long Ngũ gật đầu, vẻ mặt anh ta phức tạp nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đường Mộc Tuyệt là một người phụ nữ không tồi, chỉ tiếc bố mẹ cô ấy và nhóm người nhà họ Đường thật sự quá ghê tởm thôi. Dương Tiêu vẫn chưa phản bác. Ném xuống 100 đồng tiền cầm 2 bao thuốc lá đi rồi. Long Ngũ cũng không trả tiền thừa, lần sau không thu tiền là được. Nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Dương Tiêu, sắc mặt Long Ngũ cô đơn, nói nhỏ, cậu vì một người phụ nữ, chẳng lẽ tôi không phải sao? 10 năm, vì em, anh ở chỗ này bảo vệ em 10 năm. Lai Lai, 10 năm này mỗi ngày em đều đi ngang qua cửa tiệm anh. Dưa hấu em thích ăn nhất anh chuẩn bị cho em 10 năm nay nhưng em chưa từng xem một lần. Chẳng lẽ Long Ngũ anh tồi tệ vậy sao? Dương Tiêu còn tưởng rằng Long Ngũ nói giỡn với mình nhưng chưa từng đoán Long Ngũ đúng là một người đàn ông tình sâu vô cùng. Thân là lưỡi dao sắc bén của đất nước, Dương Tiêu gặp qua quá nhiều hạng người bất phàm. Long Ngũ khiến Dương Tiêu cảm giác vô cùng kỳ quái, nói anh ta là cao nhân ẩn cư cũng không giống. Cả người tràn ngập hơi thở giang hồ, giống như nhân vật trong mảnh đất xám, bây giờ đang ẩn khỏi giang hồ, không làm đại ca trong nhiều năm. Dương Tiêu ngu xuẩn này, cậu cút đến đây cho tôi. Vừa mới đi vào công ty, đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương đã nổi giận quát một tiếng với Dương Tiêu. Dương Tiêu còn chưa kịp đốt một cây thuốc lá, vội vàng tiền lên hỏi, làm sao vậy anh Mã? Mã Thế Sương, đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn Y Dược Đường Nhân, đứng đầu mấy chục nhân viên bảo vệ. Ngày thường ăn chơi đàng điếm, đi vào trong Đường Nhân cũng chỉ ở trong phòng an ninh bật điều hòa thản nhiên tự đắc. Vào có chút quan hệ với Đường Hạo, luôn luôn không kiêng nể gì. Cho dù là nhà họ Đường, không ít dòng họ chính cũng không dám trêu chọc Mã Thế Sương. Vẻ mặt Mã Thế Sương tàn khốc, của mắng, ngu xuẩn, tôi hỏi cậu, ngày hôm qua trong quá trình cậu trực ban hàng hóa đã thiếu một ít, cậu làm việc kiểu gì vậy? Có biết số thuốc đó chúng còn phải vận chuyển qua cho nhà họ Lý bên kia hay không? Bây giờ xuất hiện sai sót, cậu đảm đương nỗi sao? Bây giờ nhà họ Tần đã giao toàn bộ quyền hạn hợp tác cho Lý Minh Hiên, về sau hàng hóa nhà họ Đường chỉ cung cấp cho Lý Minh Hiên. Bởi vì Dương Tiêu vào làm ở bộ phận tiếp thị, cho nên ngẫu nhiên Dương Tiêu phải đi đến bãi tập kết hàng để xem hàng. Hắn ta và Đường Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Mấy năm nay không biết lén nuốt lấy bao nhiêu thuốc, chuyển qua chợ đen bán rẻ, từ đó thu hoạch được ít tiền lời. Bởi vì người như Mã Thế Sương vô cùng tham vọng, cũng được Đường Hạo coi trọng. Đường Hạo vì thỏa mãn tư dục của bản thân, không chỉ có ở bên trong công ty làm giả số sách, còn hợp tác với Mã Thế Sương nuốt y dược, đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Việc làm giả số sách bên trong Đường Nhân đã xuất hiện phổ biến.
nhân viên dòng chính nhà họ Đường không một ai không làm giả sổ sách. Bằng số tiền lương ít ỏi này, căn bản không thể nào chống đỡ sự ăn xài phung phí của bọn họ. Trong mắt những người tầm thường, dòng chính nhà họ Đường đều là người giàu có, kẻ có tiền chân chính. Nhưng loại chuyện nuốt y dược này ở Đường Nhân chỉ có một mình Đường Hạo làm. Vừa rồi nhận được điện thoại của Đường Hạo, Mã Thế Xương lập tức suy nghĩ ra ý tưởng chuẩn bị vu hãm Dương Tiêu. Ở trong mắt Mã Thế Xương, Dương Tiêu chính là một kẻ bất lực không hơn không kém, tùy ý hắn ta khi dễ. Dám đắc tội Đường Hạo, thật là muốn tìm chết. Mã Thế Xương đã quyết tâm, chờ lát nữa mang theo một đám người đánh đập Dương Tiêu một trận. Nếu Dương Tiêu dám lên báo cao tầng Đường Nhân, tự mình nói Dương Tiêu nuốt y dược, đến lúc đó thằng nhóc Dương Tiêu này hết đường chối cãi. Không chỉ khiến bản thân mình chật vật còn liên lụy đến Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhăn mày, hôm qua anh trực ban căn bản không có xảy ra bất kỳ tình trạng khác thường nào, tại sao đang êm đẹp lại nói thiếu một ít hàng hóa y dược. Đây không phải rõ rành rành vu hãm anh sao? Đội trưởng Mã, anh thử nghĩ lại xem, có phải anh nhầm người rồi hay không? Dương Tiêu lấy ra một điều thuốc lá đưa cho Mã Thế Xương. Dương Tiêu không muốn gây náo loạn, anh sở dĩ làm bảo vệ vì muốn bảo vệ Đường Mộc Tuyết. Nếu không, anh căn bản khinh thường làm bảo vệ của Đường Nhân.